Đòn đều có sức mạnh của thần lôi, đây chính là tạo hóa chi thân của bộ tộc gã. Ô Linh phu nhân lúc này cũng đang lẩm nhẩm trong miệng, ánh sáng đen hiện lên sau lưng, bất chợt hiện ra hư ảnh của một quái vật màu đen đầu heo thân vượn. Con quái vật này ngẩng đầu thét dài một tiếng rồi ngoác miệng ra. Cả bầu trời bỗng u ám, một cái miệng đầy máu lớn vô biên xuất hiện phía trên ấn máu, đồng thời từ từ cắn xuống phía dưới, có vẻ như một ngụm sẽ nuốt trọn ấn máu vào trong, thật sự rất khủng bố. Nữ tử mặc cung trang bị thương kia cắn răng một cái rồi ra tay với thanh thế không thấp hơn đám minh tôn, ô linh phu nhân chút nào. Nàng giơ một tay lên, bóng một chiếc búa lớn bảy màu dài hơn ngàn trượng liền lóe lên hiện ra ở trên cao như cột trống trời, lạnh lùng sông thẳng chém về phía ấn máu. Về phần gã đầu chọc cùng các cường giả đại thừa khác cũng thi triển thần thông điên cuồng tấn công về phía cái ấn máu, hoặc một mạch thả ra mấy chục thanh phi đao, hoặc một tay chảo mạnh một cái thành một bàn tay ánh sáng cực lớn chụp xuống, còn không thì cũng lập tức thi triển thần thông pháp tướng lao thẳng vào không trung. Bọn họ nhìn như ra tay không đồng loạt nhưng trên thực tế chỉ là chuyện xảy ra trong một nhịp hít thở, tất cả đòn tấn công nháy mắt đã tới chỗ ấn máu. Mã Lương thấy vậy hừ lạnh một tiếng, người khổng lồ màu vàng do hắn biến thành khẽ điểm về phía ấn máu trong không trung một cái, miệng thốt lên một chữ: "Định". Chiếc ấn màu máu vang lên âm thanh vù vù, lớp xương máu bên ngoài chợt chấn động, từng vòng sóng địa chấn vô hình tỏa ra, cuốn lấy toàn bộ công kích xung quanh vào trong một cảnh không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, tấm lưới khổng lồ màu bạc, quyền ảnh, búa lớn ngàn trượng, cái miệng đầy máu vừa mới tiếp xúc với sóng chấn động thì toàn bộ đều xứng lại trên bầu trời. Còn những bảo vật khác bị sóng chấn động cuốn lấy mấy cái liền lặng yên hóa thành cho bụi. Về phần pháp tướng do mấy tên cường giả đại thừa thi triển, sau khi bị sóng chấn động cuốn qua một cái liền vỡ vụn ra từng khúc. Sức mạnh khủng bố như thế khiến ngay cả Minh Tôn cũng không nhịn được phải hít sâu một hơi, rồi vội vàng há miệng phun ra một búm máu vào bức tranh trắng mịt mở trước người. Lại có 10 ký hiệu màu bạc lấp lánh cực lớn từ đó lao ra, rồi lập tức lớn phổng như thổi, biến thành 10 cái quang trận trói lọi ánh bạc. Những quang trận này trồng lên nhau một cái liền chợt biến thành một tòa tháp ánh sáng màu bạc, nó lập tức lớn vụt lên đến độ cao 7, 800 trượng. Sau một tiếng phanh, quang tháp chống vào ấn lớn màu máu, nó khẽ run lên rồi mạnh mẽ đứng vững. Nhưng ngay lập tức, sương máu bên ngoài chiếc ấn cuộn một cái liền ép sụp đỉnh ngọn tháp và khiến nó sụp xuống hơn một trường. khi ngọn quang tháp đã thoáng mở nhạt đi thì ở phía đỉnh lại có hơn một trường nổ tung vỡ vụn để cho ấn máu một lần nữa hạ xuống. cứ như thế, dừng một lát lại hạ xuống. dù rằng tháp bạc rõ ràng đã có xu thế không thể chống đỡ nổi nhưng vẫn khiến tốc độ rơi xuống của ấn lớn màu máu giảm mạnh. sắc mặt ô linh phu nhân tái nhợt, đột nhiên lại trao đổi ánh mắt với ngân cương tử mắt hổ bên cạnh. sau đó hai tay nàng ta liền bấm niệm pháp quyết pháp tướng màu đen sau lưng lại hiện ra, hơn nữa sau khi lắc vai một cái đã chui thẳng mất dạng vào trong người. Sau một khắc, gương mặt nàng này vặn vẹo một trận, sau khi ánh sáng màu đen bên ngoài cơ thể bay vọt cuồn cuộn, cũng liền biến thành một quái vật khổng lồ cao vài chục trường. Cũng là đầu heo thân vượn giống hệt bộ dạng pháp tướng lúc nãy, có điều trên cơ thể khổng lồ bất chợt có khoác thêm một bộ giáp xương màu trắng xám, hai cánh tay lông lá to lớn đều nắm một thanh kiếm khổng lồ màu vàng. Nó gầm lên giận dữ, hai thanh kiếm màu vàng trong tay quái vật do ô linh phu nhân biến thành liền hung hăng chém về phía xa xa. Bụp bụp hai vầng trăng cong màu vàng lớn hơn trăm trượng đồng thời lao ra từ trên cự kiếm, lao thẳng về phía đối diện. Người khổng lồ màu bạc do ngân cương tử biến thành ở phía bên kia cũng chu lên một tiếng trong trẻo, bên ngoài thân bỗng nhiên có một tầng lôi điện mày bạc minh mông hiện ra, sau một hồi chớp lóe liền biến thành lôi hỏa màu bạc rậm rạp. Đi, ngân cương tử quát khẽ một tiếng, tất cả lôi hỏa nổ ầm ầm điên cuồng đánh về phía trước. Cùng một thời gian, một tiếng rồng ngâm vang lên, một con ngũ trảo kim long dài vài chục trượng chợt từ một chỗ cạnh đó xông ra, dương nanh múa vuốt lao thẳng đến người khổng lồ màu vàng ở đối diện. Đó chính là do lão già nắm gậy vàng đã ném gậy trong tay ra, biến thành hư ảnh chân long lao đi. Bóng một chiếc búa lớn ngàn trượng, tơ xanh rậm rạp chằng chịt, hơn 10 cái đầu quỷ lớn như bánh xe bay ra, những đại thừa khác vừa bị quét sạch lại tiếp tục gia nhập tấn công. Muốn chết, người khổng lồ màu vàng do mã lương biến thành nhìn thấy tất cả những điều này liền giống lên như sấm rền, tiếp đó hắn hít sâu một hơi rồi đột ngột phun ra vô số ký hiệu màu vàng như sóng cuộn. Tiếng ầm ầm nổi lên, một cơn lốc màu vàng mờ mịt chợt nổi lên phía trước người khổng lồ màu vàng, đồng thời hình thành một tấm màn gió phóng thẳng lên trời. Kiếm quang màu vàng, lôi hỏa màu bạc, chân long màu vàng vừa xông vào trong màn gió màu vàng đều gào lên một tiếng mà tan biến. Về phần tất cả những thứ còn lại như búa lớn hay các sợi tơ xanh, đầu quỷ thì ngay cả màn gió kia cũng không tiếp cận được mà bị luồng sức mạnh vô hình từ trong đó tuôn ra chắn luôn ở bên ngoài, chỉ có thể quay cuồng chuyển động không ngừng xung quanh, chẳng thể nào đến gần. Lần này thì tất cả các đại thừa đều xanh cả mặt rồi. Bốn vị đạo hữu vì sao vẫn không ra tay, định thất hứa hay sao? Gương mặt Minh Tôn trầm như nước, chợt quay đầu về một chỗ không gian bên cạnh hỏi, "Thất hứa?" lúc đầu minh huynh chưa nói với huynh đệ chúng ta rằng lần này cần đối phó là một vị tiên nhân nhỉ không gian phía đó chấn động bốn gã thanh niên mặc giáp đen có khuôn mặt tương tự nhau lóe lên hiện ra một người lớn tuổi nhất trong đó lạnh lùng trả lời xem từ hơi thở trên người thì rõ ràng bọn họ chính là bốn con hắc nghê thú đã lặng lẽ trốn đi sau khi mã lương biến thân kia chỉ có điều giờ lại biến thành hình người mà thôi ở trong khế ước năm xưa bổn minh ký kết cùng bốn vị đạo hữu cũng không hề có điều khoản nói đụng phải tiên nhân là có thể lùi bước nếu không thì vì sao năm xưa bổn minh phải chịu trả một cái giá lớn vì khế ước đó như vậy chư vị không sợ nếu thực sự vi phạm khế ước sẽ chịu cắn trả của nó khiến tu vị bị giảm mạnh sao minh tôn nhíu hàng lông mày lại ý tứ có vài phần chất vấn hư kể cả là thực lực giảm mạnh cũng còn tốt hơn mất mạng ở đây chán sắc mặt gã thanh niên mặc giáp đen cầm đầu sầm xuống nghiêm nghị trả lời mất mạng hắc hắc bổn tọa sao lại để cho bốn vị đạo hữu nhận kết cục đó được thế này đi lát nữa chỉ cần bốn vị đạo hữu dùng thần thông bổn mạng chân hỏa toàn lực tấn công một lần thì ta liền coi như các ngươi đã hoàn thành khế ước đó để cho các ngươi rời khỏi giới này như thế nào sau khi cười hắc hắc minh tôn chợt chuyển sang truyền âm nói chuyện này là thật người thanh niên cầm đầu khẽ giật mình nhưng ngay lập tức hỏi ngược lại với vẻ không tin sao tại hạ có thể lừa lọc về loại chuyện như thế này chứ tại hạ nguyện ý phát thề với tâm ma minh tôn trả lời mà chẳng đổi sắc tốt nếu đã như thế thì huynh đệ chúng ta có thể giúp ngươi một lần đạo hữu không cần thề gì nhưng sau khi ra tay mặc kệ kết quả thế nào chúng ta cũng sẽ lập tức rời đi ngay người thanh niên kia sau khi tiếp tục trao đổi ánh mắt với ba người khác một chút rốt cuộc gật đầu đáp ứng vậy làm phiền bốn vị đạo hữu lát nữa sau khi nghe ta dặn dò rồi ra tay là được rồi minh tôn khẽ thở dài một hơi vẻ mặt cũng buông lỏng một chút ngay khi bọn hắn nói chuyện với nhau Người khổng lồ màu vàng do mã lương biến thành ở đối diện đã lại lần nữa lầm nhầm trong miệng, sau khi ánh sáng màu máu mờ mờ lóe lên giữ hai đầu lông mày, một giọt máu màu vàng ngưng tụ ra, sau khi lóe lên chợt biến thành một luồng ánh sáng màu vàng kim bắn vào trong chiếc ấn máu cực lớn kia. Trong ấn máu phát ra âm thanh cực lớn, sau khi lớp xương máu mặt ngoài cuồn cuộn cuốn lên, từ trong bỗng nhiên phun ra vô số tia sáng màu máu, chẳng chịt chừng gần triệu tia lập tức xuyên thủng không gian bắn vọt ra bốn phương tám hướng. Không ổn, Minh Tôn kinh hãi, vội vàng điểm một cái vào quyển trục màu bạc trước người. Lúc này, quyển trục này chấp lên một cái, biến thẳng thành một màn sáng màu bạc che chắn Minh Tôn và ba người ô linh phu nhân, ngân cương tử và nữ tử mặc cung trang xanh nhạt ở gần đó vào trong. Các đại thừa khác tái mặt đi, không kịp chạy trốn đến dưới sự che chắn của màn sáng của Minh Tôn nên mỗi người đều chỉ có thể dốc sức liều mạng chút pháp lực vào trong bảo vật phòng ngự của mình, đồng thời từng tầng linh quang hộ thể vội vã được tỏa ra vô số tơ máu chợt lóe lên rồi gần như xuyên thủng mỗi tấc không gian đồng thời có mấy tiếng kêu thảm thiết phát ra tháp nhọn màu bạc ở gần nhất bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ thủng có vẻ lung lay sắp đổ về các cường giả đại thừa khác như gã đầu chọc thì sau khi ánh sáng màu máu hiện ra tất cả bảo vật phòng ngự cùng linh quang hộ thể đều tới tấp lóe lên tan vỡ trên người đều bỗng có thêm gần trăm cái lỗ máu các đại thừa này chỉ vừa kịp cúi đầu liếc nhìn cơ thể mình một cái thì từ trong những cái lỗ trượt có một luồng ánh sáng màu máu chói lọi phun ra lập tức biến những người này thành một ngọn lửa màu xanh, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp làm phép chạy ra. chương 2422, cửu kiếp hiện. Vài tên cường giả tiếng tăm lừng lẫy phong nguyên đại lục này vậy mà không kịp kêu lên một tiếng đã đồng thời chết hết. Riêng về phần mấy người minh tôn được ngân quân thiên thư che trở bên trong mới may mắn tránh được một kiếp. Vô số tơ máu đánh vào màn sáng do bảo vật này biến hóa ra chỉ làm cho nó chấp động không ngừng, trở nên ảm đạm nhưng vẫn không xuyên qua được tầng phòng hộ này nhưng như vậy cũng đã làm cho sắc mặt của đám người ngân cương tử trở nên tái nhợt vô cùng sắc mặt minh tôn âm trầm đưa mắt thật nhanh nhìn lướt về hướng hắc nghe thú chỉ thấy bốn đầu thú này biến hình thành thanh niên mặc giáp đen bàn tay mỗi người đều đang bấm pháp quyết đang tránh phía sau một màn lửa màu đen cũng thoát khỏi đợt công kích vừa rồi của màn tơ máu mã lương đang biến thân thành cự nhân ở phía xa thấy còn nhiều người sống sót như vậy khuôn mặt không khỏi lộ ra vài phần bất ngờ nhưng sau đó lập tức hiện ra vẻ dữ tợn Hai tay rất nhanh bấm pháp quyết điểm một cái vào huyết ấn khổng lồ trên không trung lần nữa. Âm thanh ầm ầm vang lên, lập tức, huyết ấn khổng lồ hơi trầm xuống ép cho màn sáng giống như quang tháp phía dưới nát bấy, sụp đổ xuống. Không còn bất cứ thứ gì ngăn cản, bảo vật này giống như thái sơn áp đỉnh đè xuống đám người minh tôn phía dưới, thoáng cái hư không xung quanh lại bị lực lượng khủng bố bao phủ, mùi máu tanh biến mất lúc trước lại xuất hiện trở lại. Minh huynh, làm sao bây giờ? ngân cương tử đang biến thân thành cự nhân thấy vậy khẽ quát hỏi ngoài liều mạng ra thì còn có thể làm gì được nữa các vị đạo hiếu không cần lo lắng quá mức loại công kích khủng bố như vừa rồi khẳng định là sẽ tiêu hao cực kỳ nhiều chân nguyên chắc chắn đối phương không thể sử dụng thêm được lần thứ hai ô linh đạo hiếu ngân huynh hai người các ngươi cố gắng hết sức chống đỡ bảo vật này một chút dành thời gian cho ta chuẩn bị một loại bí thuật đối phó với hắn để xem có thể thừa dịp pháp lực của hắn đang cực kỳ hao tổn mà phong ấn lại được không bốn vị đạo hiếu, các người cũng dùng bản mạng thần thông toàn lực phối hợp với ta công kích hắn một lần. Sắc mặt Minh Tôn ngưng trọng vạn phần, không lưỡng lự truyền âm cho ba người ngân cương tử cùng bốn đầu hắc nghe thú. Minh Huynh có mấy phần nắm chắc phong ấn được đối phương. Ô Linh Phu Nhân có vài phần trần chờ hỏi. Đại hán đầu chọc cùng vài tên đại thừa cùng dai chết một cách dễ dàng trước mắt khiến cho trong nội tâm nữ tử này có vài phần sợ hãi. Yên tâm, ta thi triển một loại bí thuật tiên giới bỏ đi một phần tinh hồn của bản thân cùng với tiêu hao cực kỳ nhiều lực lượng bổn nguyên, ít nhất có một nửa khả năng thành công. Minh Tôn lại có vài phần tự tin truyền âm trả lời. Tốt, thiếp thân lại tin tưởng ngươi một lần nữa vậy. Ngân đạo hiếu, chúng ta đồng loạt ra tay. Ô Linh phu nhân ngẩng đầu nhìn huyết ấn khổng lồ mang theo thanh thế kinh người trên không trung, tự nhủ dưới uy áp của nó hoàn toàn không có khả năng chạy thoát, chỉ có thể cắn răng nói vậy. Ngân Cương Tử biến thân thành cự nhân không một chút do dự gật đầu, giận dữ gầm lên một tiếng, thân hình lại một lần nữa trở nên lớn hơn, bên ngoài cơ thể tuôn ra vô số phù văn thô to màu bạc, vô số phù văn này mơ hồ chấp động không ngừng. Hai cánh tay càng biến hóa lớn hơn một vòng, hai bàn tay khổng lồ nắm chặt đấm mạnh vào hư không. Mà ô linh phu nhân biến thân thành quái vật đầu heo thân vượn thì ngẩng đầu hét dài một tiếng, đột nhiên hai thanh cự kiếm trong tay hợp lại trước người, gần như hóa thành một thanh lang nha bổng màu vàng nhạt, khẽ vung nhẹ lên phía trước biến thành một cơn gió lốc màu vàng bay thẳng lên không trung. Nữ tử mặc cung trang màu xanh bên kia trước sau đều không có mở miệng, nhưng sau khi thấy Ngân Cương tử và Ô Linh phu nhân đều ra tay, cũng không nói hai lời đưa một tay sờ lên trên búi tóc rút ra một cái ngọc châm nhìn rất bình thường, bên trên khảm nạm ba viên ngọc trai màu lam bạc ném lên trời. Phốc 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 ba tiếng, ngọc châm nổ tung ra hóa thành một đoàn linh quang, ba viên ngọc trai màu lam bạc bay lên trên không trung, sau khi lắc lư đón gió đột nhiên biến thành ba quả cầu ánh sáng, mặt ngoài hiện lên ánh sáng màu lam nhưng lại trông không thu hút chút nào. Mã lương biến thân thành cự nhân màu vàng thấy vậy liền cười lạnh một tiếng, lần nữa thúc giục tiên linh lực bên trong cơ thể. Lập tức huyết vụ của tỷ ấn trên không trung đại thịnh, bên trong phát ra tiếng nổ lớn suy suy, từ đó bay vụt ra rất nhiều xúc tu màu máu thô to, lập tức hóa thành vô số trường thương màu máu bay vọt xuống phía dưới. Âm âm tiếng nổ lớn, hai nắm tay ngân cương tử trở nên mơ hồ hóa thành vô số quyền ảnh màu bạc, cường ngạnh đánh nát bấy tất cả các huyết thương phóng tới. Ô Linh phu nhân thúc giục lang nha bổng biến thành cơn lốc màu vàng nhao nhao cuốn hết tất cả các huyết thương bắn tới vào trong, sau khi cuồng chớp lên cũng cường ngạnh phá nát tất cả. Ba quả cầu ánh sáng màu lam lại giống như vô hình, không nhanh không chậm từ từ bay lên trời, những huyết thương kia tiếp xúc với nó lại trực tiếp xuyên qua, trông như không bị ảnh hưởng một chút nào. Ngay sau đó, vô số quyền ảnh cùng với lang nha bổng mạnh mẽ nện vào tỷ ấn phía trên. Không trung vang lên những tiếng động ầm ĩ, ánh sáng màu bạc, màu vàng, dòng sông máu chấp động đan xem vào nhau. Huyết ẩn khổng lồ chỉ hơi lay động một chút nhưng vẫn tiếp tục đè xuống phía dưới. Nhất thời, sắc mặt của Ngân Cương Tử và Ô Linh Phu Nhân đều đại biến, nhưng một trong hai người đột nhiên dẫm chân mạnh vào hư không, thân mình hơi lùi về sau một chút, hai bàn tay đột một xòe ra nâng lên trên đầu, một người khác thì ném lang nha bổng đang cầm trong tay ra, miệng lẩm nhầm từng hồi âm thanh pháp quyết. Vài tiếng nổ lớn kinh thiên động địa phát ra hai cái bàn tay màu bạc khổng lồ to gần một mẫu xuất hiện ngay phía dưới huyết ấn, mười ngón tay giang rộng đỡ lấy huyết ấn. Cùng lúc đó, ánh sáng vàng chớp động, lang nha bổng khổng lồ như thần binh chống trời cùng thoáng cái phóng đến, đầu gậy thô to hung hăng chống đỡ không cho huyết ấn tiếp tục hạ xuống. toàn bộ vùng hư không nơi này bởi vậy mà bị rung động. huyết ấn trông như một tòa núi khổng lồ hơi chút chậm lại, rút cuộc cũng bị ngăn lại rừng giữa không trung. hai bàn tay màu bạc cùng với lang nha bổng khổng lồ lập tức khẽ kêu, không ngừng run. Xem như không còn cách nào có thể chống đỡ được nữa. Ngân Cương Tử và Ô Linh Phu nhân thấy vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lúc này pháp lực của hai người gần như dồn hết vào bên trong đôi bàn tay cùng với Lang Nha bổng khổng lồ rồi, thực sự là không còn một chút lực lượng nào để tiếp tục chống đỡ huyết tỷ được nữa. Nhưng vào lúc này, ba quả cầu ánh sáng màu lam kia cuối cùng cũng đã bay tới bên cạnh huyết ấn, ngay khi vừa tiếp xúc với huyết vụ thì lập tức nổ tung. Một cỗ lực lượng băng hàn gần như có thể làm cho linh hồn của người ta trở nên đông cứng lập tức tuôn ra. Cùng với đóa hoa băng làm đường kính vài chục trượng là minh mông hàn khí tuôn ra, sau khi quay tít một vòng lập tức phun ra ba cột sáng óng ánh bắn thẳng vào huyết ấn. Âm thanh xì xì vang lên, một tầng hàn băng màu xanh đậm bỗng nhiên ngưng kết lại phía dưới huyết ấn, lại lan nhanh ra xung quanh với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ chỉ qua nháy mắt đã đóng băng một nửa huyết ấn. Một màn này, chẳng những làm cho ngân cương tử cùng ô linh phu nhân nhìn đến trợn mắt há mồm ngay cả minh tôn trong mắt cũng phải hiện lên nét kinh ngạc a à, vậy mà lại là hạt giống băng đàm hoa không ngờ được rằng ở cái hạ giới này mà lại có được hạt giống của kỳ hoa này chẳng qua thủ đoạn như vậy thì sao có thể thật sự vây khốn được vạn linh huyết tỷ mã lương đang biến thân thành cự nhân trên mặt cũng đồng dạng hiện ra một chút kinh ngạc nhưng sau khi suy nghĩ một chút đột nhiên hé miệng thổi về phía ấn tỷ ở phía xa phù một tiếng hư không xung quanh tỷ ấn xuất hiện từng điểm hào quang màu vàng, sau một cái chấp động lập tức bám vào hàn băng màu lam như giỏi bám vào xương, cùng lúc bộc phát ra từng tràng âm thanh quái dị. Cùng lúc đó, bản thân tỷ ấn khổng lồ cũng vang lên một tiếng ẩm vang, một tầng huyết diễm cuồn cuộn tỏa ra. Hàn băng màu lam bị trong ngoài giáp công lập tức bị hòa tan ra rất nhanh. Minh Huynh, sao còn chưa động thủ? Chúng ta không thể kiên trì thêm được nữa đâu. Nữ tử Mặc cung trang sớm đã ngồi xếp bằng liều mạng thúc dục ba đóa hoa băng màu lam trì hoãn bị hòa tan quay sang nói với Minh Tôn. Ba vị đạo hữu yên tâm, lão phu đã ra tay. Minh Tôn nghe được lời nói của nữ tử Mặc cung trang liền hít sâu một hơi nói. Nghe thấy vậy, ba người nữ tử Mặc cung trang, Ngân Cương tử cùng với Ô Linh phu nhân đều trở nên ngơ ngác. Mà ngay sau đó, trên đỉnh đầu cự nhân do Mã Lương biến thân bỗng nhiên chấn động, một tiểu nhân cao gần một tấc hư không hiện ra khuôn mặt là một mảng sáng lấp lánh căn bản không thể nhìn rõ, nhưng hai tay đang cầm một chiếc đèn cổ màu đen còn lốm đốm gì xét. Mã lương biến thân thành cự nhân không lưỡng lự ngẩng đầu phun ra một luồng hỏa diễm màu vàng kim. Sau khi hỏa diễm này đón gió phình to lên, thoáng cái hóa thành một biển lửa màu vàng kim cuốn thẳng đến thân hình tiểu nhân. Nơi nào mà hỏa diễm màu vàng kim đi hoa, hư không xung quanh đều trở nên mơ hồ vặn vẹo giống như là trực tiếp bị nhiệt độ cao xuyên thủng hòa tan vậy. Nhưng tiểu nhân trên không trung lại thong thả đưa đèn cổ trong tay ra, hướng biển lửa phía dưới lay động một chút. Phốc một tiếng, một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, mặt ngoài đèn cổ màu đen chỉ hơi chớp lên ánh sáng u ám, vô số phù văn màu xám trắng từ trong bay ra, hỏa diễm màu vàng kim phía dưới đang cuốn lên đụng phải lại giống như gặp phải khắc tinh, điên cuồng bị thu hết vào trong đèn cổ. Trong nháy mắt bị thu nạp không còn chút gì, cho dù đến là Mã Lương nhìn thấy cảnh trên không trung này cũng không khỏi trở nên ngẩn ngơ. Lúc này tiểu nhân lại đột nhiên lại ném chiếc đèn cổ xuống phía dưới, đồng thời thả người bay xuống, thoáng cái hóa thành một đoàn ánh sáng xanh bám vào trên đèn cổ, lấy thân mình làm bấc đèn để đốt đèn cháy. Một ngọn lửa màu xám trắng hiện ra trên đèn cổ, cùng lúc đó, Minh Tôn đứng ở phía xa sắc mặt trở nên trắng nhợt, thân mình đang đứng thẳng bóng khuỵu xuống loạn trọng không vững. Đèn cổ ở phía xa thì vang lên từng tiếng ông ông, mặt ngoài mơ hồ xuất hiện một tầng hào quang màu xám trắng, thoáng cái hóa thành khổng lồ gấp vô số lần, bao trọn cả một nửa không chung. Khoảnh khắc mã lương biến thân thành cự nhân tại bị hào quang màu xám trắng bao phủ, đột nhiên cảm thấy tiên linh lực bên trong cơ thể ngưng động lại, kim quang hộ thể biến mất, không thể thi triển ra bất luận bí thuật nào nữa. Ngay trong khoảnh khắc này, xung quanh chỗ cự nhân màu vàng lại một lần nữa chấn động, bốn đầu hắc nghe thú đột nhiên nhào ra từ trong hư không, đồng thời từng đầu đều mở miệng lớn phun ra một đoàn hỏa cầu màu đen cuồn cuộn bắn thẳng vào cự nhân. Muốn chết, mã lương trong lòng cả kinh, cự nhân do hắn biến thân quát lớn một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, vù vù bốn quyền đánh thẳng vào bốn quả cầu lửa màu đen đang đánh tới. Oanh 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 ba tiếng, khoảnh khắc ba quả cầu lửa màu đen vừa tiếp xúc với nắm đấm của cự nhân lập tức nổ tung hóa thành từng điểm ánh sáng màu đen. Nhưng một quả cầu lửa còn lại đột nhiên vặn vẹo hóa thành một bóng đen tránh khỏi nắm tay, sau khi chấp động một cái lập tức tiến sát đến người cự nhân, hiện rõ một nam tử mặc áo bảo xám có khuôn mặt bình thường. Cửu kiếp diệt linh đại pháp, nam tử mặc áo bảo xám nâng một cánh tay lên, bàn tay không một tiếng động đạt vào hông của cự nhân, miệng băng hàn thấu xương nói. chương 2423, quần cường vẫn lạc. Đột nhiên một luồng khí đen từ trên người nam tử áo bảo sám bộc phát ra, lộ ra cánh tay vốn vô cùng cường tráng nhưng chỉ trong chớp mắt đã khô quắt lại. Đồng thời trên cánh tay bỗng nhiên cùng lúc bộc phát ra chín loại pháp tắc khác nhau, càng quỷ dị hơn là chúng lại hoàn toàn dung hợp vào nhau. Phốc một tiếng, cánh tay khô héo như thúc gỗ mục kia đã đâm xuyên qua phần eo của kim sắc cự nhân, ngay khi đâm xuyên vào thân thể cự nhân nó đã tự bạo liệt nổ ra. Tức thì một ngọn lửa chín màu bay vọt ra, trong nháy mắt đã cuốn phân nửa thân hình kim sắc cự nhân vào trong, biến hắn thành một tên hỏa nhân khổng lồ. Cự nhân màu vàng rên lên vô cùng thống khổ, từng phần, từng phần huyết nhục của hắn bên trong ngọn lửa chín màu nhanh chóng bị thiêu đốt thành cho bụi. Lúc này sắc thái của ngọn lửa chín màu trở nên vô cùng rõ ràng, nhưng lại hòa thành một khối, trong đó ẩn chứa đồng thời chín loại lực lượng pháp tắc hoàn toàn khác nhau. Ha ha, chân tiên thì sao chứ căn bản không chịu nổi một kích cửu kiếp đại pháp của ta hiên cửu linh ngay sau khi một kích đắc thủ thân hình lập tức biến mất tại chỗ trong trước mắt đã xuất hiện bên cạnh minh tôn cười lớn nói hắn mặc dù phải tự bạo một cánh tay nhưng có thể dựa vào đó mà đánh chết một gã chân tiên cường đại thì đó cũng là chuyện mà hắn vô cùng mong chờ lúc này ngọn lửa chín màu vốn đang bao phủ kim sắc cự nhân rốt cuộc cũng chợt lóe lên rồi tán loạn mà hoàn toàn tiêu tán về phần cây đèn màu đen đang trôi nổi ở phía trên, chợt phanh một tiếng rồi hóa thành từng điểm linh quang mà bạo liệt. Vật ấy là bảo vật tiêu hao chỉ có thể dùng duy nhất một lần, khi trước đã đem nó ra sử dụng, tự nhiên là không thể sử dụng thêm lần nữa. Ngân cương tử và bọn ô linh phu nhân nhìn thấy cảnh này, đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đồng bọn vẻ vui mừng khôn xiết, như vừa trải qua được một đại kiếp nạn sinh tử. Minh Tôn nhìn thấy kim sắc cự nhân rốt cuộc cũng bị biến thành một tên hỏa nhân, cũng không khỏi thở ra một hơi dài, Vẻ âm trầm trên mặt cũng đã được thay bằng vẻ tươi cười. Cái này thật đúng là cửu kiếp chân diễm, chiêu thức lợi hại nhất của cửu kiếp diệt linh đại pháp. Chân diễm này ẩn chứa 9 loại hỏa thuộc tính của 9 loại chân linh bổn mạng chi hỏa khác nhau, thêm vào đó thông qua những phương pháp khác dung nạp vào đó 9 loại lực lượng pháp tắc khác nhau, chỉ cần một giọt cũng đủ để nấu biển dung núi. Đừng nói là một gã chân tiên, cho dù những cường giả đỉnh cấp của tiên giới, một khi đã bị nó cuốn vào thì cũng không thể toàn thân mà trở ra xem ra những biện pháp khác chuẩn bị lúc trước cũng không nhất thiết phải dùng đến nữa minh tôn âm thầm đánh giá lúc này ở phía trước miệng của hỏa nhân đang mở thật lớn nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào được phát ra từ đó bởi lúc này huyết nhục toàn thân của hắn đã tiêu tán hết chỉ còn trơ lại ở đó một bộ khung xương màu vàng kim rực rỡ vô cùng lớn đứng im tại đó nhìn thấy một màn như vậy chúng tu sĩ càng thêm thả lỏng tinh thần không đúng uy lực của vạn linh huyết tỷ không suy yếu chút nào tên chân tiên này vẫn chưa chết Vị nữ tử mặc cung trang đang ngồi xếp bằng, đầu đầy mồ hôi, đột nhiên quát to một tiếng. Một câu này hét lên, khiến cho tất cả bọn Ngân Cương Tử và Minh Tôn đều giật mình hoảng sợ không thôi, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên. Chỉ thấy trên bầu trời, Vạn Linh Huyết Tỷ vốn đang bị phong ấn, hai loại lam băng ở phía bên ngoài dưới tác dụng của hai loại hỏa diễm đang nhanh chóng bị hòa tan, phía trên lúc này chỉ còn một tầng mỏng manh vẫn đang cố gắng bám trụ. Không xong rồi, tên kia quả nhiên vẫn chưa chết. Mau mau tiếp tục công kích, sắc mặt của Minh Tôn thoáng một cái đã trở nên cực kỳ khó coi, quát lên một tiếng. Đồng thời, hai tay liên tiếp đánh ra những đạo pháp quyết, miệng không ngừng đọc đọc những chú ngữ khó hiểu, một chiếc phi đao dài chừng vài tấc cũng theo đó mà từ miệng của hắn bay ra, sau khi lắc lư một cái liền biến thành một đạo cầu vòng dài vài chục trượng hung hăng chém tới khung xương màu vàng kim. Đang đứng bên cạnh Minh Tôn lúc này, trên mặt Hiên Cửu Linh đồng dạng cũng hiện lên một tia không thể tin được, nhưng cũng không hề chậm chế chút nào tay áo lập tức run lên, tức thì trên trăm đạo tia sáng gai bạc lóe lên phá toái hư không đến bên cạnh khung xương màu vàng kim kia, rồi hóa thành gần trăm thanh phi kiếm màu bạc, tất cả đều chém xuống khung xương màu vàng kim. Phốc một tiếng, trên người khung xương màu vàng kim, bỗng nhiên được bao bọc bởi một kiện chiến giáp tinh xảo như thủy tinh, đồng thời thanh âm, ông ông, không ngừng vang lên, mặt ngoài lập tức hiện ra vô số phù văn màu tím vàng hơn trăm thanh phi kiếm màu bạc cùng những đạo phù văn tím vàng lao vào chém giết, tức thì phanh phanh lên một tiếng rồi trực tiếp bị bắn ngược lại, căn bản không thể gây ra chút thương tổn nào cho những đạo phù văn này. Bốn đầu trước mắt hắc nghe thú thấy tình hình như vậy, cũng nảy sinh cảm giác không ổn, lúc này bất chấp cái gì như giao ước xuất thủ một lần, một lần nữa cùng há mồm phun ra một quả cầu lửa đen xì, đồng thời thân hình khẽ động, lập tức chạy ngược lại phía sau. Quả cầu lửa màu đen lập tức đánh vào vào phù văn màu tím vàng, mặc dù nổ tung hóa thành luồng lửa màu đen, nhưng đồng dạng cũng bị chặn ở bên ngoài khung xương màu vàng kim lúc này đã khép miệng lại nhưng lại phát ra một trận cười cà cạc vô cùng quỷ dị. Đột nhiên đầu lâu khổng lồ há miệng phun ra một cái bình nhỏ cỡ bàn tay màu xanh sẫm, điểm thẳng vào hư không, tức thì không một tiếng động liền mơ hồ biến mất. Sau một khắc, trên đỉnh đầu của khung xương màu vàng kim thoáng chấn động một cái, hư ảnh một chiếc bình cực lớn cỡ gần một mẫu lăng không hiện ra. Hư ảnh này khẽ đảo ngược một cái, một tiếng nổ vang lên trong miệng bình, theo đó một cỗ chất lỏng màu lục như thủy triều bay vọt ra, lập tức đón gió tán ra như một cơn mưa rơi xuống khắp bầu trời cơn mưa này màu xanh nhạt nhìn dày đặc chi chít rơi xuống không ngừng nhưng chỉ lấy khung xương màu vàng kim làm trung tâm bao mà phủ một khu vực nhỏ mà khung xương màu vàng kim căn bản không hề để tâm tới hôm trăm thanh phi kiếm màu bạc và phi đao màu lam đang không ngừng điên cuồng công kích ở bên ngoài chỉ thấy hắn gầm nhẹ lên một tiếng hai tay đột nhiên mở ra bộ dáng như muốn đem toàn bộ thân thể mở rộng ra kế tiếp xuất hiện một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi sau khi được cơn mưa màu xanh tưới lên thân thể trong chớp mắt khung xương màu vàng kim nổi lên một lớp linh quang xanh nhạt, cùng với đó là tia máu bỗng từ đâu xuất hiện trên khung xương, chỉ thấy lập lè vài cái, rồi từng khối, từng khối huyết nhục một lần nữa ngưng tụ ra. Chẳng qua sau mấy nhịp thở, cự nhân màu vàng kim vốn huyết nhục toàn thân đã biến mất lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, hai mắt vốn đang khép chặt lúc này đột nhiên trợn mắt mở ra. Gai nhọn màu vàng kim và hỏa diễm màu lam cũng một lần nữa từ trong mắt của cự nhân bay vọt ra, đồng thời hắn khẽ nhếch mép cười nhạt một tiếng một bàn tay to đột nhiên đánh một chảo nhắm vào hư không trước mặt ánh sáng màu xanh lục trượt lóe lên chiếc lục bình nhỏ bị ném ra lúc trước giờ đây đã nằm gọn trong tay hắn một nổ lớn tiếng vang lên hư ảnh trên không trung của chiếc bình biến mất không còn thấy tăm hơi cơn mưa kia cũng tiêu tan không còn một giọt rất tốt không ngờ tới liên cấm nguyên đăng và cửu kiếp diệt linh đại pháp đều xuất hiện xem ra bổn tiên lúc trước đúng là có vài phần xem thường các ngươi rồi chẳng qua cũng vì vậy mà các ngươi cũng đã hoàn toàn chọc giận ta. Tiếp theo ta tuyệt sẽ không không cho các ngươi bất luận một tia cơ hội nào nữa. Hôm nay phàm là kẻ nào dám xuất hiện ở đây, toàn bộ đều phải chết, không có bất cứ kẻ được phép thể sống sót mà ra khỏi đây cự nhân màu vàng kim tức giận nói, một tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời há phun ra dày đặc chi chít phủ văn màu tím vàng, chúng nhanh chóng phát tán ra hư không phụ cận. Cùng lúc đó, trên bầu trời ánh sáng kim sắc đại phóng, từng cái đầu lâu hoặc lớn hoặc nhỏ từ trong quang cầu kim sắc lăng không tuôn đi ra, hơn nữa hai tay cự nhân không ngừng bấm niệm pháp quyết một cách điên cuồng. Cùng lúc đó, mặt đất phía dưới nguyên bản vốn bất động lúc này những ngọn núi lửa màu vàng không ngừng bộc phát, một dòng dung nham màu vàng cam theo đó phun ra xối xả, cơ hồ che kín bầu trời. Lúc này, cơ hồ ánh sáng màu vàng che khắp thiên địa, hung hăng cuốn tới chúng tu sĩ. Linh vực, hắn phát động linh vực công kích, chạy mau, Minh Tôn vừa nhìn thấy tình hình quỷ dị như vậy, quát to một tiếng, dưới chân đột nhiên dẫm mạnh vào hư không, một luồng ánh sáng màu lam chói mắt cao tầm vài thước hiện ra bên cạnh hắn, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng màu lam chạy mất dạng. Bốn đầu hắc nghê thú vốn chạy sớm hơn một bước lúc này đã hóa thành bốn quả cầu ánh sáng màu đen đang không ngừng chạy chối chết. Hiên Cửu Linh cắn răng một cái về, thân hình thoáng biến đổi, biến hóa thành một hư ảnh mờ mờ, thân hình biến mất tại chỗ. Ngân Cương Tử và Ô Linh phu nhân nhìn thấy tình hình trước mắt trong lòng rét lạnh không thôi, tự nhiên không dám do dự chút nào, đồng dạng cũng co giò chạy trôi chết. Chỉ thấy bàn tay lớn màu bạc cùng lang nha bổng thật lớn đã không còn thấy đâu nữa, một người liền biến thành cự nhân màu bạc, đột nhiên thân hình như lưu tinh rơi xuống, trực tiếp đập thẳng lên mặt đất, sau một hồi chớp động, liền thi triển bí thuật trực tiếp chui vào lòng đất mà tẩu thoát. Một người khác thì biến thành một quái vật đầu heo mình vượn, ánh sáng sau lưng màu đen chợt lóe lên, liền biến thành một đôi cánh rơi màu xám, đôi cánh đập mạnh về phía sau một cái, lập tức một cơn gió quỷ dị màu trắng cuồn cuộn nổi lên, đưa thân hình hắn mau chóng tẩu thoát. Chỉ có vị nữ tử mặc cung trang đang ngồi xếp bằng, lúc này đồng dạng vô cùng kinh hãi cũng muốn thi pháp mà trốn, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Chương 2424, huyết tế. Trong mắt Kim Đồng đột nhiên lóe sáng, hai đạo hàn quang mịt mờ bay thẳng từ giữa ra, sau khi chớp lên một cái lập tức chém đứt mấy ngón tay màu vàng kim đang bắt lấy nó, tiếp theo tung người nhảy lên, hóa thành một đạo kinh hồng bay thẳng về phía xa. Quá diệu kỳ, không thể ngờ được rằng ở hạ giới mà Phệ Kim Tiên lại có thể tu luyện được đến trình độ này, nếu như thu phục mang về tiên giới thì chẳng phải là về sau ta lại có thêm một cánh tay đắc lực nữa ư? Mã Lương biến thân thành cự nhân lộ ra vẻ kinh hỉ, một cánh tay giơ lên điểm nhẹ vào hư không về hướng Đạo Kinh Hồng phía xa, tức thì tại vị trí đó có vô số điểm kim quang ngưng tụ lại, biến thành một bàn tay khổng lồ màu vàng kim chảo xuống, đồng thời cùng với nó là một cỗ lực lượng pháp tắc cũng trùm lên. Bên trong Đạo Kinh Hồng phát ra một tiếng tiêm minh sau khi quay một vòng, đột nhiên nổi lên từng tiếng suy suy, từ trong đó bắn ra vô số đạo kiếm khí vô hình, ngàn vạn tia điên cuồng bắn ra bốn phương tám hướng. Sau một tiếng nổ lớn, bàn tay khổng lồ màu vàng kim bị kiếm khí ảo ảo chém cho nát vụn, thế nhưng bàn tay khổng lồ lại liên tiếp xuất hiện ở phụ cận xung quanh. Cùng lúc đó, bên trong đạo kinh hồng, thân hình kim đồng bỗng nhiên trầm xuống, lực lượng pháp tắc ập đến làm cho độn tốc thoáng cái trở nên vô cùng chậm chạp. Trên mặt đất, những ngọn núi lửa màu vàng kim kia sau một hồi ầm ầm nổ mạnh, kim quang chấp động một cái cũng lập tức hóa thành mười mấy tên giáp sĩ màu vàng kim vô cùng cao lớn. Tiếng xé gió vang lên, những tên giáp sĩ này mặt không chút biểu cảm đều cùng lao thẳng về phía đạo kinh hồng. Gặp phải tình hình như vậy, khả năng chạy thoát của phệ kim trùng vương hầu như là hoàn toàn không có. Mã lương biến thân thành cự nhân ở phía xa thấy vậy, khuôn mặt không nén nổi hiện ra vẻ tươi cười, nhưng khí tức trên thân rõ ràng là đã suy yếu đi rất nhiều, hiển nhiên là do lúc trước liên tục thi triển đại thần thông đã chịu thụ thương không nhỏ, tiền linh lực cũng tiêu hao rất nhiều, không thể so với lúc đầu tiên được nữa. Quả thật không sai biệt lắm, trên tế đàn cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, Hàn Lập đang nhìn vào một mặt kính màu xanh trôi nổi trước người, đột nhiên thần sắc trở nên kỳ quái rồi tự nói một câu. Trên mặt kính hiện ra hình ảnh rõ ràng về kim trùng vương đang hóa thân thành một con quái trùng khổng lồ dài chừng 10 trượng, giữa chán phun ra từng đạo tinh quang chiến đấu với đám giáp sĩ khổng lồ màu vàng kim. Sở dĩ về kim trùng vương xuất hiện ở đó cũng là do Hàn Lập âm thầm phân phó. Chỉ có như vậy thì hắn mới có thể nắm rõ tình hình bên kia, để tránh có chuyện bất chợt phát sinh ngoài ý muốn. Cần phải ra tay thôi, không thể ngờ được rằng là vẫn phải sử dụng đến thủ đoạn cuối cùng này, sau trận chiến kinh điển này, xem như là Phong Nguyên đại lục đã đại thương nguyên khí, nhưng vì toàn bộ linh giới, không thể không làm làm như vậy được. Thiên Ngoại Thiên, một bóng người đang ngồi ngay ngắn trên một tòa pháp trận rất lớn bên trong đại điện u ám vắng vẻ miệng lẩm bẩm tự than thở một tiếng cổ tay khẽ run lên đã có một pháp bàn màu bạc tỏa sáng xuất hiện trên bàn tay vô số phủ văn màu bạc từ đó tuôn ra bay xuống nhập vào pháp trận phía dưới bên trong ánh sáng màu bạc trói mắt khuôn mặt của bóng người bị chiếu sáng rõ ràng lại là một gã minh tôn khác hai gã đại thừa vâm đạm nguyệt sơ vốn đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tại mắt trận phụ trách đột nhiên cảm thấy thiên đại nguyên khí xung quanh biến động tế đàn khổng lồ cùng với tám cái trụ cực lớn bộc phát ra một cỗ lực lượng pháp tác chấn động kinh khủng hai người đều thất kinh, cùng đồng thời mở hai mắt. Hơn một ngàn thiên vệ sĩ thương minh ở gần đó cũng phát giác ra có chuyện không ổn, lập tức trở nên hỗn loạn, đa số đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên khí ở nơi này sao tự nhiên lại trở nên cuồng bạo như thế này? Vân đạm thoáng cái đã đứng dậy, kinh nghi bất định nói. Chẳng lẽ lưỡng nghi diệt trần trận này xảy ra vấn đề gì rồi Nguyệt Sơ lộ ra vài phần lưỡng lự? Tình hình có chút bất thường, tại sao luồng lực lượng pháp tắc này lại ngưng tụ trên đầu chúng ta, giống như là đặc biệt nhầm vào chúng ta vậy. Mau đi nhanh, có vẻ là kiến thức của Vân Đạm cao hơn một bậc, ánh mắt quét nhanh vài lần lên không chung, sắc mặt bỗng đại biến nói. Hai người vốn là huynh muội từ trước tới nay tất nhiên là Nguyệt Sơ đều tin lời của Vân Đạm, sau khi nghe thấy vậy liền cả kinh, không chút do dự nâng tay áo lên bắn ra một chùm ánh sáng màu đen, sau khi quay tít một vòng liền hóa thành một chiếc phi xa trước mặt hai người. Cả phi xa toàn một màu đen thui, hai bên trang bị tất cả là ba cặp cánh màu bạc, trông hoàn toàn khác với bình thường. Nhưng hai người vân đạm còn chưa kịp lên phi xa thì thế đàn cùng với tám cây cột trụ đã run lên, từ đó phun ra một cột sáng năm màu thẳng lên trên bầu trời. Một tiếng sét đánh giữa trời quang, chấn động pháp tắc trên bầu trời ngưng tụ lại, bỗng nhiên hiện ra một cái quang trận cực lớn đường kính lên đến hơn 10 dặm. Quang trận này phát ra tiếng kêu ông ông, lập tức ở trung tâm quang trận xuất hiện một vòng xoáy, bên trong phát ra tiếng nổ ầm ầm, tiếp theo từ đó phun ra một vòng hào quang màu máu diễm lệ thẳng xuống phía dưới mắt trận. Sau khi hào quang màu máu lóe lên, một màn sáng hình bán nguyệt bỗng nhiên được hình thành, nhìn giống như là một cái bát úp ngược khổng lồ vây hết tất cả đám vệ sĩ thương minh cùng Vân Đạm Nguyệt sơ lại một chỗ. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng pháp tắc tuôn ra ngập tràn bên trong màn sáng màu máu. Hai người Vân Đạm Nguyệt sơ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, pháp lực bên trong thân thể không thể ngưng tụ lại được. Không hay rồi, mau đi xuống phía dưới. Vân Đạm gầm nhẹ một tiếng, một tay kéo lấy Nguyệt Sơ, mơ hồ một cái cả hai người đã cùng xuất hiện bên trong phi xa. Nguyệt Sơ cuống quyết bấm pháp quyết, phi xa lập tức hóa thành một đoàn ánh sáng màu đen bay thẳng xuống phía dưới mặt đất. Phanh một tiếng, mặt đất lặng lẽ hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh làm cho đoàn ánh sáng màu đen bị bắn ngược trở lại, phi xa lại một lần nữa hiện nguyên hình trên không trung. phân Đạm gầm lên một tiếng, cánh tay khẽ đảo, đột nhiên trong tay xuất hiện một chiếc giáo dài gần một trượng màu vàng óng hắn vận sức vung lên, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng kim hung hăng đâm thẳng xuống mặt đất. Oanh một tiếng động thật lớn vang lên, đoàn ánh sáng màu vàng kim nổ tung trên mặt đất, sóng khí tỏa ra bốn phía làm cho một ít vệ sĩ thương minh ở gần đó ngả nghiêng, không thể định trụ được thân mình. Nhưng khi Vân Đạm vẫy cánh tay thu hồi lại chiếc giáo, đoàn ánh sáng màu vàng kim trên mặt đất cũng thu hồi lại, mặt đất chỗ đó phù văn màu xanh chấp động không ngừng, nhưng lại hoàn hảo không bị tổn hại chút nào hết. Sao lại như vậy được? linh quang qua của đại ca là vật không gì không thể phá. Nguyệt Sơ trông thấy như vậy thoáng cái thất thanh nói, vẫn chưa hiểu rõ sao, chúng ta đều đã rơi vào đại kế hoạch của gã minh tôn kia rồi. Nơi này đâu phải là trận nhãn gì, rõ ràng là chuyên môn thiết lập tuyệt địa cho huynh muội chúng ta. Vân Đạm gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt đất đang ẩn hiện ánh sáng màu xanh, sắc mặt khó coi dị thường nói. Vì sao hắn phải làm như vậy, vậy chúng ta ở chỗ này thì có thể có được chỗ tốt gì cơ chứ? Hơn nữa mặc dù cấm chế này lợi hại, nhưng có thể vây khốn được huynh muội chúng ta sao? Nguyệt Sơ đầu tiên ngơ ngác, nhưng lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Cấm chế này không cần phải thực sự vây khốn chúng ta, chỉ cần làm cho hai người chúng ta không lập tức rời đi được là được, còn lý do tại sao thì? Tinh quang trong hai mắt phân đảm chấp lên, đột nhiên cánh tay trở nên mơ hồ một lần nữa, lại ném cây giáo về phía tế đàn. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, ánh sáng màu vàng lại lóe lên trên tế đàn rồi nổ tung, cô số đá vụn bắn tung tóe tại chỗ chỉ còn lưu lại một hố sâu cực lớn mà thôi đây là nguyệt sơ trầm chằm vào hố to có vài phần bất ngờ căn bản là minh tôn kia không có để lại đây huyền thiên chi bảo gì hết chỉ sợ rằng hắn muốn đem huynh muội chúng ra làm vật thay thế cho huyền thiên chi bảo vân đạm nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói hắn thật dám làm như vậy đã như vậy nhất định huynh muội ta không thể ở lại nơi này phải lập tức rời đi mới được nguyệt sơ quá sợ hãi nói không cần sợ tuy rằng ta không biết minh tôn bố trí cạm bẫy này, nhưng đã dám mang ngươi tham gia đại chiến diệt tiên lần này thì tất nhiên cũng phải chuẩn bị một ít hậu thủ. Vừa dứt lời, Vân Đạm hé miệng phun ra một viên hạt châu màu đen nhạt. Một tay hắn bắt lấy hạt châu, trên mặt hiện vẻ dữ tợn, lập tức ném hạt châu về phía màn sáng ở gần đó. Cơ hồ cùng một thời gian, màn sáng chấp lên một cái, đột nhiên bên trong đó xuất hiện một cỗ ánh sáng màu máu chập chờn, nơi nào mà nó đi qua thì đám vệ sĩ thương minh ở nơi đó ào ào nổ tung thành huyết vụ mà viên hạt châu màu đen kia còn chưa tới kịp đánh lên trên màn sáng, cũng đã bị cổ ánh sáng màu máu cuốn luôn vào trong. Phốc một tiếng, hạt châu màu đen chỉ xoay tròn được hai vòng đã lập tức biến thành làn khói đen tiêu tán đi mất. Không có khả năng, Vân Đạm trông thấy cảnh này, sắc mặt thoáng cái trở nên không còn giọt máu, không còn có thể bảo trì vẻ chấn định được nữa. Nguyệt Sơ thì dưới sự kinh hãi, hai tay vung ra liên tiếp, lập tức bắn ra bốn phương tám hướng mấy chục kiện bảo vật, nhưng chúng vừa mới bay ra không được bao xa cũng đã đồng dạng bị nổ tung. Lúc này, tất cả đám vệ sĩ thương minh ở địa phương khác cũng đã đều hóa hết thành huyết vụ, cỗ chấn động quỷ dị kia theo bốn phương tám hướng cuốn về phía hai người. Vân Đạm Nguyệt Sơ sau khi nhìn lẫn nhau một cái, đều thấy được một tia tuyệt vọng ở trong mắt đối phương. Nếu là vào thời điểm thực lực của bọn họ hoàn hảo, cũng chưa chắc đã không có thủ đoạn để ứng phó với công kích quỷ dị này, nhưng bây giờ quả thật chỉ có thể thúc thủ vô sách. Hai người cắn răng một cái, một hơi phóng ra tất cả các loại bảo vật, đồng thời thúc giục tất cả pháp lực còn sót lại trong cơ thể quán chú vào trong linh quang hộ thể. Ánh sáng màu máu chấp lên một cái, hai người đã chìm vào bên trong chấn động quỷ dị đó. Kết quả chỉ một lát sau về sau, bên trong màn máu vang lên hai tiếng phanh phanh trầm đục, sau khi huyết phụ bên trong cuồn cuộn ngưng tụ lại đều bị vòng xoáy trên không trung hấp thụ hết. Ở mắt trận bên kia, toàn thân hàn lập ở trong một màn sáng ngăn cách lại trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên quang trận rất lớn đang ông ông trên trời cao, thần sắc ngưng trọng vạn phần. Nơi này ngoại trừ hắn ra, tất cả vệ sĩ thương minh khác cũng đều hóa thành huyết vụ rồi bị vòng xoáy trên không trung hấp thụ hầu như không còn gì. Phốc một tiếng, quang trận trên không trung chớp lên một cái rồi biến mất vào hư không. Kim đồng bị vài tên giáp sĩ khổng lồ màu vàng ép lại, cùng lúc trong hư không xuất hiện vài tia ánh sáng màu tím vàng, từng đạo bay đến bên người cuốn xung quanh quanh. Ha ha, ta đang ở bên trong linh vực, cho dù bây giờ ngươi có thiên đại bản sự cũng vô dụng mà thôi, bây giờ xem ngươi có thể chạy được đi đâu." Mã Lương biến thân thành cự nhân, cười ha ha bay thẳng về phía Kim Đồng. Mà đúng lúc này, ở phía dưới bỗng nhiên chấn động, một cái siêu cấp quang trận cơ hồ phân bố hơn nửa minh sát chi địa hiện lên trên mặt đất, vừa vặn lấy nơi cự nhân màu vàng làm trung tâm. "Không tốt, Mã Lương dùng mình, thần niệm vừa mới đảo qua quang trận trên mặt đất, lập tức sắc mặt trở nên đại biến thất thanh nói: "Cơ hồ cùng một thời gian Trung tâm quang trận phía dưới bắn ra một tia sáng nóng lánh, sau khi chấp động một cái lập tức xuyên qua hư không xuyên suốt toàn bộ trời đất. Mã Lương nhìn thấy ánh sáng này, đồng tử đột nhiên co rụt lại hệt như rắn rết, không chút do so dự hiện lên độn quang, hóa thành một đoàn kim quang bắn thẳng về phía sau. Chương 2425, Trường Thiên Bình. Sau một khắc, sợi tơ óng ánh lóe lên rồi lập tức hóa thành một cột ánh sáng màu trắng chói mắt, nó cháy lên rừng rực rồi nổ tung ra. Trong tiếng nổ oanh long long rất lớn, Ánh sáng màu trắng cuồn cuộn lan tràn ra bốn phương tám hướng, lập tức che khuất mọi vật trong phạm vi ngàn dặm xung quanh. Cùng lúc khi ánh sáng màu trắng lóe lên thì những giáp sĩ màu vàng đang ở bên trong đó liên tiếp bị tiêu diệt. Lúc này tiểu nhân màu vàng cũng bị vây ở trong quầng ánh sáng trắng kia, lập tức xoay tròn một vòng tại chỗ, lần nữa hiện ra bản thể là một con bọ cánh cứng cực lớn, đồng thời thân hình biến ảo một cái đã biến thành một viên cầu ánh vàng rực rỡ, bên ngoài thân hiện ra từng đám linh văn màu tím vàng mà mã lương đang đang biến thân thành cự nhân mới chỉ chạy ra được một khoảng không xa đã bị ánh sáng màu trắng nuốt gọn vào bên trong, mặt tràn đầy hoảng sợ. Phanh một tiếng, cổ kính màu xanh đang trôi nổi trước mặt hàn lập thoáng cái vỡ tung ra, thế nhưng hình ảnh ánh sáng trắng trói mắt lúc trước mà nó truyền về lại dường như vẫn còn đang chấp lé không dứt ở trước mặt. Sắc mặt hàn lập trở nên ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm minh sát chi địa, chỉ thấy bầu trời phía xa xa mơ hồ có ánh sáng màu trắng đang chấp động không ngừng, vang lên từng tiếng nổ ầm ầm. Từng trận chấn động cũng từ nơi đó chuyển đến, khiến cho Hàn Lập sau khi cảm ứng một chút thì sắc mặt trở nên âm tình bất định. Lưỡng nghi vi trần trận thật là lợi hại, nếu như trước đó không có đề phòng thì chỉ sợ bản thân ta cũng rất khó thoát được một kiếp này. Hàn Lập bỗng nhiên thở dài một hơi nói, nếu như đúng là lưỡng nghi vi trần trận nguyên bản, thì đạo hữu hoàn toàn không có cách nào ngăn cản uy lực tự bạo của pháp trận này. Nhưng bởi vì nó đã bị thay đổi cho nên uy năng hiện tại của nó chỉ bằng một phần người mà thôi, bằng vào thần thông của hàn huynh thì tỷ lệ giữ được mạng sống vẫn là rất lớn đấy bên tai hàn lập truyền đến thanh âm nhàn nhạt của giải đạo nhân lời vừa dứt thì sau lưng hàn lập lóe lên điện quang màu bạc thân hình của giải đạo nhân hiện ra vậy ư ngay cả ta cũng có thể giữ được tánh mạng vậy khả năng gã chân tiên này có thể tìm được đường sống chẳng phải là càng lớn hơn sao hàn lập cũng không quay đầu lại nói đúng là như thế mặt giải đạo nhân không chút biểu tình trả lời Đạo hữu hãy thử dự đoán xem nếu như gã chân tiên này thoát được, thì thực lực có thể còn được mấy phần. Hàn lập vừa sờ cầm vừa suy nghĩ hỏi, chuyện khác thì ta không dám phán đoán, nhưng mà thân thể chân tiên của hắn lúc này chỉ sợ không có cách nào bảo trì được nữa, 89 phần 10 sẽ bị đánh về nguyên hình, đồng thời nhất định cũng sẽ phải gánh chịu phản phệ. Tuy không biết là hắn dùng loại bí thuật nào mà có thể đột phá được lực lượng pháp tắc áp chế của giới diện, nhưng hiện tại bản thân hắn nhất định là không cách nào tránh khỏi bị trọng thương. Giải đạo nhân nhàn nhạt nói, nói vậy thì giải huynh cũng có cùng phán đoán như ta rồi. Hàn lập chậm rãi nói, giống hay không thì bản thân Hàn huynh có thể tự suy xét. Nhưng mà bởi vì đối phương không phải là kẻ tầm thường, cho nên khả năng ở trong người có mang theo chân hồn đan cũng rất lớn, nếu như đạo hữu có thể chiếm được một viên thì khi độ kiếp phi thăng cũng sẽ có thêm một chút cơ hội đấy. Sau khi giải đạo nhân trầm ngâm một chút thì nói vậy. Theo lời của đạo hữu, vậy lần này không mạo hiểm một chút thì không được rồi. Cũng may với tình hình hiện tại của hắn, cho dù là ta không địch lại thì vẫn dư sức mà bình an thoát thân. Hàn lập cười hắc hắc một tiếng, tay áo run lên, lập tức bên ngoài thân lóe lên từng đạo điện quang, đồng thời dưới chân vang lên những tiếng nổ rung trời, rồi một tòa lôi trận màu bạc nhạt hiện ra. Sau khi điện quang trong lôi trận lóe sáng lên một cái, thân hình hàn lập và giải đạo nhân cũng đồng thời biến mất. Trung tâm minh sát chi địa, sau khi bạch quang biến mất, trong khu vực vạn dặm xung quanh đó mọi thứ cũng đều trở nên thấp hơn trước kia vài chục trường nhìn vào giống như một cái thung lũng cực kỳ lớn bề mặt thung lũng trơn nhẵn như hương không hề có một chút lồi lõm nào bầu trời ở trên trung tâm thung lũng vẫn còn hai vật thể lơ lửng bất động một quả cầu màu vàng rực rỡ cực lớn nhưng tầng vỏ cứng bên ngoài đã chuyển thành màu ngăm đen hơn nữa mơ hồ tản mát ra một mùi khét lẹt dường như đã bị nướng chín một cái tinh thể cực lớn màu tím vàng tỏa ra ánh sáng mờ mịt dường như đang bao bọc một bóng người mơ hồ bên trong. Phanh một tiếng, tinh thể cực lớn kia vỡ ra trước tiên, mã lương hiện ra trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Lúc này hắn chẳng những khôi phục hình dáng bình thường, toàn thân không một mảnh vải, mà sắc mặt lại càng vô cùng tái nhợt trông gần như không còn giọt máu, ánh mắt hắn chậm rãi quét nhìn về bốn phía, thân sắc cực kỳ khó coi. Lưỡng nghi vi trần trận, không ngờ lại là cái bí trận tiên giới này, khó trách lại có uy năng như thế. Hắc hắc, đáng tiếc chỉ là một cái phế phẩm, nếu không thì... Mã Lương đang tự nói chưa dứt câu thì đột nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt rơi vào viên cầu màu vàng. Chỉ thấy sau khi viên cầu màu vàng khẽ run lên thì lớp vỏ ngoài xuất hiện từng vết rách màu hồng phấn, tiếp đó từng khối thịt bị nướng chín nối tiếp nhau rơi xuống, hiện ra một con bọ cánh cứng ánh vàng rực rỡ lớn hơn một trường. Phe sầu thoát xác, không thể tưởng được một con vệ kim tiên nơi hạ giới vậy mà cũng tu thành thần thông bực này. Hắc hắc, tuyệt vời, tư chất con trùng này còn hơn xa dự đoán của ta. Mã Lương nhìn thấy cảnh này, vốn là khẽ giật mình, nhưng lập tức vỗ tay cười to tiếp đó phất tay một cái, trong tay bỗng hiện ra một tờ phù lục màu bạc nhà định ném về phía con bọ cánh cứng màu vàng kia. Khí tức trên thân thể vệ kim trùng vương so với trước cũng suy yếu hơn phân nửa, nhưng vừa thấy cảnh này thì vẻ hung dữ trong mắt lóe lên, chuẩn bị dương cánh sông tới. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một trận tiếng sét đánh, vô số hồ quang điện màu bạc từ trong hư không nổ tung ra, rồi lập tức đan vào nhau tạo thành một tòa lôi trận màu bạc lớn mấy trượng mã lương biến sắc không nói hai lời cổ tay khẽ động lập tức quăng phù lục màu bạc về phía lôi trận phốc một tiếng sau một cái chấp động phù lục màu bạc bỗng hóa thành một cái cự phủ màu bạc lớn vài chục trượng hung hăng chém về phía lôi trận cự phủ này chưa thật sự chém xuống mà một đạo khí tức lạnh lẽo sắc bén đã phóng đến trước điện quang trong lôi trận lượn lờ một chút rồi trong tiếng nổ vang mơ hồ hiện ra hai bóng người một người trong đó sau khi nhìn lướt qua cửa phủ màu bạc đang chém tới thì giơ tay lên, một đạo kiếm quang màu xanh óng ánh lập tức xuất hiện nghênh đón. Oanh một tiếng, kiếm quang màu xanh và cửa phủ màu bạc sau khi va chạm với nhau thì đồng thời bay ngược về phía sau. Cửa phủ màu bạc sau khi lóe lên liền biến thành từng điểm linh quang tiêu tán mất. Kiếm quang màu xanh thì sau khi xoay quanh một cái hóa thành một cái tiểu kiếm dài gần một tấc rồi bay về tay bóng người kia. Người xuất hiện trong lôi trận dĩ nhiên là Hàn Lập cùng giải đạo nhân, người vừa ra tay thì là Hàn Lập hư lại là vài tên không biết sống chết ô một cỗ ngụy tiên khôi lỗi còn nguyên vẹn thật là hiếm thấy mã lương vừa nhìn rõ ràng hàn lập cùng giải đạo nhân sau khi hừ một tiếng rồi nhìn kỹ lại nhận ra lai lịch giải đạo nhân thì trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc không hổ là người trên tiên giới nhìn ra thân phận giải huynh một cách rất dễ dàng bất quá nhìn bộ dáng các hạ hiện tại thì cũng phải chịu lực phản vệ của linh giới không nhẹ a à, hiện tại đạo hữu còn có thể phát huy được bao nhiêu phần thực lực sau khi Hàn Lập đánh giá mã lương một chút thì mỉm cười nói. lúc này hai cánh còn bọ cánh cứng màu vàng run lên, vèo một tiếng hóa thành một đoàn kim quang phóng nhanh đi. sau một cái chớp động đã nhập vào trong tay áo Hàn Lập biến mất. xem ra chuyện giao diện phản vệ là do kiện Ngụy Tiên khôi lỗi này nói cho ngươi biết. nhưng dù là hiện tại ta chỉ còn lại có một phần thực lực thì giết chết hai người các ngươi cũng là chuyện dễ dàng. bất quá nếu như chịu đem về kim tiên hai tay dâng lên mà nói thì ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. mã lương gặp tình hình này ánh mắt lóe lên, trong miệng lại cười ha ha nói. Phệ kim tiên, ngươi nói là đầu phệ kim trùng vương này của ta ư. Hắc hắc, cái này thứ cho tại hạ khó tuân mệnh được rồi. Hàn lập ngáp một cái trả lời, nếu thế thì bổn tiên đành phải tốn thêm chút khí lực vậy. Đợi sau khi tiêu diệt ngươi xong rồi lại thu phục đầu phệ kim tiên kia. Mã lương nhe răng cười một tiếng, giơ tay chộp vào hư không một cái, sau khi huyết quang trong tay lóe lên thì một cái tỷ ấn màu đỏ như máu mịt mờ hiện ra hàn lập thấy vậy sắc mặt trầm xuống không thấy tay chân có cử động gì mà sau lưng kim quang đã lóe lên phạm thánh pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra đồng thời trong cơ thể vang lên âm thanh suy suy từng đạo kiếm quang màu xanh bỗng dưng xuất hiện ước chừng hơn một ngàn đạo hóa thành một biển kiếm quang bảo hộ bên ngoài giải đạo nhân đứng bên cạnh thì trên người cũng vang lên từng tiếng nổ đùng đùng từng đạo hồ quang điện màu bạc xuất hiện lượn lờ khắp toàn thân giống như đã hóa thành một pho tượng lôi thần đúng lúc này bỗng nhiên hàn lập cảm thấy trước ngực nóng lên một đoàn ánh sáng màu xanh mờ nhạt có hình dạng cái bình nhỏ xuyên thủng quần áo hiện ra, đồng thời cũng tuôn ra một tràng tiếng kêu thanh minh, bay thẳng lên chín tầng mây. Hầu như cùng một lúc, trong tay áo của Mã Lương đang ở đối diện cũng có ánh sáng màu xanh lóe lên, một cái bình nhỏ màu xanh sấm từ đó bay thật nhanh ra, sau khi khẽ run lên thì phát ra âm thanh vù vù, đang muốn bay về phía Hàn Lập. Phanh một tiếng, Mã Lương hầu như theo bản năng, phất tay áo một cái, cái bình nhỏ màu xanh sẫm đã bị nắm ở trong tay tiếp đó sau khi quay nhìn ánh sáng màu xanh có hình dáng tiểu bình trước ngực hàn lập thì trên mặt mã lương lập tức hiện ra vẻ khó có thể tin và mừng như điên trường thiên bình bình này vậy mà nằm trong tay ngươi hắc hắc đây thật là tìm hoài mà chẳng thấy đúng là hoàn toàn không uổng phí công phu ta chẳng cần phải đi tìm tên phản đồ kia nữa rồi hiện tại đã tìm thấy bảo vật này nếu như mang về lại cho thủy tổ lão nhân ra thật không biết sẽ được ban bao nhiêu thưởng đây mã lương nhìn bình nhỏ màu xanh sẫm trong tay mình rồi lại nhìn ánh sáng màu xanh trước ngực Hàn Lập, sau đó cười to lên một cách điên cuồng. Trường Thiên Bình, ngươi đang nói cái gì? Hàn Lập sắc mặt thoáng cái đại biến, nhìn chăm chằm vào bình nhỏ màu xanh sẫm trong tay đối phương, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh như băng. Hư, không chỉ nói ngươi không thể có loại bình nhỏ giống như vậy, mà kiện ngụy Thiên Bình của ta đây mặc dù chỉ là vật phỏng chế từ Trường Thiên Bình, nhưng về mặt cảm ứng lẫn nhau thì tuyệt đối không thể sai được. Nét mặt mã lương lạnh lẽo nói, ngươi nói là vật này ư sắc mặt hàn lập biến hóa mấy lần sau đó đưa tay chộp một cái ở chỗ trước ngực một cái bình nhỏ khác có màu xanh dịu dàng bỗng dưng hiện ra bất kể là kiểu dáng hay ngoại hình bình này rõ ràng giống hoàn toàn với chiếc bình nhỏ màu xanh sẫm của mã lương chẳng qua là màu sắc hơi nhạt hơn một chút nhìn thoáng qua rất khó phân biệt đúng chính nó ô không đúng trong tay người hình như chỉ là một cái vỏ ngoài không có bình linh người đem bình linh giấu ở nơi nào sau khi Mã Lương nhìn vào chiếc bình nhỏ màu xanh nhạt trong tay Hàn Lập rồi cúi đầu nhìn vào chiếc bình nhỏ màu xanh sẫm trong tay mình, phát hiện hai cái không có biến hóa thêm chút nào nữa thì nét mặt lại trở nên đại biến. "Bình linh là cái gì?" Hàn Lập nhìn gã chân tiên ở phía đối diện, hai mắt nhíu lại vẻ khó hiểu. "Chương 2426, Trảm Tiên thượng. Ngươi không biết bình linh?" "Hừ, vậy thì hơn phân nửa là ngươi cùng với tên phản đồ kia không có liên can gì với nhau rồi." "Như vậy cũng tốt." có thể tìm lại được vỏ bình này cũng coi như là thu được một niềm vui bất ngờ. Còn chuyện bình linh thì căn bản một kẻ hạ giới như ngươi không có tư cách để biết. Chờ sau khi ta bắt ngươi siêu hồn rồi sẽ tiến ngươi đi xuống cửu tuyền. Sắt mặt mã lương âm trầm bất định một chút rồi cũng cười lạnh nói. Hắn vừa dứt lời, bình nhỏ xanh sẫm trong tay chấp một cái biến mất, tay còn lại thì ném ấn tỉ huyết sắc ra ngoài. Xì xì vài tiếng, huyết ấn chấp lên rồi biến mất, tiếp đó tám dòng sông máu từ trên trời giáng xuống, sau khi lay động một chút lập tức biến thành tám đầu ngũ trảo huyết long hùng hổ nhào tới chỗ Hàn Lập. Trong mắt tên chân tiên này xem ra chỉ cần tám con ngũ trảo huyết long có thể so với tám gã đại thừa là đã dư sức đối phó với hai người Hàn Lập rồi. Trong mắt giải đạo nhân chấp lên một tia điện quang, sau đó xoay một vòng ngay tại chỗ, trong tiếng sét nổ đùng đùng hóa thành một con cua màu vàng cực lớn. Con cua vàng hung hăng vung hai cái càng thật to lên, lập tức có hai lôi cầu lớn như hai căn phòng bắn thẳng về phía hai con huyết long. Hơn thế nữa, bản thân cua vàng sau một cái chớp động cũng hóa thành một đoàn lôi quang sông tới. Trong tiếng sấm sét gào thét, cua vàng lập tức đánh sáp lá cả với hai đầu huyết long. Hàn lập hít sâu một hơi, đưa tay vỗ nhẹ lên trên ngực, bình ngọc màu xanh lập tức biến mất, tiếp đó biển kiếm màu xanh xung quanh mình vang lên âm thanh ông ông, rồi vô số kiếm quang màu xanh đan sen lóe lên, hóa thành một mảng kiếm trận minh mông cuồn cuộn bao phủ phạm vi cả trăm mẫu. Một ngón tay hắn điểm vào vùng hư không trong kiếm trận, lập tức một đoàn ánh sáng xanh từ trung tâm kiếm trận tuôn ra rồi điên cuồng lớn lên. Sau một tiếng rồng ngâm thật dài, một con thanh long cực lớn dài mấy trăm trượng xông ra từ trong ánh sáng xanh. Thanh long này toàn thân xanh biếc mềm mại, mỗi khi nó lắp đầu vẫy đuôi đều khiến cho những mảnh vảy trên thân chấp động phản chiếu ánh sáng lành lạnh, vừa mới hiện thân ra đã dương nanh múa vuốt nhằm vào một con huyết long ở gần nhất. Con huyết long kia thấy vậy thì không chút do dự há to miệng, một cột sáng màu máu mờ mịt được phun ra, vô cùng chính xác đánh lên trên thân hình khổng lồ của con thanh long. Nhưng chỉ thấy trên thân con thanh long hàn quang chấp một cái, vô số kiếm khí đan sen lóe lên liền chém cột sáng màu máu kia tan tác, mà chỗ bị đánh trúng trên thân nó lại bất ngờ không hề lưu lại một chút vết thương nào. Mã lương ở xa xa thấy vậy sắc mặt hơi đổi, nhưng trong lúc bản thân còn chưa biết nên làm thế nào thì con thanh long ở xa xa kia sau khi gầm lên một tiếng đã bắt đầu cuốn lấy con huyết long rồi. Tiếp đó trong khoảnh khắc chỉ thấy chỗ hư không nơi đó huyết vụ cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành, chỉ sau thời gian hai cái hô hấp, huyết long kia đã bị thanh long mạnh mẽ xé thành từng mảnh nhỏ. Nhưng năm con huyết long gần đó cũng nhân cơ hội mà xông đến, sau khi cùng giống to, các loại pháp thuật huyết đạo ùn ùn đánh tới. Thanh long không chút sợ hãi ngẩng đầu lên, lân phiến trên thân lại lần nữa phóng ra vô số kiếm quang lành lạnh phủ đầu đánh tới. Mà lúc này, huyết long vừa mới bị xé nát ở bên cạnh, huyết phụ lại một lần nữa ngưng tụ hiện ra, cũng hung tợn vọt đến. Thanh long cực lớn lấy một địch năm, mặc dù thân thể phóng ra kiếm khí lợi hại vô cùng, nhưng trong khoảnh khắc toàn thân cũng bị trồng chất vết thương, lại dùng phương pháp gần như liều mạng sau khi xé rách một con huyết long, bản thân cũng bị vô số tiêm máu bao phủ, nổ tung ra hóa thành từng điểm ánh sáng. Những con huyết long còn lại mừng rỡ, quay đầu muốn nhào tới chỗ Hàn Lập bên này. Hàn Lập thấy vậy mặt vẫn không biểu cảm, một tay bấm pháp quyết, kiếm trận màu xanh trước người sau khi mơ hồ một cái bỗng dưng biến mất. Sau một khắc, phía dưới mấy con huyết long vang lên tiếng kiếm khí đinh tai, kiếm trận màu xanh chấp một cái hiện ra, ở trung tâm phát ra một tiếng long ngâm, một con thanh long cực lớn khác xông ra từ đó, trong nháy mắt lại cùng năm con huyết long chiến đấu dây dưa một chỗ. Hàn Lập đứng tại chỗ cũ trước sau mảy may không di chuyển, nhìn như có vẻ rất dễ dàng ngăn năm con huyết long kia lại, nhưng sự thực thì gần như là hắn đã phải điều động gần nửa pháp lực trong cơ thể mới có thể duy trì cả tòa kiếm trận không bị tan biến. Thanh bàn kiếm trận này tuy rằng theo cảnh giới tu vi tăng lên, hiện tại trở nên vô cùng cường đại, nhưng pháp lực để duy trì cũng đồng thời tiêu hao nhiều hơn so trước kia gấp mấy lần. Cũng bởi do pháp lực và thần niệm của Hàn Lập mạnh mẽ hơn xa so với các tu sĩ đại thừa cùng giai khác, nếu không thì đổi lại một gã đại thừa bình thường, sau khi điều khiển kiếm trận này căn bản không còn chút pháp lực nào để có thể vận dụng thêm thần thông bảo vật khác nữa. Mã Lương thấy vậy, hai hàng lông mày dựng thẳng, một tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Bầu trời phía trên đầu Hàn Lập vang lên âm thanh ầm ầm, sau khi vô số luồng ánh sáng màu máu hiện lên tụ lại, biến hóa ra một hư ảnh tỷ ấn huyết sắc lớn như ngọn núi. Một cỗ pháp tác chấn động ập xuống, hư ảnh huyết ấn lập tức ầm ầm đè xuống dưới Hàn Lập. Quả nhiên là như vậy, chân nguyên của ngươi bây giờ căn bản không thể so sánh với lúc trước, thậm chí ngay cả bốn đầu cự nhân khôi lỗi huyết linh kia cũng không thể ngưng tụ ra. Hàn Lập không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, sau khi cười to một tiếng thì tay áo đột nhiên rung lên, ba tòa tiểu sơn từ đó bay ra sau đó đột nhiên tụ lại, tức thì hóa thành một đỉnh núi ba màu cực kỳ diễm lệ hàn lập hô một chữ trướng lập tức đỉnh núi ba màu đón gió điên cuồng lớn lên trong nháy mắt đã biến thành một tòa núi lớn cao vạn trượng sau khi đỉnh núi chấp động một cái lập tức phóng ra một đoàn hào quang trói mắt ngay tức khắc pha chạm với hư ảnh huyết ấn bên trên trên không trung phát ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa đỉnh núi ba màu chỉ hơi bị đè xuống dưới một chút vậy mà lại cứng rắn chống được hư ảnh huyết ấn làm cho hư ảnh huyết ấn trôi nổi trên không trung không thể hạ xuống thêm chút nào cùng lúc đó Pháp tắc từ trên huyết ấn phát ra chấn động phủ chụp toàn bộ hư không phía dưới vào bên trong. Hàn Lập cảm thấy bên trong cơ thể phát lạnh, pháp lực tức thì cũng có chút ngưng trệ mất linh. Đối mặt tình hình này, Hàn Lập cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng, trong miệng chỉ quát khẽ một tiếng, lập tức có một đoàn kiếm quang màu xanh sẫm lóe lên hiện ra trên cánh tay, một cỗ pháp tắc chấn động cũng theo đó lan tỏa. Phốc một tiếng, hai cỗ lực lượng pháp tắc giống như hai cỗ sóng lớn hung hăng va chạm vào nhau, trong khoảnh khắc cùng triệt tiêu lẫn nhau hàn lập thân hình khẽ run lên pháp lực bên trong thân thể liền khôi phục như thường nguyên hợp ngũ cực sơn huyền thiên chi bảo mã lương trông thấy như vậy không nén nổi có vài phần ngạc nhiên tiếp đó không kìm được mà nổi giận nếu là thời kỳ hắn toàn thịnh chỉ một kiện ngũ cực sơn còn chưa hoàn thành trọn vẹn và một kiện huyền thiên chi bảo sao có thể dễ dàng ngăn cản vạn linh huyết tỷ của hắn như thế chân nguyên tổn hao quá nhiều hiện tại hắn thật sự không thể phát huy ra bao nhiêu uy năng của huyết ấn đang lúc trong lòng tên chân tiên này có một chút do dự, muốn đổi thần thông khác để công kích thì Hàn Lập lại đưa tay chộp vào hư không một cái. Sau khi ánh sáng xanh trong tay lóe lên, một cái kiếm gỗ màu xanh sẫm bỗng nhiên hiện ra. Thế rồi hắn đột nhiên bước nhanh về phía trước một bước, Phạm Thánh Pháp tướng ở sau lưng lập tức cũng nhào về phía trước, bỗng chốc biến mất nhập vào trong thân thể Hàn Lập. Ngay sau đó, từ trong cơ thể Hàn Lập vang lên một tiếng thanh minh, quang hà chợt lóe, bỗng dưng bay ra mấy đoàn ánh sáng màu sắc khác nhau, sau khi quay tít một vòng liền biến thành thiên long, chân phượng, thanh loan các loại hư ảnh pháp tướng chân linh khác nhau. Những hư ảnh khác nhau này sau khi tản ra khí tức khủng bố, cũng đồng thời ngẩng đầu rít lên một tiếng rồi lóe lên lại chui vào thân thể Hàn Lập. Bên ngoài thân Hàn Lập đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng tím chói mắt, thân hình thoáng cái điên cuồng lớn lên, từng miếng lân phiến màu vàng cùng từng đạo linh văn màu bạc lập tức từ trong ra thịt tuôn mạnh ra, đồng thời chỗ hai bên bả vai cùng dưới xương sườn đều có ánh sáng màu vàng chớp nháy liên hồi sau một tiếng hét lớn đã thấy trong hư không xuất hiện một ma thần dữ tợn ba đầu sáu tay cao hơn nghìn trượng trên đầu ma thần này có một chiếc sừng sáu mắt lóe lên ánh sáng màu bạc ngoại trừ một tay đang cầm một thanh kiếm gỗ xanh sấm cực lớn năm tay còn lại đều chống không đây đúng là niết bàn thánh thể tam niết biến thân mà hàn lập đã tu luyện tới cực hạn hắn đương nhiên biết rõ dùng thần thông và bảo vật bình thường để đối phó vị chân tiên đang nguyên khí đại thương này căn bản là chuyện phí công, cho nên vừa ra tay đã lập tức dùng đến thủ đoạn áp dương của mình. Từ lúc Hàn Lập lấy ra huyền thiên trảm linh kiếm cho đến khi hoàn tất biến thân, chẳng qua chỉ là trong một tích tắc thời gian. Chỉ thấy cổ tay ma thần kia rung lên, thanh kiếm gỗ xanh sẫm trong tay lập tức vang lên âm thanh ông ông, lập tức mặt ngoài tuôn ra hàng loạt phù văn màu bạc. Toàn bộ thiên địa nguyên khí trên bầu trời đều vì vậy mà chấn động, vô số điểm sáng năm màu bóng dưng cuồn cuộn hiện ra, rồi giống như thủy triều tuôn mạnh vào bên trong thanh kiếm gỗ màu xanh. Mã lương nơi xa xa trông thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, không chút do dự tay áo rung lên phóng nhanh ra bảy tám đạo phù lục màu bạc, sau khi đón gió chấp lóe một cái liền hóa thành cự kiếm, búa lớn, cự giáo cùng bảy tám kiện binh khí to lớn khác màu bạc trói lọi, tiếp đó lại mơ hồ một cái đã biến thành một mảnh hàn quang cuốn tới hàn lập. Ngay lúc này, hàn lập biến thành ma thần ba đầu sáu tay lại ra tay trước một bước, chỉ thấy thanh cự kiếm xanh sẫm dài trăm trượng đang cầm trong tay hắn chém ngang về phía trước một cái. Vô thanh vô tức một đạo kiếm quang xanh sấm cực dài hình trang lưỡi liềm từ đó chấp hiện, nhưng chỉ hơi vụt qua thì đột nhiên ngưng tụ hóa thành một sợi dây tơ nhỏ màu xanh sấm, một cổ pháp tắc kinh khủng chấn động từ đó bộc phát ra. Sau vài tiếng động phanh phanh, sợi dây tơ nhỏ xanh sấm này trong ánh sáng bạc lóe lên, bảy tám kiện binh khí rất lớn màu bạc do những phù lục biến thành nối đuôi nhau nổ tung rồi tan biến, không thể ngăn cản được chút nào. Mà dây tơ nhỏ xanh sấm di động cực nhanh, gần như là thuấn di, chỉ hai cái chớp động đã đến gần chỗ Mã Lương, theo sau nó là một cỗ lực lượng cực hàn, khiến cho vị chân tiên này có một loại cảm giác máu trong thân thể gần như bị đông lạnh hết sức quỷ dị. Đồng tử mã lương co rụt lại, nhưng không có bất kỳ ý định tránh né nào mà lại giơ một tay vung lên, sau một chút mơ hồ thì một cái tấm chắn màu đen đã hiện ra chặn ở trước người, đồng thời lại hé miệng phun ra một thanh tiểu kiếm trắng noãn như ngọc. Phốc một tiếng, thời điểm dây tơ nhỏ màu xanh sấm chém lên tấm chắn màu đen, thoáng cái đã chém nó thành hai nửa, tiếp đó lại chém tới tiểu kiếm màu trắng đang bay đến lại một âm thanh nữa vang lên một màn quỷ dị xuất hiện tiểu kiếm màu trắng và dây tơ nhỏ màu xanh sẫm mới vừa tiếp xúc trước người mã lương đã lập tức dừng lại đứng yên bất động ngay sau đó vang lên một tiếng vỡ giòn tan tiểu kiếm màu trắng không có chút dấu hiệu nào bị vỡ ra thành từng khúc mà dây tơ nhỏ màu xanh sẫm lại không một tiếng động chấp lên lần nữa lúc tiểu kiếm vỡ vụn thì đồng thời trên mặt mã lương hiện lên màu đỏ thẫm không kềm được mà hé miệng phun ra một đoàn tinh huyết vàng rực ngươi dám hủy trảm nguyên tiên kiếm của ta ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng. Thần sắc mã lương tràn đầy vẻ cực kỳ kinh sợ, dường như đối với việc tiểu kiếm bị hủy hoại cảm thấy bất ngờ, đồng thời hung tợn nói với Hàn Lập. Tiểu kiếm màu trắng dường như vô cùng trọng yếu đối với hắn. chương 2427, Trảm Tiên Trung. Nhưng mà Hàn Lập đang biến thân thành ma thần lại chẳng thèm quan tâm đến chuyện này, sau khi một tầng tinh quang xoay chuyển trên đầu thì cánh tay cầm cửa kiếm màu xanh thấm lại một lần nữa vung lên. Thiên địa nguyên khí sau khi rung động một hồi, lại bất chợt bắn ra một sợi dây tơ nhỏ màu xanh sẫm. Mã lương biến sắc, hai tay áo không hề lưỡng lự đồng loạt run lên, kết quả là có chừng gần trăm kiện bảo vật phong phú đa dạng từ trong tay áo hắn bắn ra. Thời điểm sợi dây tơ màu xanh thấm lóe lên bay đến gần mã lương thì những bảo vật của hắn lúc này cũng như ong vỡ tổ nghinh đón, hóa thành những quả cầu ánh sáng chói mắt nổ tung ra. Hiển nhiên những bảo vật này cũng đều không phải là loại bình thường, mỗi một quả cầu ánh sáng xuất hiện đều khiến cho sợi dây tơ màu xanh thấm tiêu tán đi một chút. Mà sau khi cả trăm kiện bảo vật đều tự bảo, lúc sợi dây tơ màu xanh thấm tiếp cận được mã lương thì độ dài cũng chỉ còn có vài chục trượng mà thôi. Mã lương quát khẽ một tiếng, ngón tay vàng rực điểm một cái về phía sợi dây kia. Phanh, ngay lập tức ngón tay nổ tung bắn tung tóe máu, nhưng đồng thời sợi dây tơ màu xanh thấm kia cũng đồng dạng tán loạn biến mất. Hai lần rồi, toàn lực thúc giục huyền thiên chi bảo như thế sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực, chỉ là một tên đại thừa thì có thể có bao nhiêu chân nguyên lực chứ người tuyệt đối không thể nào tiếp tục xuất ra kích thứ ba được. Hắc hắc, huống hồ còn phải duy trì kiếm trận khổng lồ kia, chỉ sợ hiện giờ trong người ngươi cũng không còn bao nhiêu pháp lực. Mã lương tuy rằng mất một ngón tay, trông có vẻ hơi chật vật, nhưng mà ánh mắt nhìn hàn lập lại tràn ngập vẻ dữ tợn. Hơn nữa sau khi hắn giơ tay chụp một cái, trong tay bỗng nhiên có thêm một cái ống sáo màu bạc sáng loáng. Ta có thể xuất ra kiếm thứ ba hay không, chỉ cần các hạ thử một chút chẳng phải sẽ biết hay sao. Huống hồ, tình hình của ngươi bây giờ so với ta cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, thử xem liệu có thể thi triển thần thông được bao lâu. Ba cái đầu của Hàn Lập sau khi biến thành ma thần đồng thời phát ra tiếng cười lạnh trả lời, nhưng quả thực là không tiếp tục thúc giục lưỡi kiếm khổng lồ trong tay để chém ra kích thứ ba, mà năm bàn tay còn lại đồng thời chộp vào hư không một cái, lập tức có năm đoàn ánh sáng màu vàng xuất hiện, sau khi ngưng tụ lại liền biến hóa ra trượng, truy, giản năm kiện binh khí trầm trọng phi thường. Ha ha, mặc dù bồn tiên không thể thi triển thêm lần nào thần thông nữa nhưng cũng đủ để giết chết ngươi rồi mã lương nghe vậy trong lòng giận dữ nhưng lại cuồng tiếu trả lời ống sáo bạc trong tay quét ngang trước người sau đó kể vào miệng ngay sau đó một cỗ sóng âm thanh màu bạc nương theo tiếng sáo du dương xuất hiện thần niệm của mã lương cũng theo đó tản ra những nơi sóng âm thanh màu bạc đi qua hư không trở nên ông ông rung động không khí trở nên mơ hồ không rõ mà hàn lập biến thành ma thần khổng lồ vừa nghe tiếng thấy sáo thì ba cái đầu hơi trầm xuống lập tức có cảm giác lâng lâng như say rượu đồng thời cảnh vật bốn phía trận mơ hồ một chút lại thấy thân mình đang ở trong một biển máu cuồn cuộn nương theo huyết thủy cuồn cuộn cuốn tới vô số ác quỷ mặt mũi hung tợn từ bên trong đó lao ra khí thức của đám ác quỷ này cực kỳ kinh người dường như tất cả bọn chúng đều có tu vi đại thừa kỳ hư chỉ là một chút ảo thuật cũng định lừa gạt tai mắt của ta hàn lập thấy cảnh này trong lòng không loạn chút nào ngược lại sau khi phạm thánh ma thần hừ lạnh một tiếng thì đột nhiên năm kiện vũ khí trầm trọng trong tay đồng thời hung hăng vung xung quanh. Một cỗ sóng khí kinh khủng xuất hiện cuốn ra bốn phương tám hướng, những nơi nó đi qua thì trong nháy mắt dòng sông máu và những tên ác quỷ kia đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Cho dù là ảo thuật có huyền bí cỡ nào đi nữa một khi đối mặt loại công kích không thể ngăn cản này, thì rõ ràng là vẫn không chịu nổi một kích. Mã lương thấy vậy thì khóe miệng lộ ra vẻ châm biếm, miệng vẫn thổi sáo như trước nhưng thân hình chợt mơ hồ một cái, một đạo hư ảnh mờ nhạt hiện ra ngay phía sau lưng, sau một cái chớp động lập tức biến mất chìm vào hư không. Cùng lúc đó, xung quanh chỗ Hàn Lập, những ảo ảnh vốn đã biến mất nhưng khi tiếng sáo tiếp tục cuồn cuộn cuốn qua, dòng sông máu và những ác quỷ kia lại tiếp tục hiện ra, bao vây Hàn Lập vào trong. Hàn Lập cảm thấy nao nao, nhưng lập tức dường như chợt hiểu, mà động tác của hắn cũng không chậm trễ chút nào, năm cánh tay lập tức huy động năm kiện vũ khí trầm trọng, một cỗ sóng khí màu vàng quét ra bốn phía, khiến cho dòng sông máu và những ác quỷ lại bị ránh cho tan tác cùng lúc đó hai tay nguyên anh đang ở nơi đan điền trong cơ thể hắn chợt kết một cái pháp quyết lập tức một luồng khí mát lành xuất hiện chảy khắp các nơi trong kinh mạch rồi toàn bộ đi vào trong ba cái đầu nháy mắt cái cảm giác lâng lâng như say rượu trong thức hải hàn lập cũng biến mất tâm hơi lúc này mặc kệ tiếng sáo liên miên bên tai không dứt cũng không thấy bất cứ dấu hiệu ảo thuật nào xuất hiện nữa mã lương thấy vậy trong lòng không khỏi kinh hãi ống sáo trong tay hắn nhìn rất bình thường nhưng thực tế lại là một trong những món dị bảo mà hắn cực kỳ coi trọng khi chiến đấu thì chỉ cần thần niệm của đối thủ yếu hơn mình thì dưới tác dụng của tiếng sáo kia đối thủ sẽ rơi vào trong những ảo giác hão huyền vô tận mà không thể nào thoát ra được nhưng hiện tại đối phương lại dễ dàng thoát khỏi ảnh hưởng của sóng âm thanh như vậy chẳng phải là thần thức của đối phương thậm chí còn cường đại hơn mình ư tuy rằng bởi vì hắn đang chịu áp chế của giới diện nên thần thức không thể bằng được khi ở tiên giới nhưng hiện tại thần thức của hắn cũng tuyệt đối không thua kém thiên nhân bình thường bao nhiêu hơn nữa một chiêu sát thủ mà hắn chuẩn bị từ đầu cũng vì vậy mà không thể thi triển. Nhất thời vẻ mặt Mã Lương cũng trở nên âm tình bất định, còn chưa biết nên dùng loại thủ đoạn nào để đối phó thì Phạm Thánh Ma Thần ba đầu sáu tay kia chợt bước nhanh một bước, thân hình mơ hồ một cái đã biến mất ngay tại chỗ. Mã Lương cũng là người có kinh nghiệm tranh đấu vô cùng phong phú, sau khi trong lòng cảm thấy không ổn liền thu hồi ống sáo bạc lại, thân hình chớp động một cái đã xuất hiện ở chỗ hư không mấy trăm trượng bên ngoài. Oanh một tiếng vang thật lớn, năm đạo ánh sáng vàng thật to nối đuôi nhau đập vào chỗ mã lương đứng lúc trước sóng địa chấn do đòn tấn công này tạo ra khiến cho hư không nơi đây vặn vẹo không ngừng lúc này thân hình phạm thánh ma thần ba đầu sáu tay mới hiện ra ở giữa trận giao động kia sau khi ánh mắt mã lương thoáng nhìn những về chỗ dị tưởng do năm kiện vũ khí trầm trọng kia công kích tạo ra nét mặt không khỏi hoảng sợ công kích kinh khủng như vậy cho dù là lúc hắn có thân thể chân tiên cũng tuyệt không dám đón đỡ liên tục vì vậy mà hắn cảm thấy tuyệt đối không nên chiến đấu giáp lá cả với Hàn Lập. Nhưng mà đúng theo như lời Hàn Lập nói lúc trước, ngay cả khi hắn còn có rất nhiều thần thông tiên giới trong người, nhưng bởi vì chân nguyên hao hụt, tiên linh lực trong cơ thể cũng không còn bao nhiêu thì mặc dù có nhiều thủ đoạn nhưng hắn cũng không thể thi triển được. Đang trong lúc hắn có hơi chút trần chờ, Phạm Thánh Ma Thần ba đầu sáu tay lại gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục bước tới một bước biến mất vào trong hư không. Mã Lương dùng mình, thân hình khẽ động biến mất, lập tức thuấn di xuất hiện ở địa phương khác. Kết quả ngay sau đó, sóng chấn động màu vàng lại ầm ầm đánh vào chỗ Mã Lương vừa đứng. Ma thần do Hàn Lập biến thành tiếp tục chấp động một cái lại không thấy bóng dáng. Cứ như vậy, Hàn Lập liên tiếp thuấn di truy kích Mã Lương trong khuôn viên trăm dặm, mỗi một lần tấn công đều phát ra những tiếng nổ rung chuyển trời đất. Liên tiếp sau hơn 10 cái chấp động, Ma thần do Hàn Lập biến thành liên miên truy đuổi Mã Lương, khiến hắn không hề có được một chút thời gian nào để nghỉ. Kết quả khiến cho vị chân tiên này vô cùng kinh sợ, đồng thời cũng không dám lơ là mất cảnh giác. Sau khi hắn tiếp tục chợt lóe xuất hiện ở nơi nào đó, lại không hề làm phép thuấn gì bỏ chạy nữa mà lại lấy từ trong tay áo ra một cái hộp ngọc ném lên trên đỉnh đầu, tép theo hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Kết quả là không trung xuất hiện một trận giao động, một đạo ánh sáng vàng thô to lập tức xuất hiện rồi chuyển xác đánh lên trên hộp ngọc. Hộp ngọc lúc này vỡ vụn mở ra, từ bên trong lao ra một đoàn hỏa vân đỏ đậm hỏa vân này sau khi quay tròn ngưng tụ lại liền hóa thành một con quái dao toàn thân mọc đầy râu dài màu đỏ đậm kim quang chợt lóe năm kiện trọng binh không chút do dự hướng quái dao tấn công nhưng quái dao này chỉ lắc đầu quay đuôi ngay tức khắc run lên hóa thành nhiều điểm xích diễm tiêu tán vào hư không một đoàn ánh sáng đỏ thấm xuất hiện bên cạnh mã lương quái dao một lần nữa hiện ra vậy mà ngươi lại giải khai tầng cấm chế thứ hai trên người của ta ha ha hay thật xem ra lần này ngươi thực sự gặp phải phiền toái lớn rồi nếu không cũng sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Quái dao xoay một vòng tại chỗ, biến thành một gã tiểu nhân màu đỏ thẫm chỉ cao có ba thước, liếc mắt nhìn mã lương một cái rồi lại mừng như điên cười to. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận chấn động, hàn lập biến thành phạm thánh ma thần tay cầm trọng binh chợt hiện ra. Sau đó quét mắt nhìn vào tiểu nhân màu đỏ thẫm một cái, nhưng lại hơi do dự không tiếp tục đánh tới. Hòa tu tử, hãy bớt nói nhảm đi, hiện tại ta thật sự gặp một chút phiền toái nhỏ, hãy nhanh lập tức giết chết người này. Mã lương mặt trầm như nước, ra lệnh thật nhanh, ta nếu như đã tự do, vì sao phải nghe lời của ngươi sai khiến. Tiểu nhân màu đỏ thấm nghiêng cổ cười lạnh một tiếng, hư, xem ra ngươi không muốn thu lại bổn mạng châu của ngươi rồi. Mã lương âm trầm nói, ngươi chịu đem bổn mạng châu trả lại cho ta, ô, xem dáng vẻ của ngươi bây giờ hình như là rất chật vật, chẳng trách lại phải thả ta ra. Nhưng mà nếu muốn ta tin ngươi thì cần phải dùng danh nghĩa của cửu nguyên đạo tổ phát ra lời thề, sau đó ta sẽ ra tay giúp ngươi. Hỏa tu tử kinh ngạc hô một tiếng, trong mắt xoay chuyển nói. Cái gì, ngươi dám kêu ta dùng tên của tổ sư để thề ư? Mã lương nghe vậy lập tức giận dữ. Hắc hắc, ngoại trừ như vậy, ngươi đừng hòng khiến ta ra tay giúp ngươi. Tiểu nhân màu đỏ thấm không chút khách khí nói. Được lắm, ta có thể dùng danh nghĩa của tổ sư phát ra lời thề, nhưng trừ lần ra tay này thì sau khi trở về tiên giới ngươi phải tiếp tục phục vụ cho ta thêm vạn năm. Sau khi Mã Lương cân nhắc một hồi mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Vạn năm, hắc hắc, không thành vấn đề, chốc thời gian như thế đối với ta mà nói cũng là chốc lát là trôi qua. Ta sẽ giúp ngươi đuổi tiểu tử này đi." Hỏa Tu Tử cười hắc hắc một tiếng rồi chấp thuận, "Ngươi không nên khinh địch, bởi vì ngươi cũng bị áp chế bởi lực lượng giới diện như ta, lại thêm thể xác lúc trước đã bị hao tổn một lần, thậm chí ngay cả sau khi xóa bỏ cấm chế thì ngươi cũng không phát huy được hết thực lực vốn có." mã lương lập tức dùng danh nghĩa cử nguyên đạo tổ mà lập lời thề rồi cảnh tình hòa tu tử một tiếng yên tâm nhìn bộ dáng như vậy của ngươi ta còn không hiểu hay sao vấn đề là ta chỉ ra tay giúp ngươi quấy nhiễu người này mà thôi muốn đánh chết hắn đương nhiên là vẫn phải dựa vào chính ngươi rồi hòa tu tử ngáp một cái không thèm để ý nói đến lúc này hắn mới quay đầu lại cẩn thận đánh giá hàn lập đang biến thân thành ma thần ba đầu sáu tay dáng vẻ không chút để ý Chương 2428, Trảm Tiên Hạ. Hỏa linh lực dao động thật là mạnh mẽ, chính là thân thể hỏa linh. Ma thần do Hàn Lập biến thành ông ông nói: "Hỏa linh, ngươi nghĩ ta là thứ này cũng không sai, hắc hắc, chỉ là một gã tu sĩ ở hạ giới, vậy mà có thể ép tên tiểu tử Mã Lương này đến tình trạng như thế cũng coi như là khá lắm rồi." Chẳng qua vừa rồi ta hứa hẹn với tiểu tử này thì ngươi cũng đã nghe rõ, một khi đã nói ra thì không thể không giữ lời được. Hỏa tu tử cười hắc hắc trả lời: nếu đã vậy thì cần gì phải nhiều lời, không phải là cứ đánh là xong à?" Phạm Thánh Ma Thần cười lớn một tiếng, năm kiện trọng binh vung lên một lần nữa, mang theo tiếng sấm nổ mạnh đập xuống. Tiểu nhân màu đỏ thấm hừ lạnh một tiếng, lập tức bấm niệm pháp quyết, theo đó có vô số hỏa vân xuất hiện xung quanh cơ thể nó. Sau đó tiểu nhân màu đỏ thấm lại xoay người một vòng, bất ngờ biến hình thành quái giao to hơn trăm trượng. Giao long này vừa mới hiện nguyên hình đã lập tức giơ chân trước đánh ra một chảo vào không trung làm vang lên một tiếng nổ cực lớn, một màn xương máu nhưng tụ thành hình hình long chảo lớn gần mẫu bỗng dưng hiện ngung nghinh tiếp đón năm đạo kim quang. Phốc, năm kiện trọng binh run lên rồi hiện ra nguyên hình, không ngờ vậy mà lại bị long chảo màu đỏ thấm kia ngăn chặn ở trên không. Ba khuôn mặt của Phạm Thánh Ma Thần không khỏi hiện ra thần sắc kinh ngạc, với thân thể mạnh mẽ như hiện tại thì một kích vừa rồi ẩn chứa sức lực kinh khủng đến mức nào, bản thân hắn đương nhiên là rất rõ ràng. Mã Lương ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhóm, tay áo khẽ run lên, vài cái phù lục màu xanh nhanh chóng được dán lên người. Sau khi những phù lục này hóa thành mấy đoàn xương mù màu xanh ra trời nhập vào cơ thể Mã Lương thì thần sắc của hắn lập tức lại được khôi phục không ít, đồng thời hắn nhìn qua Hàn Lập, hai mắt lóe lên hung quang, âm thầm thúc giục pháp quyết nào đó. Đúng lúc này, sau khi quái dao thét dài một tiếng, xúc tu trên thân múa may quay cuồng một hồi rồi chợt phát ra tiếng nổ lớn suy suy, lập tức hóa thành vô số luồng ánh sáng cực nóng bắn rất nhanh về phía Hàn Lập. Hai bàn tay phạm thánh ma thần khẽ động, trọng binh trong tay bỗng nhiên biến mất, tiếp đó hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người vang lên tiếng phanh, một con bọ cánh cứng cực lớn màu vàng bỗng dưng hiện ra. Thân hình của con bọ cánh cứng này sau khi mơ hồ liền biến thành một cái khiên lớn ánh vàng rực rỡ, chắn ngang trước người Hàn Lập. Ánh sáng cực nóng kia ập lên trên tấm chắn, phát ra tiếng nổ vang như mưa rơi rào rào nhưng ngoại trừ mặt ngoài tấm chắn có thêm một ít lỗ nhỏ sâu hơn tất thì lại không có thêm một chút gì tổn hại nữa mà thừa lúc hàn lập đang đặt hết sự chú ý của mình lên đòn tấn công này trên đỉnh đầu của hắn chợt có chấn động một đạo hư ảnh nhanh như điện chấp từ trong hư không bay đến sau một cái chấp động đạo hư ảnh kia đã xuyên qua linh quang hộ thể của phạm thánh ma thần rồi lao đến cái đầu ở chính giữa phốc phốc hai tiếng hai cái đầu ở hai bên của phạm thánh ma thần bỗng nhiên khẽ cử động ở giữa trán của mỗi cái đầu đều có hắc khí ngưng tụ rồi từ đó hiện ra một con mắt thứ ba tiếp đó cả hai con mắt đều cùng bắn ra một đảo ánh sáng màu đen vô cùng chuyển xác đánh chúng vào đạo hư ảnh kia một tiếng hét thảm vang lên hư ảnh sau khi bị hai đảo ánh sáng màu đen đánh chúng sau lưng lập tức mơ hồ hiện ra một cái hắc động to cỡ một căn phòng hư ảnh lập tức bị hắc động cưỡng ép hút vào bên trong không còn bóng dáng hầu như cùng lúc mã lương ở bên kia giống to một tiếng hai tay ôm đầu nét mặt cực kỳ thống khổ Hàn lập lạnh lùng liếc mắt nhìn Mã Lương, đối phương dám dùng một đám phân hồn để công kích hắn, đúng là tự tìm đường chết. Sợi phân hồn kia mặc dù không bị phá diện pháp mục thi triển lực lượng không gian xé nát, nhưng lại bị ném vào trong khe hở không gian, nếu không có chỗ để nương tựa vào thì chẳng bao lâu sau cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Hàn lập suy đoán như vậy, tiếp đó cái đầu ở giữa của phạm thánh ma thần lại há miệng phun ra một quả cầu lửa màu bạc hỏa cầu này chỉ quay tít một vòng đã biến thành một con hỏa điều màu bạc dài hơn thước có lông vũ màu bạc lấp lánh lại có vô số phù văn màu vàng kim nhạt như ẩn như hiện một ngón tay của phạm thánh ma thần điểm tới miệng nói một chữ đi hỏa điều màu bạc giang hai cánh ra phù văn ở trên những lông vũ bỗng nhiên điên cuồng biến lớn thân hình cũng đồng thời biến hóa lớn lên theo chỉ trong chốc lát đã biến thành quái vật khổng lồ lớn hơn trăm trượng sau khi ngẩng đầu gáy vang một tiếng liền xông thẳng về phía quái dao quái dao kia cũng lập tức có phản ứng trong cái miệng lớn đỏ lòm của nó phun ra một cột ánh sáng đỏ thấm cực kỳ to lớn, chỉ chấp lên một cái đã mạnh mẽ đập thẳng vào thân mình của hỏa điều. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, phù văn màu vàng bên ngoài thân hỏa điều chỉ hơi sáng lên một chút, cột sáng đỏ thấm không một tiếng động đã bị hấp thụ vào bên trong, lại khiến cho hình thể của con hỏa điều này bỗng nhiên to thêm một chút. Tinh viêm chi hỏa là tinh viêm hỏa điều, quái giao nhìn thấy cảnh này thì bất ngờ kêu lên kinh ngạc, giọng điệu tràn đầy vẻ sợ hãi, vẻ thong dong lúc trước hoàn toàn biến mất hỏa điều màu bạc khổng lồ đối với những chuyện này căn bản là xem như không thấy hai cánh khẽ vỗ một cái đã bay đến gần chỗ quái dao kia lửa bạc cuồn cuộn cũng theo đó cuốn tới quái dao kêu to một tiếng thân hình đột nhiên cuộn lại liền biến thành một viên thịt cực lớn màu đỏ thẫm mặt ngoài viên thịt này có vô số dâu dài đang điên cuồng lay động không ngừng mơ hồ biến thành một tầng màn sáng màu đỏ bảo hộ toàn thân vào bên trong khi ngân diễm tiếp xúc với màn sáng kia lập tức bộc phát ra hai loại hào quang đỏ bạc nhất thời rằng co không dứt Hàn Lập thấy vậy tình thầm kêu một tiếng quả là thế. Đầu phệ linh hỏa điều của mình vốn là trời sinh có thể thôn vệ các loại linh diễm, mà sau lần tiến hóa ngủ say lúc trước thì khả năng khắc chế đối với linh thú hỏa thuộc tính càng rõ ràng hơn. Hiện tại đúng dịp có thể dùng để đối phó với gã hỏa tu tử này. Không ngờ ngươi lại có tinh viêm chi hỏa cùng diệt pháp chi mục, hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới đại thành, xem ra ta không thể không thực sự ra tay rồi suốt cục mã lương cũng buông hai tay đang ôm đầu ra vẻ thống khổ trên mặt cũng biến mất gần như không còn ánh mắt hắn sau khi quét nhìn về phía quái dao và hỏa điều màu bạc thì bình tĩnh nói hư người còn loại thủ đoạn nào nữa thì cứ việc thi triển ra phạm thánh ma thần lừ lạnh một tiếng căn bản không thèm để ý mà chỉ huy động trọng binh trong tay đập xuống thân hình mã lương mơ hồ một cái lại lần nữa biến mất sau khi thuấn di xuất hiện ở một nơi khác thì trong tay bất ngờ có thêm một viên đan dược ánh vàng rực rỡ mặt ngoài viên đan dược này có khí lành màu ngà sữa mờ mịt vần quanh mưa hồ tản mát ra mùi đàn hương bạn đang đọc truyện được lấy tại không ngờ cũng có ngày ta phải nuốt sống chân hồn đan chờ một lát ta sẽ không lập tức giết ngươi đâu mà sẽ khiến cho ngươi nếm thử các loại cảm giác sống không bằng chết trong thiên hạ mã lương nghiến răng nghiến lợi nói đồng thời bàn tay run lên ném viên kim đan vào miệng nuốt xuống ngay sau đó hắn lập tức giống to mùi đàn hương tỏa khắp toàn thân trong thân thể thoáng cái tuôn ra từng sợi linh vụ màu ngà sữa che lấp toàn bộ thân hình trong khoảnh khắc biến thành một mảng biển sương mù lớn màu trắng sau một cái chấn động thân thể khổng lồ của phạm thánh ma thần như hình với bóng xuất hiện ở bên cạnh biển sương mù kia cánh tay khẽ động năm đạo ánh sáng vàng phát ra tiếng sấm nổ mạnh bắn thẳng về phía biển sương mù phanh một tiếng nổ trầm đục vang lên bên trong sương mù năm đạo ánh sáng vàng run lên giống như đã đánh trúng vật gì đó nhưng lại lập tức bật ngược trở lại khiến cho trong lòng Hàn Lập hiện lên vẻ kinh ngạc, tiếp đó hắn há cái miệng lớn thổi một hơi về phía trước. Ngay tức khắc cuồng phong nổi lên, xương trắng đều bị thổi tan hiện ra tình hình thật sự bên trong. Chỉ thấy sâu bên trong biển xương mù kia, ngoại trừ mã lương ra thì còn có một gã thanh niên khác có da thịt đen như mực, hình dáng quần áo và trang sức giống hắn như đúc. Nét mặt tên thanh niên này hiện vẻ quỷ dị, đang chậm rãi thu hồi một cái cánh tay uốn lượn khác thường về năm kiện trọng binh vừa rồi có vẻ như là bị tên thanh niên dùng cánh tay này mạnh mẽ ngăn cản. Thật vô dụng, chỉ là một gã tu sĩ hạ giới vậy mà cũng khiến cho ngươi phải chịu hồi ta ra. Nể tình ngươi trong chút ít năm tháng qua đối với ta coi như có lòng hiếu kính, ta sẽ giúp ngươi một lần mà xử lý tiểu tử này. Thanh niên màu đen kia thu tay lại, chỉ run nhẹ một cái, lập tức cánh tay đó vang lên một loạt tiếng động lộp cộp. Thoáng cái cánh tay kia đã từ trạng thái uốn lượn khôi phục lại bình thường. Ma huynh, lưu lại nguyên anh của hắn, ta đã phải trả một cái giá lớn như vậy, nếu không tra tấn hắn tận tình một lần thì sau này tâm cảnh tu vi tuyệt đối khó có thể tiến thêm được. Mã lương hung hãn nói, hắc hắc, việc này không thành vấn đề. Thanh niên da đen cười cười nói, thiên ngoại ma đầu, sau khi la mang trong sáu con mắt của phạm thánh ma thần đồng thời chấp động một cái, ông ông hỏi một câu. Người đoán rất chuẩn, nhưng đáng tiếc là không có khen thưởng. Thanh niên da đen cười lạnh một tiếng, một chân dẫm mạnh vào hư không, thân hình thoáng cái giống như tên nỏ bay đi, chỉ một cái chấp động đã đến trước người Phạm Thánh Ma Thần. Phạm Thánh Ma Thần giống to một tiếng, năm kiện trọng binh trong tay quét ngang trước người hóa thành một đoàn cuồng phong màu vàng tuôn ra. Sau một tiếng cười quỷ dị, toàn thân thanh niên hiện ra ma diễm đen như mực, thân thể mơ hồ một cái lại giống như vô hình xông qua sự ngăn trở của năm kiện trọng binh, trực tiếp lóe lên xuyên thủng qua thân thể Phạm Thánh Ma Thần. Sau một khắc, một tiếng o o n g vang lên, năm kiện trọng binh vỡ vụn ra thành từng khúc ở phần bụng phạm thánh ma thần bỗng dưng có thêm một cái lỗ lớn đen xì ma diếm cuồn cuộn từ đó xông ra bao phủ toàn bộ hư không quanh đó mã lương thấy vậy thì cười lên một cách điên cuồng nhưng đúng lúc này trên không trung bỗng nhiên lạnh nhạt vang lên bốn chữ động viên kim quang vừa mới nghe được âm thanh này lập tức đầu mã lương đau đớn một cách kịch liệt giống như bị ai dùng vật gì nhọn đâm thẳng vào đầu vậy sau khi hết thảm một tiếng thân hình hắn không khỏi co gặp lại chẳng mang điều gì được nữa hầu như cùng lúc một cái hư ảnh ba đầu sáu tay cao vài chục trượng nhoáng cái hiện ra trên đỉnh đầu mã lương, năm cánh tay khẽ động, năm quả cầu ánh sáng màu vàng bắn nhanh ra. Oanh một tiếng, năm quả cầu ánh sáng biến ảo thành một cái vòng xoáy khổng lồ ánh vàng rực rỡ, một cỗ chấn động khủng bố từ đó cuốn ra, lập tức bao phủ hư không bên dưới lại. Mã lương chỉ cảm thấy không khí xung quanh bị siết chặt, phát hiện thân hình trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích mảy may. Đúng lúc này, cánh tay cuối cùng đang cầm một kiếm của hư ảnh ba đầu sáu tay khẽ nhúc nhích, thiên địa nguyên khí vang lên âm thanh ông ông, một sợi tơ mảnh màu xanh sẫm xuất hiện rồi lập tức chém vỡ linh khí hộ thể của Mã Lương, nhanh như chớp lóe lên nơi cổ của hắn. Thanh âm vang lên, một cái đầu lâu cứ như vậy đơn giản rơi xuống. Phanh một tiếng, thân hình không đầu cũng thoáng cái ngã quỷ. Chương 2429, Thiên Ma Khế Ước. Sau khi hư ảnh ba đầu sáu tay ngưng tụ, lại xuất hiện thêm một phạm thánh ma thần nữa, chỉ là dáng người nhỏ nhắn hơn rất nhiều. Lúc này, mà thần ba đầu sáu tay đang ở trong ma diễm liền biến thành khói xanh. Nó cũng chỉ là phạm thánh pháp tướng ngưng kết mà thành thể xác, trước đó Hàn Lập đã dùng kế kim thiền thoát xác giống như phệ kim trùng vương, kịp thời né tránh rồi ẩn nấp trong hư không, sau đó chấp thời cơ mà vận dụng Huyền Thiên chi bảo chém chết tên chân tiên này. Hàn Lập có thể cảm ứng rõ ràng nguyên anh nằm trong cơ thể mã lương cực kỳ cường đại, nhưng dưới sức mạnh hủy diệt của Huyền Thiên Trảm Linh kiếm cũng lập tức bị chém cho nát bấy, không còn bất cứ khả năng phục sinh nào nữa. Đáng thương cho vị chân tiên này, với thực lực chân chính lúc ở tiên giới, cho dù thân thể bị hủy thì dùng thần thông của bản thân, Nguyên Anh cũng đủ để bình yên chạy trốn. Nhưng mà khi ở linh giới, bởi vì Nguyên Anh trong cơ thể hắn dưới tác dụng của lực lượng giao diện mà bất kể là thi pháp hay là bỏ chạy, đều chậm hơn gần một nửa so với lúc bình thường. Nếu là khi tranh đấu bình thường thì hầu như không có vấn đề gì, nhưng trong tình huống sống chết mong manh trước mắt như thế này, lại trở thành nguyên nhân chủ yếu khiến cho hắn phải chết vô cùng oan uổng. Vậy mà ngươi thực sự dám giết hắn, ngươi có biết hắn là người của Cửu Nguyên Quan phái xuống, là đệ tử chân truyền của Cửu Nguyên đạo tổ hay không? Thanh niên da đen chứng kiến toàn bộ mọi chuyện xảy ra, đầu tiên là lộ ra vẻ khó có thể tin được, tiếp đó nét mặt lại hiện ra vẻ kỳ quái nói: "Ta không giết hắn thì hắn sẽ giết ta, vậy nếu biết rõ hắn có chỗ dựa gì đó, chẳng lẽ ta lại khoanh tay chịu chết hay sao?" Tiếp nữa, cái gã Cửu Nguyên đạo tổ kia cho dù thần thông mạnh mẽ thì hiện tại cũng đang ở tiên giới mà ta có thể thật sự phi thăng tiên giới hay không vẫn là chuyện không thể nói trước được hàn lập nhìn qua thanh niên da đen nhàn nhạt nói quả là tuyệt kẻ dám không để ý chút nào đến người của cửu nguyên quan như vậy không biết bao nhiêu năm qua ma mỗ cũng chưa từng gặp hơn nữa lại còn là một gã tu sĩ hạ giới ha ha chẳng hiểu cửu nguyên đạo tổ nghe được chuyện này sẽ cảm thấy như thế nào đây thanh niên da đen cười lên ha hả ngược lại các hạ lại vô cùng bình thản chẳng lẽ không có ý định tiếp tục động thủ hay sao hàn lập giơ tay khẽ vẫy thu lấy một cái vòng tay chữ vật ánh vàng rực rỡ từ trên xác của mã lương sau đó không chút hoang mang nói người đều đã chết cả rồi vậy khế ước lập ra với ta cũng vô dụng tại sao còn phải động thủ nữa lại nói một khi đã không còn tên đệ tử cửu nguyên quan mã lương này thì cho dù ma mẫu có cùng với tên quái giao ngu xuẩn kia hợp lực cũng không hề chắc chắn chút nào có thể kềm chế được các hạ như vậy đương nhiên sẽ không thèm làm chuyện vô ích này làm gì người yên tâm hiện giờ ta cũng không thể nào lập tức trở về tiên giới bởi vậy nên cũng không thể tùy tiện tiết lộ chuyện của ngươi cho người khác biết được tên cửu nguyên đạo tổ kia thì lại bế quan quanh năm do đó cho dù cửu nguyên quan cũng có kẻ khác am hiểu suy tính nhưng bởi vì sự ngăn cản của lực lượng giao diện nên sự việc xảy ra ở hạ giới cũng cũng không tính ra được bao nhiêu đâu thanh niên da đen tựa hồ cũng không thèm để ý trả lời nhưng điều khiến ta lo lắng lại là ngươi mặc dù ta không biết tại sao một gã thiên ngoại ma đầu lại đi theo một gã chân tiên nhưng với ta mà nói dĩ nhiên là người chết mới là bảo đảm nhất gương mặt hàn lập trầm xuống cười lạnh một tiếng nói ngươi và tên tiểu tử mã lương này giống nhau rất đa nghi như vậy đi nếu ngươi lo lắng thì ta sẽ ở lại đi theo ngươi thế nào thanh niên da đen đưa tay sờ lên chán ra vẻ rất là đau đầu đi theo ta hàn lập nghe xong lời này không khỏi ngẩn ngơ không sai ta có thể ký kết thiên ma khế ước với ngươi nếu vậy thì trong khoảng thời gian này ta chỉ tồn tại giống như một cái bóng của ngươi, ngươi có thể tùy lúc mà sai khiến ta làm một ít chuyện mà ngay cả tiên nhân cũng không cách nào làm được. Nhưng đổi lại là từ nay về sau, cứ cách một đoạn thời gian, ngươi phải cống hiến một phần máu huyết cho ta. Hơn nữa nếu có một ngày, ngươi bị chết ngoài ý muốn, nếu khế ước vẫn đang còn hiệu lực thì thần hồn lực của ngươi lập tức sẽ bị ta thu nạp. Kể từ đó ngươi sẽ trở thành một phần lực lượng của ta, không còn khả năng tiếp tục luân hồi. Đây giống như vị đệ tử cửu nguyên quan này hiện giờ. Thanh niên da đen vừa nói xong, một tay bấm niệm pháp quyết, một cổ khí đen lập tức xuất hiện sau lưng hắn, sau khi ngưng tụ thì hóa thành một cái quỷ đầu mặt xanh nanh vàng cực lớn. Quỷ đầu này sau khi ngẩng đầu kêu lên một tiếng thê lương, thì quay sang nơi xác của mã lương há to miệng khẽ hút một cái. Phốc, một tầng khí thể quỷ dị màu xám trắng từ trong xác chết bay ra, quay tròn hội tụ thành một viên cầu rồi bị quỷ đầu khẽ hút vào. Sau đó quỷ đầu lóe lên rồi tiêu tán. Thanh niên màu đen khép hai mắt lại, hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy nét say mê. "Không tồi, không tồi, thật không hổ là người của Cửu Nguyên Quan, hương vị của thần hồn quả nhiên thơm ngon đến cực điểm, đủ để bù đắp công sức khổ tu vài vạn năm của ta rồi." "Thế nào, nếu ngươi đồng ý để ta đi theo, ta còn có thể giúp ngươi thuyết phục tên quái giao ngô xuẩn kia, khiến hắn cũng làm linh bộc cho ngươi." Thanh niên da đen sau khi thì thào tự nói vài câu thì mở to hai mắt nhìn Hàn Lập như cười như không nói. Hàn Lập nghe đến đây, tức thì sắc mặt trở nên thận trọng nhìn lướt qua phệ linh hỏa điểu vẫn đang rằng co không dứt với quái dao một lúc lâu sau vẫn không nói gì tên của cái thiên ma khế ước này là lần đầu hắn nghe nói sao có thể đồng ý một cách đơn giản được lúc này hư ảnh huyết tỷ trên bầu trời bởi vì không có pháp lực của chủ nhân là mã lương duy trì rốt cục huyết quang lóe lên hóa thành một cái tiểu ấn cỡ chừng một tấc từ trên cao rơi xuống ngọn núi ba màu khổng lồ bên dưới cũng đồng dạng ông ông một tiếng nhanh chóng thu nhỏ lại tiếp đó hào quang cuốn một cái đã bao vây tiểu ấn vào trong rồi hóa thành một quả cầu ánh sáng bay nhanh về chỗ hàn lập bên kia khi hư ảnh huyết tỷ cực lớn biến mất thì tám đầu huyết long cũng lập tức nhao nhao lé lên diệt phong ở chỗ cũng chỉ để lại chút ít mùi máu tanh nhàn nhạt, nhạt kể từ đó cua vàng khổng lồ cũng không còn địch thủ lúc này xoay tròn một cái lần nữa hóa thành một gã đạo nhân bay về chỗ hàn lập mà thanh bàn kiếm trận thì sau khi vang lên một âm thanh bén nhọn hóa thành vô số bóng kiếm màu xanh tản ra một tay hàn lập khẽ vẫy, liền thu lại ngọn núi ba màu và huyết sắc tiểu ấn vào trong ống tay áo. Tiếp đó vô số bóng kiếm màu xanh phóng đến, sau một hồi mơ hồ lắc lư thì biến hóa trở lại thành 72 khẩu tiểu kiếm màu xanh, toàn bộ lóe lên chui vào thân thể hắn biến mất. Bên cạnh hàn lập vang lên một tiếng sấm sét giải đạo nhân khống chế một đạo hồ quang điện vừa thô vừa to hiện ra. Giải huynh, người có biết thiên ma khế ước là cái gì không? Đối với thiên ngoại ma đầu có hiệu lực như thế nào? hàn lập quay đầu lại hỏi giải đạo nhân thiên ma khế ước đây là một loại độc môn khế ước do thiên ngoại ma tổ sáng lập cũng là một trong ba loại khế ước linh nghiệm nhất được tiên giới công nhận và sử dụng chỉ cần thần thông không vượt qua thiên ngoại ma tổ thì bất kể là tiên hay ma căn bản đều không có cách nào kháng cự hiệu lực của nó nhưng mà căn cứ theo những tin đồn ở tiên giới hễ là tiên nhân đã ký kết khế ước với thiên ngoại ma đầu thì hầu hết đều mất tích giải đạo nhân liếc nhìn thanh niên da đen mặt không biểu tình nói hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra lai lịch của thanh niên da đen này. Hắc hắc, đây thực sự là oan uổng cho thiên ngoại ma tộc chúng ta. Bởi vì hễ là người dám cùng thiên ngoại ma tộc chúng ta ký kết khí ước, thì hầu hết đều là kẻ to gan lớn mật, phần lớn bọn hắn đều ưa thích đi thám hiểm ở những nơi nguy hiểm, nguy cơ bị chết đương nhiên cũng cao hơn rất nhiều so với tiên nhân bình thường. Nhưng trong những tiếng đồn kia, có lẽ không hề xảy ra chuyện thiên ngoại ma tộc làm trái với thiên ma khí ước. Đối với thiên ngoại ma đầu chúng ta mà nói, lực ước thúc của thiên ma khế ước càng nghiêm khắc hơn rất nhiều so với kẻ khác đấy." Thanh niên da đen sau khi thở dài một tiếng thì giải thích mấy câu. "Sự việc thiên ngoại ma tộc làm trái với thiên ma khế ước, quả thực là hoàn toàn chưa từng có ai ở tiên giới phát hiện ra." Giải đạo nhân đờ đẫn trả lời, "Giải huynh đã nói vậy, thì cái thiên ma khế ước này xem như cũng có thể tin tưởng. Tốt, ta đồng ý chuyện ký kết khế ước, nghe giọng điệu của ngươi, hiển nhiên là thời gian sống ở tiên giới không ngắn, nếu thật có một ngày ta phi thăng tiên giới, ngươi thực sự sẽ trở nên rất hữu dụng đối với ta thế nhưng ngoại trừ thiên ma khế ước ra ta còn phải hạ thêm một loại cấm chế nữa lên ngươi thì mới có thể hoàn toàn yên tâm sau khi hàn lập trầm ngâm một hồi mới thở dài một hơi nói hạ cấm chế khác ư hắc hắc chỉ cần đem cái cấm chế này ghi lại rõ ràng trên khế ước đương nhiên là không có vấn đề thậm chí ma mỗ còn có thể để cho đạo hữu gieo xuống thêm vài loại cấm chế nữa cũng được thanh niên da đen chẳng hề để ý trả lời quyết định như vậy đi trước hết ngươi hãy bảo đầu hỏa linh kia dừng tay lại. Hàn lập hời hợt nói, thanh niên da đen cười hắc hắc, hơi xoay đầu về phía quái dao bên kia, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm vài câu. Một tiếng thét dài truyền đến, quái dao đang biến thành viên thịt đỏ thấm, bỗng nhiên tất cả những vòi xúc tu đều rút vào trong cơ thể, ánh sáng màu đỏ bên ngoài thân lóe sáng một cái, lại lần nữa biến thành tiểu nhân đỏ thấm cao hơn một xích. Phệ linh hỏa điều thấy vậy, cũng lập tức thu lại ngân diếm cuồn cuộn đầy trời, xoay tròn một cái thu nhỏ hình dạng lại thành cỡ lòng bàn tay, hai cánh run lên, sau mấy cái chấp động đã xuất hiện ở cạnh Hàn Lập. Tay áo Hàn Lập run lên, một vòng ánh sáng màu xanh lá tuôn ra, hỏa điều nhỏ nhắn kia lập tức chui vào trong đó biến mất. Cơ duyên của đạo hữu thật là không nhỏ, có thể tại hạ giới luyện hóa ra một đám tinh viêm chi hỏa, thậm chí còn sản sinh ra một chút linh tính, biến hóa thành tinh viêm hỏa điều. Phải biết rằng tại tiên giới, người có thể tu luyện ra tinh viêm chi hỏa cũng là vô cùng ít ỏi khó trách hỏa tu tử thân là hỏa trung thánh thú vậy mà một thân thực lực vừa rồi lại gần như không cách nào phát huy được một hai phần mười thanh niên da đen liếc nhìn tay áo hàn lập cười hì hì nói tinh viêm chi hỏa linh hỏa này là trong lúc vô tình ta tu luyện ra có đúng là tinh viêm chi hỏa như lời ngươi nói hay không thì ta không biết từ trước đến giờ ta chỉ toàn gọi là phệ linh thiên hỏa thân sắc hàn lập hơi thay đổi trả lời ha ha ta tuyệt đối không có nhìn lầm đúng là tinh viêm chi hỏa không sai Điều kiện sinh ra loại lửa này vốn là vô cùng kỳ quái, không có bất kỳ quy luật nào. Phệ Linh Thiên Hỏa, tên gọi thế này cũng đúng, lửa này hoàn toàn chính xác rất am hiểu cắn nuốt các loại linh diễm khác để lớn mạnh bản thân. Thanh niên da đen cười ha ha nói, đúng lúc này, không gian bên cạnh chấn động một cái, tiểu nhân đỏ thẫm lóe lên hiện ra. Sau khi quét mắt nhìn vào cái xác không đầu gần đó thì nhướng mày nói, tên này vậy mà thực sự đã chết xem ra chuyện thu hồi bổn mạng tinh châu của ta không biết sẽ phải kéo dài đến bao giờ. Lúc trước ta cũng không có cảm ứng được sự tồn tại của bổn mạng tinh châu ở trên người hắn. Hỏa đạo hiếu, người nếu muốn tìm về bổn mạng châu, chỉ sợ còn phải nhờ vào vị hàn đạo hữu này. Dựa vào hắn khi ở hạ giới đã có thần thông lớn như vậy, nếu sau này phi thăng tiên giới, chuyện giúp người tìm về bổn mạng tinh châu tất nhiên là dễ dàng rồi. Ma quang như cười như không nói, đây là ý gì, người định thuyết phục ta nhận hắn làm chủ ư. Hỏa tu tử nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống nói. Hắc hắc, ngươi nếu không nhận hàn huynh làm chủ, thì làm thế nào quay được về tiên giới? Ngươi cũng không giống như ma mỗ, ta cùng lắm thì quay về thiên ngoại ma vực, vẫn có thể tiếp tục tiêu diêu tự tại. Mà ngươi nếu không có tiên linh khí tẩm bổ, sau này đừng nói tiếp tục tiến dai, chỉ sợ tu vi giảm nhiều rồi rơi xuống làm linh thú ở phàm trần cũng không biết chừng. Hơn nữa nếu ngươi không chịu nhận chủ, trong tình huống tu vi chịu áp chế rất lớn, chỉ sợ hôm nay sẽ rất khó sống sót mà rời khỏi đây. Đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi, ta đã đáp ứng ký kết thiên ma khế ước cùng hắn rồi. Kỳ thật nếu ngươi quy thuận hàn đạo hữu mà nói, sẽ còn có chỗ tốt không tưởng tượng được. Ma Quang đang nói dở, đột nhiên trở thành truyền âm. chương 2430, bổn mệnh bài. Chuyện này là thật, mới đầu sắc mặt của tiểu nhân màu đỏ thấm vẫn luôn thay đổi không ngừng, nhưng không biết sau khi nghe được thanh niên da đen nói cái gì, lúc này mới thoáng nghẹn ngào đưa ánh mắt kỳ quái dò xét Hàn Lập. Hai mắt Hàn Lập hơi híp lại, trong lòng có một chút kinh ngạc nhưng cũng không mở miệng nói thêm điều gì nữa. Ta đã nói toàn bộ, tin hay không là việc của đạo hiếu. Thanh niên da đen chép miệng một cái, làm ra bộ dáng thích ra sao thì ra. Tốt, vậy ta sẽ tin ngươi một lần. Hàn đạo hiếu, ta có thể làm linh bộc cho ngươi một đoạn thời gian này, nhưng khi ngươi phi thăng lên tiên giới thì nhất định phải đưa ta đi cùng nếu trở lại linh giới ngươi còn có thể tìm giúp được cho ta bản mạng linh châu thì ta còn có thể tiếp tục làm linh bộc cho ngươi sử dụng sai bảo mấy vạn năm về sau nữa còn khế ước linh bộc thì ký chung với thiên ma khế ước cũng được hai mắt tiểu nhân màu đỏ thẫm lóe lên ánh sáng nói chỉ cần hỏa đạo hiếu cũng nguyện ý cho ta gieo cấm chế thì tất nhiên là ta cầu còn chẳng được hàn lập cười nhẹ một tiếng trả lời thiên ngoại ma đầu thấy sự việc đã thỏa đáng cũng không nói nhảm thêm cái gì nữa lập tức há miệng phun ra không chung một đoàn hắc khí tối đen như mực. Sau khi hắc khí xoay tròn liền ngưng tụ lại, biến thành một cuộn da màu đen từ từ hạ xuống. Ta đã ghi lại tất cả nội dung khế ước lên trên này, hai vị nhìn xem nếu không có vấn đề gì thì dùng máu huyết viết tên hoặc ấn ký của mình vào, với cả phân ra một đám thần niệm ký phụ lên trên. Vừa dứt lời, thanh niên da đen phun ra một đoàn máu huyết ra trước cuốn da màu đen, nó đón gió tản ra, hóa thành một ký hiệu cổ quái in lên mặt cuộn da tiếp theo một tay hắn lại bấm pháp quyết một đạo huyết quang từ giữa chán phun ra rồi chui vào cuộn ra không còn bóng dáng hàn lập tức thì khẽ vẫy tay cuốn lấy cuộn ra hắn cúi đầu nhìn kỹ vài lần rồi mới thản nhiên gật đầu nội dung khế ước so với thương lượng lúc trước không khác nhau là mấy thậm chí nhiều chỗ còn vượt qua cả sự tưởng tượng của hắn nói là khế ước kỳ thật lại giống một minh ước hỗ trợ nhau thì đúng hơn nhưng như thế hàn lập lại càng thêm yên tâm hắn chìa một ngón tay ra, bước một giọt máu lên trên bề mặt cuốn ra. Giọt máu huyết này mơ hồ ẩn hiện ánh sáng màu xanh, vừa rơi vào bề mặt cuốn ra lập tức huyễn hóa ra hai cổ văn hàn lập ánh vàng rực rỡ. Cánh tay hàn lập lại run lên, cuộn ra lại được ném sang cho hỏa tu tử. Ngược lại, sau khi đầu hỏa linh thú hỏa tu tử này chỉ nhìn lướt qua rồi cũng lập tức làm phép trên cuộn ra này. Phốc một tiếng, cuộn ra màu đen chỉ mơ hồ một cái rồi lập tức hóa thành làn khói xanh tiêu biến vào trong hư không thiên ma khế ước cứ đơn giản như vậy mà hoàn thành. Sự tình ở nơi này cũng đã kết thúc, hai vị cũng cùng ta trở về nhân tộc đi thôi. Tin chắc rằng có được sự hỗ trợ của hai vị thì từ nay về sau khẳng định Hàn Mỗ sẽ có được nhiều lợi ích vô cùng. Hàn Lập Thông thả nói, hắc hắc, khế ước đã ký rồi, hai người chúng ta cứ theo như ước định mà làm việc thôi. Đạo hữu đi nơi nào, tất nhiên là chúng ta cũng phải ở nơi đó. Thanh niên da đen cười hắc hắc, vậy thì tốt, đợi sau khi xử lý nốt một việc cuối cùng, chúng ta sẽ lập tức lên đường. Hàn lập nhẹ gật đầu, một việc cuối cùng, chẳng lẽ người nói người vẫn trốn ở dưới mặt đất nghe chúng ta nói chuyện từ nãy đến giờ sao? Hỏa tu tử trừng mắt nói, hắn vừa dứt lời, một chỗ dưới mặt đất đột nhiên tỏa ra hào quang trói sáng, một tòa quang trận năm màu bỗng nhiên lăng không xuất hiện. Cơ hồ cùng lúc, không gian phía dưới đám người hàn lập chấn động, một đạo bạch hồng lao ra phóng thẳng đến chỗ quang trận. Thiên ngoại ma đầu có vẻ như đã biết trước chuyện này, lập tức chậm rãi vỗ nhẹ bàn tay một tiếng oanh thật lớn vang lên quang trận trên mặt đất giường như bị một lực lượng quỷ dị ập tới lập tức nổ tung thành từng mảnh nhỏ đạo bạch hồng sau khi xoay một cái thì hiện rõ nguyên hình rõ ràng lại là một gã minh tôn khác chỉ là khí tức trên người hắn so với lúc trước thì yếu hơn vài phần ánh mắt cực kỳ khó coi nhìn về phía hàn lập hóa ra là minh tôn đạo hiếu xem ra người chết đi lúc trước chỉ là một cái hóa thân của các hạ rồi hàn lập nhìn thấy minh tôn xuất hiện không cảm thấy kỳ quái ngược lại chỉ nhàn nhạt nói hóa thân hóa thân gì có thể giấu giếm được các cường giả đại thừa như các ngươi lúc trước minh tôn kia cũng là ta nhưng chỉ là một bộ phận của ta mà thôi ngược lại ta không thể ngờ được rằng lúc trước khổ tâm mưu đồ như vậy cuối cùng lại tiện nghi cho hàn đạo hiếu sắc mặt minh tôn biến hóa mấy lần cuối cùng mới chậm rãi trả lời giờ phút này trong nội tâm vị minh tôn này đang vô cùng chán nản lúc trước mặc dù hắn ở trong thiên ngoại thiên để dẫn nổ pháp trận nhưng lại bị một bộ phận lực lượng cắn trả làm cho trọng thương nếu không cũng không phải đến tận bây giờ mới chạy tới đây. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chịu đứng ngoài nhìn một màn hàn lập chém chết tên chân tiên mã lương kia. Việc có thể khiến cho hắn giật mình tất nhiên không phải là chuyện đùa rồi. Cũng may hắn đa mưu túc trí, tuy biết tình cảnh hiện tại không ổn nhưng trên mặt cũng không hiện lên vẻ kinh hoàng. Thì ra là đạo hữu dùng thuật phân hồn, khó trách trước đó hàn mỗ cũng chẳng phát hiện ra được điều gì không ổn cả chỉ là đạo hữu tự bảo pháp trận chẳng những không thể tiêu diệt vị chân tiên kia mà ta cũng vẫn còn sống sót như vậy phải trang minh huynh nên cho ta một cái công đạo hàn lập nhìn qua minh tôn lành lạnh nói đạo hữu muốn giao phó điều gì thì cứ mở miệng chỉ cần tại hạ có thể làm được thì tuyệt không dám từ chối sở dĩ lúc trước minh mố bày ra cái hạ sách này cũng là vì toàn bộ linh giới huống hồ nếu trước đó không tự bảo pháp trận mặc dù thần thông của hàn đạo hữu thâm bất khả chắc chỉ sợ cũng không có khả năng chém giết được vị chân tiên này. Minh Tôn cười khổ trả lời nhưng lại lập tức để thăng hơn phân nửa pháp lực trong người, đồng thời hai tay giấu trong tay áo cũng xuất ra vài kiện bảo vật. Minh Huynh yên tâm, hàn mỗ không muốn ngươi làm việc gì khác nữa đâu, chỉ cần ngươi để lại cho ta cái thủ cấp là được. Mặc kệ ngươi xảo ngôn ra sao nhưng rõ ràng lúc trước thiếu chút nữa ta đã trở thành vật hiến tế cho pháp trận rồi, đó không thể là giả chờ ta giết chết ngươi rồi đem công tích của ngươi kể lại cho toàn thể linh giới tán thán một phen là được rồi. Hàn lập sau khi nghe xong vậy khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Minh Tôn nghe vậy, lập tức sắc mặt trở nên đại biến, không nói thêm điều gì mà vung hai tay bắn ra hơn 10 viên châu màu huyết hồng, sau đó lại bấm pháp quyết, dưới chân vang lên âm thanh sấm sét rồi hiện ra một đôi phong lôi luân to cỡ đầu người, đồng thời phốc một cái, tự nhiên sau lưng hiện ra một đôi cánh màu trắng như tuyết. Sao 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 luân, bánh xe chỉ thấy lôi quang lóe lên dưới bàn chân hắn, hai cánh sau lưng cũng dốc hết sức vỗ mạnh, lập tức mơ hồ biến mất ở chỗ cũ. Lúc tiếng xé gió truyền đến, bất chợt hắn đã xuất hiện ở vùng hư không cách đó ngàn trượng, ngay lập tức hắn tiếp tục mãnh liệt phi độn về hướng chân trời không hề dám quay đầu lại. Hàn lập thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, cánh tay khẽ động định làm mấy hành động, thiên ngoại ma đầu bên cạnh lại có hành động trước, hắn vỗ vào hư không một cái, lập tức nổi lên một cơn cuồng phong màu đen. Hơn 10 viên châu huyết hồng chấp động lập tức bị cơn hắc phong cuốn vào, âm thanh phanh phanh không ngừng truyền đến. Những viên châu này hóa thành huyết diễm ào ào tự bạo, nhưng lại chẳng thể hiện ra được chút huy năng nào hết. Hàn huynh, người này cứ giao cho ta và hỏa đạo hiếu. Hai người chúng ta mới ký hạ thiên ma khế ước, phải hào hảo biểu diễn trước mặt Hàn huynh một phen. Thiên ngoại ma đầu thu lại cánh tay, quay lại cười hì hì nói. Tốt, hai vị đạo hiếu đã có ý thì việc này ta đành làm phiền vậy lai lịch của người này cũng lớn vậy nên hai vị cũng nên cẩn thận. Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt lướt qua thấy bộ dáng của tiểu nhân màu đỏ thấm có chút kích động, hơi suy nghĩ một chút lập tức đáp ứng. Ha ha, Hàn Đạo Hữu yên tâm, chém giết người này thì chỉ cần một mình ta cũng đủ rồi. Hỏa tu tử cười lớn một tiếng rồi xoay một vòng tại chỗ, một lần nữa hóa thành quái giao lớn vài chục trượng, phun vân thổ vụ điên cuồng đuổi theo. Thanh niên da đen bên cạnh cũng cười âm trầm, đầu vai nhoáng một cái, biến thành một đạo hắc tuyến lóe lên đuổi theo. Trong nháy mắt, ba người trước sau biến mất tại chân trời. Hai mắt hàn lập bỗng nhíu lại, tay áo run lên, một đầu côn trùng màu vàng óng dài hơn một thước từ tay áo bay ra. Kim Nhi, người cũng đi qua đó đi, không nên để bọn hắn phát hiện. Hàn lập phân phó một tiếng, phệ kim trùng vương hướng hàn lập gật đầu, thân hình lóe lên thu nhỏ lại hàng chục lần, mơ hồ một cái cũng biến thành một hư ảnh nhàn nhạt, nhạt đuổi theo. Hàn Lập lúc này mới lộ ra thần sắc yên tâm, thu lại ánh mắt, suy nghĩ một chút rồi lật tay một cái, trong tay hiện ra một vòng tay chữ vật vàng rực, thần niệm Hàn Lập quét qua, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hỉ. Chỉ thấy trước người hắn bùng lên ánh sáng, hiện ra một cái bình nhỏ màu xanh sẫm, một cái hồ lô màu trắng bạc cùng một ngọc bài mặt ngoài hơi có chút tàn phá. Hàn Lập dùng thần niệm khẽ quét qua những vật này, tiện tay bắt lấy cái hồ lô trắng bạc, mở nắp bình ra, lập tức hiện ra hai viên đan dược ánh vàng rực rỡ chân hồn đan, không ngờ ngoài một khỏa vị chân tiên này phục dùng lúc trước thế mà vẫn còn lưu lại hai khỏa này nữa, lúc trước tìm được một khỏa trên người dương lộc, chắc cũng là do hắn cung cấp. Hàn lập khó che giấu được sự hưng phấn trên mặt, lẩm bẩm nói. Nhưng hắn lập tức vung tay áo lên, hai viên đan dược màu vàng cùng hồ lô màu trắng bạc thoáng cái biến mất không còn bóng dáng. Cánh tay hàn lập lại khẽ động cầm lấy cái bình nhỏ, thần sắc ngưng trọng vuốt ve hai cái rồi cũng thu lại, ánh mắt của hắn chuyển xuống nhìn vào ngọc bài bị tàn phá có vài vết máu, bổn mệnh bài không phải là bổn mệnh bài của tên chân tiên bị ta giết chết nếu không đã triệt để vỡ vụn rồi nhưng lại là của người khác hay sao hắn phá giới mà xuống lại còn đem theo bổn mệnh bài bị tàn phá cái này thật có chút cổ quái chẳng lẽ chủ nhân cái bổn mệnh bài này lại ở ngay linh giới hay sao hàn lập cảm ứng một chút khí tức bên trên ngọc bài nhướng mày nói hàn đạo hữu muốn biết sự tình cũng không phải là chuyện khó chỉ cần dùng một loại bí thuật thi pháp trên ngọc bài là biết chủ nhân của nó có đang ở giới này hay không. Giải đạo nhân ở bên cạnh một mực không nói câu nào bỗng nhiên mở miệng nói. chương 2431, Đệ Nhất Đại Thừa. Hàn Lập nghe thấy vậy nội tâm khẽ động, hắn gật nhẹ đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Tay áo khẽ run lên thu tấm ngọc bài bị tàn phá lại. Trong vòng tay chữ vật màu vàng đương nhiên không chỉ có những thứ này, bên trong ngoại trừ 78 món pháp khí bảo vật không biết cách sử dụng thì còn một chồng phù lục màu vàng màu bạc cùng đại lượng tinh thạch màu vàng kim. Chẳng qua bây giờ hắn cũng không phải đang ở trong động phủ của mình, vậy nên là những vật này cũng không mang ra nhìn kỹ làm gì. Hàn lập cứ như vậy lẳng lặng đứng chờ tại chỗ, ước chừng sau thời gian khoảng một bữa cơm, vùng hư không gần đó bỗng nhiên chấn động, phệ kim trùng vương hóa thành một đạo kim quang bay vọt ra, chấp động một cái lập tức chui thẳng vào tay áo hàn lập không còn bóng dáng. Ánh mắt hàn lập chấp động, cẩn thận nghe những lời truyền âm của phệ kim trùng vương, thần sắc trên mặt cuối cùng cũng buông lỏng. Lúc này, phía chân trời bỗng vang lên âm thanh suy suy, một đạo hắc tuyến cùng một đoàn ánh sáng đỏ thấm phá không bay tới, sau khi chấp động mấy cái đã đến bên cạnh hàn lập. Hào quang thu lại hiện rõ thân ảnh của thiên ngoại ma đầu cùng hòa tu tử. Nhanh như vậy mà hai vị đạo hữu đã trở lại, xem ra không phải tay không mà về rồi. Hàn lập liếc nhìn hai người, mỉm cười hỏi một câu. Hắc hắc, tất nhiên là vậy. Mặc dù tiểu tử kia có một chút thủ đoạn, nhưng không có khả năng chạy thoát khỏi tay của hai người chúng ta." Hỏa tu tử cười hắc hắc, đưa tay ném cho Hàn Lập hai kiện đồ vật khác nhau. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, tay áo run lên tạo thành một cỗ lực lượng vô hình nâng cả hai vật lơ lửng vững vàng trước người. Đúng là là một xác nguyên anh đã khô quắt cùng một vòng chữ vật màu đen. Tinh khí nguyên anh của người này cũng bị ta hấp thụ hết rồi, chỉ sợ tư cách tiến vào luân hồi chuyển thế cũng không có còn vật hắn lưu lại thì hai người chúng ta cũng không dùng được đưa hết cả cho đạo hữu vậy thiên ngoại ma đầu thong thả chậm rãi nói vậy thì hàn mỗ cũng không khách khí nữa hai vị đạo hữu đã cực khổ rồi nơi đây cũng không thể lưu lại lâu được chúng ta rời khỏi nơi này thôi sau khi ánh mắt hàn lập nhìn lướt qua cái xác nguyên anh khô quát thấy rõ ràng mặc dù bị vặn vẹo biến đổi nhưng chính xác là gã minh tôn không thể nhầm lẫn được nữa lúc này mới gật đầu nói vừa dứt lời hắn giơ cánh tay ra chộp lấy vòng chữ vật đang trôi nổi giữa không trung rồi thu vào trong người. Tay kia búng một cái, một đoàn xích diễm bay tới xác nguyên anh của Minh Tôn, trong nháy mắt biến nó thành cho bụi. Thiên ngoại ma đầu cùng hòa tu tử tự nhiên không có gì phản đối. Hàn lập khoát tay lần nữa thả ra một chiếc phi sa màu xanh nhìn trông rất bình thường, thân hình ba người khẽ động lập tức đã lên trên thuyền. Giải đạo nhân phô trương bấm pháp quyết, một tiếng nổ vang lên, biến thành một đạo hồ quang bắn vào trong tay áo hàn lập phi sa màu xanh khẽ run lên, liền biến thành một đoàn thanh quang phá không bay đi. Ước chừng ba ngày sau, một ít tồn tại cấp cao cùng những môn nhân đệ tử khác của Thương Minh chú đóng bên ngoài Minh sát chi địa mới lề mề đi vào, trông ai cũng đều cực kỳ căng thẳng. đương nhiên ngoài những biến hóa long trời lở đất trên mặt đất, tất nhiên là bọn họ cũng không thể tìm được tu giả nào còn sống sót nữa. Trước đó Minh tôn vì đối phó với vị chân tiên mã lương này, ngoại trừ phải có còng giả đại thừa cùng với nhân thủ để bày trận pháp thì ngoài ra Minh Tôn căn bản không sắp xếp bất cứ người nào dư thừa ở lại nữa. Những kẻ này dưới tình huống không biết đối tượng còn sống hay không, căn bản không dám ở lại Minh Sát Chi Địa thêm một khắc, cơ hồ chỉ vội vàng kiểm tra qua loa một lần, đã lập tức giải tán quay trở lại báo cáo với các thế lực lớn. Qua mấy tháng sau, trong các tộc cũng truyền ra tin bổn mệnh bài của các cường giả trong tộc đều đã vỡ vụn. Tất cả đều vẫn lạc tại trận chiến ở Minh Sát Chi Địa. Tin tức oanh động này lập tức từ Phong Nguyên Đại Lục lan truyền ra, thậm chí không bao lâu sau các tộc đàn ở các đại lục khác cũng nghe được chuyện này. Về phần tên chân tiên hạ giới xuống kia có phải cũng đã chết ở bên trong không thì chẳng có bao nhiêu chứng cứ có thể chứng minh được. Kể từ đó, lòng người các tộc ở linh giới càng thêm bàng hoàng, chỉ sợ vị tiên nhân này xuất hiện thêm một lần nữa, lại đại khai sát giới với một tộc nào đó. Cho đến suốt một năm sau, tin tức có liên quan đến việc vị chân tiên này cũng đã tăng thân trong lúc lưỡng nghi diệt trần đại trận tự bạo, mới được nhân tộc vốn dĩ chẳng có gì thu hút truyền ra mà tin tức này chỉ ra chính xác rằng, Minh Tôn, nguyên tổng chấp sự của Thương Minh đã cố ý đem một bộ phận cường giả hiến tế cho đại trận, làm cho uy lực tự bảo của pháp trận tăng lên mạnh mẽ, cũng đồng quy vu tận với gã chân tiên kia. Sau khi tin tức nửa thực nửa hư này lan truyền ra, tự nhiên dẫn tới một hồi xôn xao tại linh giới. Các đại thế lực sau một hồi vội vàng điều tra, phát hiện ra quả nhiên có một vị cường giả của nhân tộc tham gia cuộc chiến ở Minh sát chi địa. Hơn nữa vị cường giả này quả thực vẫn còn đang sống vui vẻ ở trong tộc. Sau khi tin tức này được xác thực, không ít chủng tộc lại oanh động một hồi, không ít đại thừa dừng việc tu luyện cùng những sự tình khác lại, lập tức chạy tới nhân tộc. Trong đó tất nhiên là có những người đến vì muốn xác nhận lại cuộc đại chiến ở minh sát chi địa, nhưng cũng nhiều người căn bản đến là vì những vật còn lưu lại của vị chân tiên kia. Những cường giả khác đều đã chết hết trong cuộc đại chiến, chỉ có một mình Hàn Lập là bình yên quay trở lại về tộc, bảo vật của tiên nhân rơi vào tay Hàn Lập là chuyện không thể nghi ngờ được nữa rồi hầu hết cường giả chân chính của các tộc trên phong nguyên đại lục đều đã ngã xuống cả rồi cho nên mặc dù bảo vật của tiên nhân cực kỳ nóng bỏng nhưng các tộc cũng đều tự hỏi không biết phải làm thế nào với một cường giả đứng đầu như hàn lập chỉ có thể trước tiên bất động mà nghe ngóng tình hình trước đã nhưng các đại thừa của hai đại lục còn lại lại tiến về phong nguyên đại lục như ong vỡ tổ kết quả chỉ trong nửa năm không ít đại thừa lạ lẫm lần lượt tìm đến nhân tộc cũng dễ dàng tìm được hàn lập ở vô nhai hải nhưng khiến cho người ngoài chú ý là không cần biết những đại thừa này có các loại ý định gì, chỉ vừa mới tiến vào bờ biển Vô Nhai Hải đã bị Phệ Kim Trùng Vương cùng giải đạo nhân bày ra một chút uy năng dọa cho thối lui. Điều này làm cho không ít những dị tộc chú ý mật thiết chuyện này đều thất kinh. Trong khoảng thời gian ngắn, có hơn 20 tên đại thừa dị tộc trước sau thất bại tan tác mà trở về. Lập tức điều này khiến cho những tồn tại đại thừa khác không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào nữa, nhưng vậy nên sau này tìm tới nhân tộc, không kẻ nào không phải là cường giả chân chính. Những người này tuy không phải đại thừa bình thường có thể so sánh, nhưng giải đạo nhân cùng vệ kim trùng vương liên thủ, vẫn dễ dàng đánh bại từng người. Từ đầu đến cuối Hàn Lập vẫn chưa từng chân chính lộ diện một lần. Điều này khiến cho tất cả các tồn tại đại thừa kinh hãi không thôi, nhưng vì vậy lại thành ra chọc giận những tồn tại đỉnh cao của các đại lục khác. Một ngày nọ, tổng cộng có 8 gã đại thừa tiếng tăm lừng lẫy của huyết thiên đại lục và lôi minh đại lục cùng liên thủ đi tới vô nhai hải. Lần này giải đạo nhân cùng Vệ Kim trùng vương không hề xuất hiện ngăn trở một chút gì hết, cứ vậy để cho tám gã cường giả đỉnh cấp tiến vào Nguyên Hợp đảo. Ở trung tâm Thanh Nguyên cung đột nhiên truyền ra 72 tiếng chuông vang vọng, một cỗ khí tức khủng bố phóng thẳng lên trên bầu trời. Bóng người khẽ động ở cửa cung, Hàn Lập mang theo Thiên Ngoại Ma Đầu, Hỏa Tu Tử, Giải Đạo Nhân, Vệ Kim trùng vương trực tiếp ra đón. Tám gã cường giả dị tộc sau khi cảm ứng được khí tức của đám người Hàn Lập phát ra không khỏi trở nên hoảng sợ khí thế hung hăng bất giác đã thu về hơn nửa. Giờ phút này nội tâm bọn họ chưa phải là cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng đã biết thực lực hàn lập mạnh mẽ không phải chuyện đùa, cũng không phải là loại dễ dàng bắt nạt như trong tưởng tượng trước kia. Trên mặt hàn lập nở nụ cười, tám gã cường giả dị tộc bị trực tiếp mời vào thanh nguyên cung. Sau đó cửa cung đóng chặt, một tầng ánh sáng màu xanh từ phía trên phủ xuống, đem thanh nguyên cung bao bọc lại. Đám người hàn lập và tám cường giả dị tộc liền một mạch ở lại trong đó ba ngày ba đêm. Trong lúc đó thỉnh thoảng trong thanh nguyên cung truyền ra một loạt tiếng oanh minh, một cỗ chấn động uy nghiêm cũng theo đó tuôn ra làm màn ánh sáng màu xanh cũng rung động không ngừng. Kết thúc ngày thứ ba, sau khi màn ánh sáng màu xanh lóe lên biến mất, tám gã cường giả đại thừa sắc mặt có chút khó coi đi ra. Khí tức trên người mỗi người suy yếu khác nhau, cuối cùng hàn lập cùng một đám tùy tùng môn nhân ra đưa tiến lại mang một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, so với lúc trước hoàn toàn chẳng có gì thay đổi, bạn đang đọc chuyện được copy tại. Các vị đạo hiếu chân hồn đan ta đã bán cho các người một viên, phân phối ra sao chính là chuyện của các ngươi. Nhưng ta hy vọng chuyện này đến đây là chấm dứt, từ nay về sau, nếu còn có ai dám đến quấy giày hàn mỗ cùng tộc nhân khác thì cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Hàn đạo hữu yên tâm, tốt xấu gì thì tám người chúng ta cũng có chút mặt mũi ở trên đại lục, việc mà đã đáp ứng thì tuyệt đối sẽ không thay đổi, bọn ta sẽ tận lực khuyên can những người có ý định đến tìm đạo hữu. Một tên dị tộc cười khổ một tiếng nói sau đó tám người lập tức độn quang phá không bay đi cũng giống như lúc tới, trong nháy mắt liền bay ra khỏi phạm vi nguyên hợp đảo. Hàn lập sau khi thấy tám đạo độn quang biến mất ở phía chân trời mới xoay người lại chỗ tiểu nhân do phệ kim trùng vương biến ảo thành cùng giải đạo nhân mỉm cười mà nói. Về sau mà còn có những người xông tới vô nhai hải thì cũng không cần khách khí nữa, bắt được thì bắt, không bắt được thì giết ngay tại chỗ. Để ngừa vạn nhất thì ma huynh, hỏa tu đạo hiếu, trong một thời gian ngắn này cũng nhờ các ngươi cũng giúp đỡ dò xét hai câu sau Hàn Lập quay sang khách khí nói với thanh niên da đen cùng hỏa tu tử. Ha ha, yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho mấy người chúng ta, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ người nào xông vào vô nhai hải. Thiên ngoại ma đầu cười ha ha nói, trên mặt đám người hỏa tu tử cũng ra vẻ không có chuyện gì phải quan tâm. Hàn Lập khoát tay ra lệnh, bốn người lập tức thi pháp biến mất tại chỗ. Sau đó một thời gian, quả nhiên không có những cường giả khác xông vào nhân tộc. Thậm chí một ít đại thừa vốn vẫn đang loanh quanh ở phụ cận, nhưng sau khi thấy tám đại cường giả rút đi thì cũng rối rít biến mất sau đó không lâu có tin đồn liên quan đến việc hàn lập đánh bại tám đại cường giả từ miệng một số tu giả ở các đại lục khác truyền ra khiến cho bao tộc đàn tại linh giới chấn động không thôi lại nghe nói thêm rằng hàn lập đem một quả chân hồn đan bán cho tám đại cường giả điều này đã khiến những tộc đàn cao cấp vốn đang nghĩ nhiều kế sách triệt để không còn gì nữa sau đó một đoạn thời gian dài một ít tu giả dị tộc đã bắt đầu lưu truyền cách nói đệ nhất cường giả của phong nguyên đại lục khi nói về Hàn Lập. Thậm chí có vài dị tộc nhân tôn sùng Hàn Lập, cho rằng Hàn Lập là đệ nhất đại thừa tại linh giới cũng không phải là lời thiêu dệt tô vẽ. chương 2432, gặp lại Linh Vương. Hai năm sau, tại tầng sâu nhất trong mật thất của Thanh Nguyên Cung, Hàn Lập đang ngồi trong một góc, mười ngón tay liên tiếp đánh ra từng đạo pháp quyết đủ mọi màu sắc về phía trước. Bên trong mật thất, đang có một tòa pháp trận lớn gần trượng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, trong pháp trận có hai cái bình màu xanh biếc một lớn một nhỏ đang trôi nổi lơ lửng lúc lên lúc xuống. Chiếc bình nhỏ phía trên có màu xanh đậm lớn tầm vài tấc, miệng bình quay ngược xuống dưới, đang chấp động lúc sáng lúc tối tỏa ra hào quang thần bí không biết tên. Từng đạo pháp quyết từ trong tay Hàn Lập bắn ra đều nhập vào trong đó mất dạng. Phía dưới, ở trung tâm quang trận là một cái hư ảnh bình bằng ánh sáng màu xanh nhạt cao gần một xích, đang bị những tia ánh sáng năm màu do trận pháp tạo ra quấn quanh dày đặc. Đồng thời từ trong miệng bình liên tiếp bay ra từng đoàn ánh sáng như lưu ly. Tất cả chúng đều bị bình nhỏ phía trên đang chậm chậm hấp thu. Mỗi khi những tia sáng lưu ly kia bị bình nhỏ phía trên hấp thu đi, thể tích của chiếc quang bình màu xanh nhạt bên dưới cũng tương ứng bị nhỏ đi một chút. Đồng thời màu sắc cũng mở nhạt theo. ước chừng sau nửa ngày, khi thể tích đã thu nhỏ lại gần như ngang bằng chiếc bình nhỏ phía trên, đồng thời màu sắc cũng trở nên gần như trong suốt. Rốt cuộc sau một tiếng phanh, chiếc quang bình bên dưới hóa thành một đoàn ánh sáng lưu ly cuối cùng, sau khi lóe lên cũng bị chiếc bình nhỏ ở phía trên khẽ hút mất. Đi, Hàn Lập ở một góc đang không ngừng làm phép thấy vậy thì rất vui mừng, sau khi quát khẽ một tiếng, điểm một ngón tay về chỗ pháp trận. Pháp trận vốn đang phát ra âm thanh ong ong lập tức ngừng vận chuyển, đồng thời toàn bộ ánh sáng mở ảo chợt tắt, chiếc bình nhỏ phía trên từ từ rơi xuống. Hàn Lập khẽ nhíu mày vừa thu tay lại, một tay khác liền chộp vào hư không. Vèo một tiếng, lúc này chiếc bình nhỏ màu xanh đậm hóa thành một đoàn ánh sáng xanh rơi vào trong tay hắn. Nội dung của dung nguyên tiên thuật ghi lại trên cái ngọc giản mới tìm được quả nhiên hữu hiệu vô cùng. Vậy mà đã thực sự dung nhập được kiện bình nhỏ phỏng chế phẩm này vào trong trường thiên bình. Thật là không uổng công ta bỏ thời gian làm việc này, cũng vì vậy mà ta chỉ cần vận dụng phương pháp điều khiển được ghi lại bên trên là có thể đơn giản điều khiển được bảo vật này rồi, không còn chuyện chỉ dùng bình này để thúc giục sinh trưởng cho linh dược nữa hàn lập ngắm nghía chiếc bình nhỏ màu xanh trong tay một chút mặt hiện nét tươi cười thản nhiên tự nói lại nữa mặc dù là đã biết lai lịch vật này không phải là nhỏ nhưng thật không thể nào ngờ được lại là trí bảo mà ngay cả tiên giới đạo tổ cũng phải chú ý thế nhưng tại sao nó lại lưu lạc tới nhân giới chứ hơn nữa chỉ còn lại có một bộ phận không hiểu bình linh ở nơi nào chẳng lẽ cũng thất lạc tại một chỗ khác ở nhân giới hàn lập thu lại bình nhỏ trong tay rồi hơi chút trầm ngâm suy nghĩ quên đi có thể có được một phần của bảo vật như vậy cũng đã là cơ duyên to lớn lắm rồi. Ta có thể đi được đến ngày hôm nay cũng là do có trong tay bảo vật này, vậy cũng không cần tham lam thêm nữa. Nhiệm vụ tiếp theo của ta hiện tại là bế quan tu luyện cho tốt, tìm hiểu thấu đáo mấy loại thần thông mới có được rồi hoàn toàn tu luyện đại thành. Sau đó là tế luyện những phần còn lại của nguyên hợp ngũ cực sơn cho hoàn chỉnh, lại tiếp tục tận lực tu luyện, đợi đến lúc pháp lực thêm tinh thuần thâm hậu một chút, đủ sức có thể nghinh đón thiên kiếp phi thăng. Bất quá trước khi bế quan lâu dài thì vẫn còn có vài chuyện không thể không xử lý một chút. Sau khi Hàn Lập Cực nhanh suy nghĩ hết thảy mọi chuyện, hắn giơ tay chộp một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối ngọc bài có chút tàn phá, tiếp theo ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, miệng nhẹ thốt ra hai chữ linh tộc. Ngày đó, sau khi hắn trở về Vô Nhai Hải không lâu, đã nhờ giải đạo nhân làm phép truy tìm một chút để xác định xem chủ nhân của bổn mệnh bài trong tay thực sự có ở linh giới hay không. Kết quả khiến hắn thực sự kinh hãi. Sau khi giải đạo nhân dùng bí thuật thẩm tra một chút, chẳng những khẳng định chủ nhân của bổn mệnh bài không chọn vẹn này đang ở tại linh giới, hơn nữa vị trí đại khái là ở một chỗ cách nhân tộc không xa, nhiều khả năng là ở trong lĩnh vực của linh tộc. Hàn Lập giật mình, trong lòng lập tức hiện lên hình ảnh của linh vương. Tuy rằng vẫn không biết thân phận chủ nhân của bổn mệnh bài này ra sao, nhưng có thể khẳng định là có kiên quan đến vị linh vương vô cùng thần bí kia. Vốn là Hàn Lập dự định phải lập tức tìm hiểu thật rõ ràng nhưng đáng tiếc bởi vì ảnh hưởng của trận chiến ở minh sát chi địa, hắn cần phải chấn thủ thanh nguyên cung, nên không thể thực hiện được mà phải để đến tận bây giờ. Hai năm qua không còn có bất kỳ dị tộc nào gây phiền toái nữa, xem ra đã đến lúc giải quyết việc này rồi. Hàn lập hai mắt nhíu lại, âm thầm suy nghĩ. Mấy tháng sau, trên bầu trời thánh địa phục linh sơn của linh tộc bỗng dưng kịch liệt dao động, rồi một con thuyền màu đen như mực khổng lồ không một tiếng động hiện ra. Một bóng người nhoáng lên một cái ở mũi tàu, một gã thanh niên mặc áo bảo màu xanh lập tức quỷ dị xuất hiện ở hư không phía trước cự thuyền. Bên trong núi Phục Linh phía dưới náo loạn một trận, tầng tầng cấm chế hiện ra, vô số thân ảnh từ khắp các nơi trong núi nhao nhao bay lên không. Nhưng thanh niên kia đối phía mọi chuyện diễn ra bên dưới dường như không nhìn thấy, ngược lại thở nhẹ một hơi, không chút cảm tình lớn tiếng nói. Linh vương đạo hiếu, hôm nay hàn mỗ tới quấy giày, mong rằng đạo hiếu có thể đi ra gặp mặt. Thanh niên này chính là hàn lập, âm thanh của hắn tuy rằng bình thường, nhưng lại vang vọng không dứt trên bầu trời Phục Linh Sơn, hơn nữa bên trong giường như còn ẩn chứa một loại thần thông to lớn nào đó. Những tên vệ sĩ linh tộc phía dưới vừa nghe thấy thì thân hình lập tức run lên, từ không trung rơi xuống. Một số thánh linh khác còn chưa kịp bay lên không, ngay khi nghe được âm thanh của Hàn Lập thì nháy mắt pháp lực toàn thân vừa mới ngưng tụ được giống như mất linh nghiệm ngừng vận chuyển, khiến cho bọn chúng hết sức kinh hoàng. Đúng lúc này, rốt cuộc bên trong Phục Linh Sơn cũng truyền ra một âm thanh vô cùng già nua của một lão giả. Thì ra là Hàn Đạo Hữu đại giá quang lâm, thứ lỗi cho lão phu không có tiếp đón từ xa được, mời đạo hữu vào đi. Lão giả vừa dứt lời, cấm chế trên đỉnh Phục Linh Sơn lập tức mở ra một cái thông đạo đủ cho một người có thể đi vào. Hàn lập mỉm cười, thân hình lay động hóa thành một đạo độn quang màu xanh tiến vào. Đỉnh Phục Linh Sơn, trên bình đài trước đại điện, một lão giả áo bào trắng sắc mặt ngưng trọng đang đứng ở cửa điện, ngẩng đầu về phía trời cao như đang ngóng đợi cái đó. Trên không trung ánh sáng xanh chợt lóe hàn lập giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người lão giả lão giả áo bào trắng thấy vậy thì đồng tử hơi co lại nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười đồng thời chắp tay nói đạo hữu quả là thần thông sâu không lường được hiện giờ càng là vang danh cả linh giới không hiểu sao lại rảnh rỗi đến tìm lão phu linh vương huynh quá khách khí rồi hàn mỗ chỉ là nhờ may mắn mà có được chút ít hư danh thôi huống hồ hư danh thế này đối với loại người như ngươi và ta mà nói có thể cũng không phải chuyện tốt về phần lý do ta đến đây chỉ là muốn tìm hiểu một chuyện ở chỗ linh huynh hàn lập nói hai câu khách khí rồi thản nhiên hỏi tìm hiểu sự tình hàn đạo hữu có sự tình gì cần hỏi thăm lão phu ư linh vương nhướng mày không biết là đạo hữu có nhận ra được chủ nhân của vật này không hàn lập cũng không nói nhiều tay áo run lên liền có một vật bay thẳng đến lão giả ở đối diện bàn tay của linh vương hơi động đã bắt được vật đang bay tới vào tay nhìn lại thì ra là một cái mệnh bài không trọn vẹn nhưng sau khi cảm ứng một chút khí tức bên trên thì lập tức biến sắc cái mệnh bài này là hàn huynh lấy được trên người của tên tiên nhân kia ư sắc mặt lão giả âm trầm biến hóa sau một lúc lâu mới có vài phần chua xót hỏi xem ra lần này ta đến tìm đạo hữu quả là không sai hàn lập tỉnh bơ gật đầu đạo hữu theo ta đến đây đi lão giả áo bào trắng tiếp tục trầm ngâm một chút rồi đem mệnh bài vứt trả lại cho hàn lập dường như đã hạ quyết tâm tiếp theo hắn cũng không chờ hàn lập trả lời lập tức xoay người đi vào trong đại điện. Thần sắc Hàn Lập thoáng thay đổi một chút rồi không chút do dự đi theo. Sau thời gian uống cạn chung trà, bên trong một không gian ngầm thần bí, Hàn Lập đang đứng trước một khối băng trong suốt, có chút giật mình nhìn một gã thanh niên vô cùng tuấn mỹ đang bị phong ấn ở bên dưới khối băng đó. Lão giả áo bào trắng đứng ở một bên, một tay bấm niệm thần chú rồi giơ tay lên, đánh ra một đạo pháp quyết lóe lên bay vào trong khối băng. Sau một lát, có vô số điểm sáng màu trắng tuôn trào ra từ bên trong khối băng. Sau đó chúng quay tròn ngưng tụ lại rồi hóa thành một tiểu nhân màu trắng có khuôn mặt giống hệt với lão giả áo bào trắng. Tiểu nhân này liếc mắt đảo qua trên thân hàn lập một cái, nhưng không hề kinh ngạc mà ngược lại cười khổ một tiếng nói. Quả nhiên là đạo hữu tìm tới. Xem ra chuyện ồn ào về tên chân tiên hàng lâm gần đây thật sự là vì tìm kiếm tên tiên nhân đang bị ta trấn áp này. Tên tiên nhân dưới khối băng này đã lặng lẽ ẩn nấp ở linh giới nhiều năm như vậy nhất định là có bí mật rất lớn trong người vì vậy mà tiên giới phái người đi tìm ta cũng không thấy gì kỳ quái chỉ là ban đầu trong lòng vẫn còn có một chút ý nghĩ cầu may mà thôi tên tiên nhân này thì ra là bị linh huynh chấn áp xem ra những lời đồn có liên quan đến đạo hữu trước kia cũng không phải đều là những lời nói vô căn cứ hàn lập nhìn chằm chằm vào người nằm dưới khối băng giống như suy nghĩ gì đó nói lai lịch lão phu thực sự không tiện nói với hàn huynh đợi ta thu lại pháp thuật rồi sẽ nói chuyện đạo hữu vậy Tiểu nhân lắc lắc đầu nói, cái đó thân hình nhoáng lên một cái, liền biến thành một đoàn ánh sáng màu trắng bay nhanh về phía lão giả áo bào trắng, sau một cái chấp động liền im hơi lặng tiếng chìm vào trong thân thể lão giả biến mất. Nguyên bản lão giả thoạt nhìn chỉ có khí thức của một gã đại thừa bình thường, chờ thân mình hơi đứng thẳng lên một chút, lập tức bộc phát ra một cổ khí thức cực kỳ mạnh mẽ to lớn, so ra cũng tuyệt không kém cỏi hơn những cường giả mạnh nhất mà Hàn Lập đã từng thấy qua chút nào. Xem ra đây mới thực sự là linh vương, Hàn Lập ánh mắt chấp lóe hai cái, vẫn chưa nói cái gì. Bên kia, khí tức trên người Linh Vương vừa thu lại, liền nghiêm sắc mặt hỏi Hàn Lập: "Lần này đạo hữu mang theo mệnh bài mà tìm tới nơi này, hơn nữa cũng đã tìm được chủ của nó, hiện giờ có dự định gì không?" Mặc kệ người này cùng với tên tiên nhân bị ta chém giết kia có quan hệ ra sao, ta cũng không muốn để lại bất cứ hậu họa gì. Hàn Lập thản nhiên nói: "Hàn đạo hữu cũng dự định giết chết tên tiên nhân này ư?" Ý định của đạo hữu thật sự là rất khó thực hiện được bởi vì nếu như có thể dễ dàng làm được thì lão phu cũng không cần khổ sở dùng cách phong ấn để chấn áp hắn tại đây đồng thời dùng bổn mạng chân hỏa cố hết sức mà chậm rãi luyện hóa thân thể chân tiên của hắn linh vương lắc lắc đầu trả lời ồ chuyện này là thế nào lúc ta phá vỡ thân thể tên tiên nhân hạ giới kia có vẻ cũng không khó khăn lắm hàn lập hơi chút kinh ngạc nói việc này cũng không giống nhau nhiều đạo hữu giết chết tên tiên nhân kia hẳn là lúc bản thân hắn đang chịu lực lượng pháp tắc của linh giới áp chế pháp lực trong người và phần lớn thân thể vẫn luôn dùng để đối kháng lực lượng pháp tắc tồn tại mà tên chân tiên ta trấn áp này lại khác hẳn bởi vì thân thể chân tiên của hắn khi ở linh giới đã được thay thế bằng một thân thể khác lại càng không biết hắn đã tu luyện loại bí thuật nào của tiên giới vậy mà có thể đem tất cả pháp lực nguyên thần cùng thân thể tất cả đều niêm phong chung một chỗ mức độ mạnh mẽ của thân thể hắn chỉ sợ chân tiên trên tiên giới cũng không có cách nào so sánh được cho dù là vận dụng huyền thiên chi bảo cũng không có cách nào làm cho nó tổn thương. Lão giả áo bào trắng giải thích, chương 2433, tung tích, có chuyện như thế này nữa sao? Hàn mỗ tuy bất tài nhưng cũng muốn thử qua một lần xem. Nhưng trước khi làm việc này, ta muốn thử qua siêu hồn thuật một chút, Linh Vương Huynh không có ý kiến gì chứ. Hàn lập sờ sờ cầm, nhìn từ trên xuống dưới người thanh niên Tuấn Mỹ đang nằm bên trong đỉnh băng đánh giá một chút, bỗng nhiên mỉm cười nói. Linh Vương nghe hắn nói như thế, khẽ giật mình, mi mắt chấp động mấy cái, mới có thể cưỡng chế cảm xúc trong lòng nói. Nếu như đạo hữu thật sự có bản lĩnh lập tức chém chết cái thằng chó này, ta cũng xem như đã loại bỏ được một mối họa lớn trong lòng, tất nhiên đó là chuyện rất tốt. Nhưng nếu liên quan đến siêu hồn thuật, trừ khi thần niệm của đạo hữu phải cường đại hơn rất nhiều so với hắn, nếu không thì căn bản không có một chút khả năng thành công nào cả. Vậy ư, nhưng nếu như hàn mỗ vẫn cứ muốn thử qua một lần thì sao đây? Hàn lập nhướng mày, lại thờ ơ nói ra một câu. Lúc này, sắc mặt của Linh Vương không khỏi thay đổi mấy lượt. Tốt, nếu Hàn Đạo Hữu thật sự nghĩ là mình có thần thông lớn như vậy, Lão Phu tất nhiên sẽ không cản trở. Nhưng bất kể là như thế nào, tên tiên nhân này là bổn vương đích thân xuất thủ chấn áp lại, Đạo Hữu dùng sức mạnh phóng chế, có phải hay không cũng cần phải cho Lão Phu một lời giải thích rõ ràng. Linh Vương thở nhẹ một hơi về sau, cuối cùng mặt hiện vài phần sát khí. Linh Đạo Hữu muốn chuyện gì thứ cứ nói cho rõ đi thân sắc của Hàn Lập vẫn không thay đổi chút nào. Nghe được ngoại giới đã có người thịnh truyền Hàn Huynh là đại thừa bậc nhất linh giới, linh mẫu cũng coi như đã sống tương đối lâu, tự phụ trong người cũng có chút thần thông. Chỉ cần đạo hiếu có thể không né tránh mà tiếp được ba chiêu của ta, lão phu sẽ giao tên tiên nhân này cho đạo hiếu. Linh vương cuối cùng cũng không khách khí nữa. Ha ha, Linh Huynh nói nhiều chuyện như vậy, coi như cũng hợp tâm ý Hàn Mỗ. Tu luyện giả chúng ta vốn là kẻ yếu phục tùng cường giả, nếu như ta không tiếp được hai chiêu của Đạo Hữu, sẽ lập tức quay đầu bước đi, chắc chắn không đến quấy rối Đạo Hữu thêm một lần nào nữa." Hàn Lập không giận mà còn cười rộ lên, "Nếu đã như vậy, Đạo Hữu đi theo ta đến chỗ khác, tranh đấu của ta và ngươi tốt nhất đừng đả động đến phong ấn." Linh Vương không có bất kỳ ý lùi bước nào cất lời. Chuyện này đương nhiên là dựa theo sắp xếp của Linh Đạo Hữu. Hàn Lập chỉ gật đầu, vẻ mặt hoàn toàn không để ý. Linh Vương thấy vậy, sau khi tay áo rung lên, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng về phía lối ra vào. Thân hình Hàn Lập cũng lóe sáng, hóa thành một đạo hư ảnh nhạt nhạt theo sát phía sau. Sau khoảng thời gian cạn chén trà, toàn bộ vệ sĩ linh tộc đang đứng canh gác tại Phục Linh Sơn, đột nhiên nghe được hai tiếng ầm ầm loáng thoáng phát ra từ chỗ nào đó trong lòng núi, chấn động làm cả tòa Thánh Sơn hơi lắc lư, ngay cả chỗ bọn chúng đứng mà cũng cảm nhận được. Những tên linh tộc này thật sự kinh hãi, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ mặc dù biết việc này khẳng định là có liên quan đến Hàn Lập, nhưng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tất nhiên là họ không cách nào tưởng tượng được. Nếu như không có lệnh của Linh Vương Nick Thân truyền xuống, bọn họ tất nhiên sẽ không dám đi qua chỗ ấy để kiểm tra tình hình. Trong lòng núi Phục Linh Sơn, vốn dĩ ban đầu cả tòa đại sảnh này được bao phủ bởi một màn sáng, lúc này lại hóa thành từng điểm bạch quang, vỡ vụn thành từng mảnh. Trong đại sảnh, Hàn Lập đứng đối diện với lão giả từ xa nhìn nhau, nhưng sắc mặt hai người lại hoàn toàn bất đồng thân sắc của Hàn Lập lạnh nhạt, hai tay để sau lưng, toàn thân không thấy có chút nào đặc biệt cả. So với lúc trước, khí tức trên người Linh Vương còn cường đại hơn vài phần, sau lưng lại hiện ra một Phật tượng toàn thân mọc ra đầy yêu mục màu trắng nhạt, nhưng khuôn mặt đặc biệt khó coi, vùng lân cận xung quanh thân hình hắn có rất nhiều thanh đoạn nhận nóng lánh, đúng lúc vây toàn bộ thân mình vào trong đó. Mà ở chỗ hư không giữa hai người, một khẩu đoạn nhận lớn màu đen thui dài hơn 10 trượng đang trôi nổi ở giữa không trung, nhưng lưỡi đoản nhận không ngờ không cánh mà bay, đồng thời miệng vết gãy trên thân còn sót lại bóng loáng như tấm kính, giống như bị cái gì đó cường ngạnh chém mất. Đạo hữu đã xuất thủ hai lần, lúc này có thể ra một chiêu cuối cùng. Hàn lập không chút vội vã nói, được rồi, một chiêu cuối cùng không cần xuất ra nữa. Quả nhiên thần thông của hàn đạo hữu so với lời đồn còn đáng sợ hơn nhiều, cho dù lão phu có ra tay thêm lần nữa, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Sắc mặt linh vương bỗng nhiên giãn ra, lộ ra vài phần cười khổ nói. Tiếp theo hắn vung tay áo lên, một tay bấm niệm pháp quyết. Thanh đoàn nhận màu đen lóng lánh cùng Phật tượng màu bạc sau lưng, tất cả đều lóe lên rồi bị hắn thu vào. Hắc hắc, linh huynh quá khách sáo rồi, đạo hữu vừa rồi cũng không xuất ra thần thông áp trục chính thức của mình, nếu không thì Hàn Mỗ không có khả năng tiếp đón được hai chiêu dễ dàng như vậy. Hàn lập cười hắc hắc, ta quả thực là còn có vài loại thần thông bảo mệnh, nhưng chẳng phải đạo hữu cũng không thi triển ra thủ đoạn thật sự đó sao? Bất kể là như thế nào, lúc này đây lão phu đúng là tâm phục khẩu phục. Tên chân tiên bị ta trấn áp cũng để cho đạo hữu tùy ý xử trí. Nhưng lão phu có một điều kiện, nếu đạo hữu có năng lực chém chết tên tiên nhân này, nhất định phải làm việc này trước mặt lão phu. Nếu không thì lão phu cũng không thể nào an tâm được. Linh Vương mang theo vẻ mặt nghiêm nghị nói, chuyện này không có vấn đề gì, tại hạ gần đây đã luyện thành một kiện bảo vật, xem như cũng đúng lúc thử công dụng của nó. Hàn Lập đáp ứng nói một câu đầy thâm ý. Linh Vương nghe vậy mặc dù cũng không hiểu được thâm ý trong lời của hắn nhưng thấy đối phương đã đáp ứng lời đề nghị của mình nên nội tâm cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Cũng không nghĩ và nói thêm câu gì nữa liền dẫn Hàn Lập rời khỏi đại sảnh đi ra bên ngoài. Nửa tháng sau, cấm chế bên trên Phục Linh Sơn bỗng nhiên bị mở ra, một đạo cầu vồng màu xanh lá cây bắn lên không trung. sau một cái chất động đã chui vào bên trong con thuyền màu đen xuất hiện ở chỗ vùng trời lân cận, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm com sau một lát con thuyền màu đen nổ vang một tiếng đã bay về phía phương xa cùng lúc đó hàn lập đang ngồi ngay ngắn bên trong một khoang thuyền ở tầng mật thất thấp nhất một tay vuốt ve cái bình nhỏ màu xanh lục sắc mặt thay đổi liên tục hai ngày trước giống như trong dự liệu của mình hắn dựa thần niệm cường đại thật sự đã thành công siêu hồn được tên tiên nhân đang bị phong ấn không phải nói là chỉ thành công siêu hồn một nửa hắn tuy thành công xâm nhập đến trong thần thức hải của đối phương nhưng không ngờ lại phát hiện ra hơn phân nửa những chỗ trí nhớ quan trọng đều bị một loại năng lượng thần bí nào đó phong tỏa không cho hắn tiến vào mà hắn sau khi thăm dò hết những bộ phận thần thức khác quay trở lại tiếp xúc với những bộ phận trí nhớ kia của đối phương thì đầu đối phương lập tức nổ tung lên giống như quả dưa vậy chẳng những trong chớp mắt toàn bộ thần niệm tinh hồn của tên tiên nhân bị phong ấn hóa thành hư ảo thậm chí ngay cả thân hình của hắn dưới sự ảnh hưởng của cỗ lực lượng quỷ dị kia cũng hóa thành cho tàn kết quả như vậy chẳng những khiến cho hàn lập có phần hơi bất ngờ mà ngay cả Linh Vương đang quan sát bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, càng là trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù như thế, thông qua trí nhớ phát hiện lúc trước, Hàn Lập cuối cùng cũng đã hiểu rõ quan hệ của chiếc bình nhỏ mà hắn đang nắm giữ với Mã Lương, cửu nguyên quan là như thế nào, thậm chí còn biết được một thông tin đối với hắn vô cùng quan trọng. Bình Linh lại có khả năng đang ẩn thân ở bên trong ma giới. Hàn Lập lẩm bẩm tự nói một câu, cả người lần nữa lại xa vào trong sự trầm tư. Tuy là hắn không thăm dò được làm thế nào mà đối phương lại trộm được trường thiên bình, cùng với việc vì sao lại phản bội chạy trốn khỏi cửu nguyên quan, nhưng hiểu rõ trường thiên bình vì sao lại bị tách thành hai bộ phận và nguyên nhân nó lại lạc xuống hạ giới. Vị tiên nhân đang bị phong ấn lúc còn ở tiên giới, vì trốn tránh cửu nguyên quan đuổi giết, từng bỏ ra một cái giá rất đắt để trao đổi với người nào đó một tấm đại na di phù chuẩn bị chạy trốn tới một mảnh tiên vực khác. Nhưng kết quả là trong khi đang truyền tống, lực lượng phù lục chẳng biết tại sao lại bị một loại lực lượng thần bí ảnh hưởng, chẳng những không thể truyền tống thành công mà ngược lại còn bị đánh thẳng xuống hạ giới, rời khỏi tiên giới một cách kỳ lạ. Mà trong quá trình này, trường thiên bình vốn đang bị hắn tạm thời miễn cưỡng phong ấn, cũng đột nhiên dốc sức liều mạng đấu tranh. Hắn có phần kinh hãi, vội vàng dùng các loại bí thuật để chấn áp, nhưng đã không còn kịp rồi, không ngờ lại để cho bình linh thi triển một loại thần thông thiên phú bất chi bất giác, trực tiếp từ một mà phân thành hai chạy thoát được, chạy vào hai giới diện khác nhau. Cũng may tên tiên nhân bị phong ấn trong cái rủi lại gặp may mắn, hắn dốc sức thi triển một loại pháp thuật có thể lần theo dấu vết để liều mạng đuổi theo Bình Linh ở xa. Kể từ đó, hắn mặc dù trong nhất thời không cách nào đuổi kịp Bình Linh, nhưng phương pháp lưu lại dấu hiệu vẫn còn, có thể lần nữa xác định được vị trí của Bình Linh để tìm lại. Mà hắn chỉ cần có thể tìm được Bình Linh, dựa vào lực lượng cảm ứng của hắn, muốn tìm lại đầy đủ để tạo ra Trường Thiên Bình Hoàn chỉnh cũng không phải là chuyện không thể nào. Đáng tiếc là, vị chân tiên này tuy suy nghĩ chu đáo, nhưng khi rơi vào linh giới đã bị lực lượng giao diện đả thương nặng một phen, chẳng những toàn bộ thân thể gần như bị hủy, mà một thân thần thông cũng bị tổn hại rất nghiêm trọng. Hắn rơi vào bước đường cùng, mới ẩn núp dưới đáy biển chậm chạp dùng linh vật thay thế đúc lại thân thể chân tiên, cũng từng bước một lần nữa tu luyện lại thần thông đã mất. Trong thời gian này, hắn không chỉ một lần thi pháp lần theo dấu vết, thông qua một phen điều tra, mới có thể khẳng định Bình Linh Hiện đang ẩn núp ở chỗ giới diện kề cận nhân giới, bên trong ma giới. Hắn còn từng nhiều lần dùng hóa thân thay nhau lặng lẽ đi khắp linh giới, tìm các loại linh dược có công dụng hỗ trợ cho hắn. Mà ở quảng hàn giới của Lôi Minh đại lục, hắn cũng từng lặng lẽ lẻn vào một lần. Hàn lập ngày đó từ trong giới diện này mang ra một đóa hoa sen màu bạc đối với hắn lúc ngưng kết thân thể chân tiên có công dụng rất lớn, chẳng qua là lúc hắn bắt gặp nó thì hỏa hầu còn kém một chú, tê không cách nào ngắt lấy được, mà linh dược khác đối hắn lại là vô dụng, lúc này mới để linh dược này ở lại chỗ cũ. Tên tiên nhân này tuyệt đối chưa từng nghĩ qua, không biết trải qua bao nhiêu năm về sau, hàn lập vậy mà lại có thể trực tiếp xâm nhập vào trong đó, cũng không chút khách khí nào ngắt lấy cây linh dược này đi. Chuyện này tất nhiên làm cho tinh thần của gã tiên nhân bị phong ấn này dày vò. Lúc này chính là lúc hắn đang đúc lại thân thể tiên nhân, thậm chí không chờ pháp lực của bản thân khôi phục hoàn toàn đã vội vàng rời khỏi cung điện giói đáy biển, một đường tìm đến chỗ của hàn lập. Nhưng sự kiêu ngạo đã làm hại hắn, tại chỗ vùng lân cận của nhân tộc đã bị linh vương, người hiểu rõ rất sâu những chi tiết về tiên giới cùng tiên nhân bắt giữ hàn lập nghĩ lại những chuyện này trong lòng cũng không khỏi có một loại cảm giác cảm khái vô cùng cổ tay hơi động nhẹ một chút từ bên trong bình nhỏ màu xanh đậm tức thì truyền đến tiếng chất lỏng đang nhẹ nhàng lưu động chất lỏng này thực sự không phải là linh dịch để thúc đẩy sinh trưởng mà là trước đó phí rất nhiều công sức từ trên thân thể của tên chân tiên bị phong ấn mới có thể rút ra một giọt linh huyết đã có giọt linh huyết này hắn cũng có thể thi triển thuật truy tung của đối phương Kể từ đó, tin tưởng chỉ cần Bình Linh thật sự đang ở bên trong ma giới, hắn có thể thi pháp tìm được vị trí chuẩn xác. Vừa nghĩ tới việc Trưởng Thiên Bình khôi phục hình dáng chính thức, hắn có khả năng sẽ có được các loại thần thông nghịch thiên, trong lòng Hàn Lập cũng không khỏi đâm lên một loại nhiệt huyết. Ma giới, xem ra cần phải đi đến đó một chuyến. Trong lòng Hàn Lập nghĩ như vậy, đúng lúc này, bỗng nhiên trên người hắn một tràng long ngâm nhàn nhạt vang lên. Sau khi nghe được Hàn Lập liền dùng mình một cái vội vàng thu bình nhỏ đang cầm trong tay vào, cánh tay khác run lên, lúc này một tấm lân phiến màu bạc sáng rực từ bên trong bay ra, sau khi quay tròn mấy vòng, liền chuẩn xác lơ lửng trước người hắn. chương 2434, trở lại ma nguyên. Bề mặt miếng lân phiến hiện lên một đoạn cổ văn màu bạc, chúng tự động sắp đặt trên không chung một chút rồi lập tức hợp lại với nhau tạo thành một đoạn văn tự ngắn. Hai năm sau, Trần long đảo, đại hội Quảng Linh đạo quả, rốt cuộc thì cái hội này cũng được tổ chức rồi hàn lập nhìn đoạn văn tự phát ra từ miếng lân phiến này trong mắt hắn hiện lên một chút dị sắc hắc hắc lần tụ hội này có lẽ sẽ xuất hiện không ít các cường giả của giới diện khác ta cũng nên đi xem một chuyến mở mang kiến thức một lần thêm nữa quảng linh đạo quả kia ăn vào có thể tạm thời sở hữu quảng linh đạo thể cũng có ích vô cùng đối với mấy loại thần thông ta đang tu luyện nhất định phải nghĩ cách để chiếm được một quả hứa hẹn mà nha đầu điền phi nhi kia lúc trước đã đáp ứng cũng tới lúc dùng đến rồi thời gian 2 năm, cũng đủ để đi tới ma giới xem xét một lần. Nhưng trước đó cần phải nói cho Uyển Nhi một tiếng, nếu không lại để nàng phải lo lắng. Hàn Lập trầm ngâm một lúc, rốt cục cũng đã có quyết định, thì Thảo tự nói. Tép theo, chỉ thấy tay Hàn Lập khẽ vẩy lên hư không, lân phiến màu bạc lập tức bị thu lại, tay kia vẫy một cái, trong tay bỗng xuất hiện thêm một tấm kính cổ màu xanh. Chỉ thấy hắn ném tấm kính ra trước người, một ngón tay nhanh chóng huy động vài cái ở phía trước, Lập tức một chuỗi văn tự màu trắng lóe lên rồi chui vào trong đó. Sau đó Hàn Lập Lặng Yên đứng trước mũi tàu, chỉ một lát sau, trên bề mặt tấm kính cổ bỗng xuất hiện chấn động, từng dãy văn tự màu trắng giống lúc trước bắt đầu hiện ra. Hàn Lập chỉ nhìn lướt qua, khóe miệng hắn nhếch lên mỉm cười. Vị đạo lữ song tu của mình tuy chưa từng mở miệng khích lệ hắn bất cứ cái gì, nhưng trong tất cả những lời đối thoại của nàng luôn để lộ ra ý tứ nhắc nhở hắn chú ý cẩn thận. Tay áo Hàn Lập run lên, ánh sáng màu xanh chợt lóe, tấm kính bỗng không thấy đâu nữa. Tiếp theo, cự thuyền màu đen nổ vang một tiếng, Hàn Lập bỗng chốc bay nhanh về phía trước với tốc độ gấp mấy lần lúc nãy. Hai tháng sau, nơi nào đó tại ma giới, phóng mắt nhìn khắp nơi đều là một mảnh hoang vu mông lung, trên không trung đột nhiên lóe lên một đạo kiếm quang màu xanh sẫm rồi biến mất. Một khe hở không gian màu trắng hiện ra, trong khe hở trọt có một bóng người lóe lên, Hàn Lập cầm trên tay một thanh một kiếm màu xanh sẫm từ đó chậm rãi đi ra sau khi đảo mắt nhìn khắp nơi một lượt hàn lập chợt khẽ trao mày mới nhìn thì thấy nơi đây hoàn toàn lạ lẫm hẳn là trước kia hắn chưa từng tới chỗ này lần này hàn lập có thể thuận lợi tiến vào ma giới một phần là do hắn tìm được một tiết điểm giữa nhân giới và ma giới cực kỳ yếu kém hai nữa là pháp lực của bản thân hắn cũng đủ mạnh để phát huy thanh huyền thiên trảm linh kiếm trong tay này năm đó tuy mạc giản ly cũng có thể nhờ vào tiết điểm yếu kém như vậy để lẻn vào ma giới nhưng tuyệt đối lão không thể nhẹ nhõm đơn giản như hắn lần này được, mà vẫn có khả năng gặp nguy hiểm vẫn lạc. Thế nhưng lần này tới ma giới chủ yếu là để tìm kiếm bình linh, hắn không thèm để ý xem bản thân mình ở chỗ nào trong ma giới. Sau khi xác định được khu vực gần đó cũng không có bất kỳ tên ma tộc nào thì Hàn Lập hít nhẹ một hơi, đột nhiên hắn há miệng phun ra một đoàn ánh sáng màu xanh. Bên trong vòng sáng, rõ ràng là một cái bình nhỏ màu xanh cao vài thốn đang được bao bọc bên trong. Miệng Hàn Lập phát ra một chữ trứng. 10 ngón tay giống như bánh xe điểm chỉ lên chiếc bình nhỏ. Bình nhỏ màu xanh hơi mơ hồ một cái, sau đó đột nhiên biến lớn lên tại chỗ với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt nó đã biến thành chiếc bình lớn hơn một trượng, trên bề mặt bên ngoài xuất hiện từng đạo linh văn màu xanh sẫm to chừng ngón tay, cực kỳ rõ ràng. Lúc này, tay áo Hàn Lập run lên, hơn trăm cán trận kỳ bay ra, sau khi bắn ra bốn phương tám hướng chúng chợt nhau nhau biến mất không một tiếng động. Hai tay Hàn Lập biến đổi pháp quyết, hư không bốn phía lập tức vang lên âm thanh ông ông vô số phù văn đủ mọi loại màu sắc bỗng hiện lên chúng cũng nhanh chóng tạo thành một cái quang trận cực lớn cỡ gần một mẫu vừa vặn bao vây chiếc bình lớn ở vị trí trung tâm hàn lập lại bắt đầu lẩm bẩm trong miệng thân hình hắn hơi trầm xuống nhưng vẫn bay đến chỗ chiếc bình lớn trên không trung thân thể hàn lập cũng mơ hồ một cái rồi bất chợt trực tiếp khoanh chân ngồi xuống ở bên dưới nơi hàn lập đang thúc giục một loại bí thuật nào đó Chiếc bình lớn cùng với quang trận bên dưới lập tức liên kết lại với nhau thành một thể thống nhất, chợt sáng chợt tối. Một tiếng sét đánh giữa trời quang vang lên, một cột sáng màu xanh lá từ trong miệng bình đột nhiên bắn ra lao thẳng lên trời. Cột sáng vừa lóe lên đã biến mất trong chín tầng mây trên trời cao. Cùng lúc đó, một cỗ chấn động quỷ dị hiện ra từ chiếc bình lớn, nó điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lúc này Hàn Lập từ từ nhắm hai mắt lại, ngoại trừ trong miệng hắn vẫn khẽ nhúc nhích phát ra âm thanh chú ngữ ra thì không còn thấy bất kỳ cử động nào khác nữa. Bên trong một không gian thần bí nào đó ở ma giới, ở ngọn nguồn một cái ao nước có một giọt dịch thủy màu bạc nhạt, đột nhiên mấy phiến đá bên dưới đó phát ra vòng ánh sáng bảo vệ. Một cái quang trận cực lớn xuất hiện như có như không. Bên trong quang trận, sau khi mấy cái phủ văn quay tròn tụ lại cùng một chỗ, bỗng một cái lỗ thủng đen xì chợt hiện ra. Sau một khắc, ngay tại chỗ xuất hiện chấn động cũng có một cột sáng màu xanh sẫm bắn ra. Sau một cái chấp động, cột sáng chẳng những xuyên thủng qua ao nước mà còn trực tiếp biến mất ở chỗ cao nhất trên không gian thần bí. Thần sắc hàn lập khẽ động, mặt mũi hắn lập tức tràn đầy vẻ vui vừng mở hai mắt ra. Vậy mà thật sự có cảm ứng, bình linh thật sự ở trong ma giới này. Xem ra hiện tại thật sự là thiên đại cơ duyên đã đến rồi. Sau khi hàn lập vừa thu lại pháp quyết, hắn đứng dậy cảm ứng phương hướng một chút, mặt mũi lúc này đã tràn đầy vẻ hưng phấn. Thân hình Hàn Lập lắc lư tại chỗ một chút, hai tay nhanh chóng vung lên xung quanh, lúc này quang trận cực lớn phát ra một tiếng trầm đục sụp đổ rồi tiêu tán, một lần nữa chúng hóa thành hơn trăm cây trận kỳ bay trở về. Chiếc bình lớn thì tự cuốn lấy vòng sáng bảo vệ, nó tự động thu nhỏ lại rồi trực tiếp hóa thành một quang cầu màu xanh sẫm bắn về nhập vào trong cơ thể Hàn Lập. Hàn Lập đứng tại chỗ rậm chân một cái, ánh sáng màu xanh bên ngoài thân thể lóe lên, hắn hóa thành một đạo cầu vòng dài hơn 10 trượng bắn đi. Chỉ sau hai cái nháy mắt, thân ảnh Hàn Lập đã biến mất ở phía cuối chân trời. Từ lúc này trở đi, cứ cách mấy ngày Hàn Lập lại thi pháp một lần, ngày đêm không ngừng nghỉ cảm ứng phương hướng đuổi theo. Trên đường đi, mặc dù hắn cũng đụng phải một ít ma tộc, ma thú và thành trì của ma tộc, nhưng Hàn Lập không có ý tứ dừng lại chút nào, hắn trực tiếp thi triển độn thuật vượt qua trên không trung. Với thần thông hiện nay của hắn, nếu toàn lực phi hành chỉ sợ toàn bộ ma giới cũng không có mấy người có thể đuổi theo được. Nếu là một vài tên ma tộc bình thường có nghe thấy thì cũng chỉ nghe được vài tiếng xé gió suy suy mà thôi, căn bản là không thấy được thân ảnh trong độn quang của Hàn Lập. Bọn chúng chỉ có thể ở lại ở tại chỗ nghi thần nghi quỷ cả nửa ngày, không thấy có gì khác lạ mới dám tiếp tục lên đường. Nửa năm sau, trên đỉnh một ngọn núi đen nhánh, bạn đang đọc truyện được lấy tại. Hàn Lập đứng trên một cây đại thụ che trời, hai tay hắn để sau lưng, ngắm nhìn tầng sương mù đang bao phủ mặt biển đen ở xa xa. Trên mặt Hàn Lập hiện ra vẻ trầm ngâm. Ma Nguyên Hải, đúng là chỗ này rồi, chẳng lẽ Bình Linh kia lại đang ẩn thân ở chỗ này sao? Được rồi, cho dù có là ở đâu đi chăng nữa thì có thể ngăn cản được ta đây nữa sao? Cùng lắm thì thử dùng man lực một chút trực tiếp phá vỡ rồi lại tiến vào bên trong một chuyến là được. Vẻ mặt Hàn Lập thay đổi vài lần, sau đó rốt cục hắn cũng đã hạ quyết tâm, một tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Trên không ngọn núi khổng lồ lúc này xuất hiện một hồi chấn động rồi ở ngay chỗ đó bỗng lẳng lặng hiện ra một chiếc thuyền lớn đen kịt đúng là mạc linh thánh thuyền bởi vì phi hành bằng con thuyền này gây chú ý quá mức cho nên lúc trước hắn một mực không dùng đến nó hiện tại đã đến ma nguyên hải chỗ này chẳng có bao nhiêu nơi có dấu vết người hoạt động thành ra hàn lập lại có thể lấy nó ra sử dụng một lát cùng lúc đó sau lưng hàn lập vang lên một tiếng nổ sau một hồi mở ảo thân hình giải đạo nhân cũng thoáng hiện ra giải huynh có lẽ người còn rõ ràng tình hình ma nguyên hải này hơn ta, lộ trình tiếp theo chắc phải làm phiền đạo hữu một chút rồi. Ta sẽ cố hết sức, giải đạo nhân nhìn thoáng ra ma hải ở xa một chút rồi nhàn nhạt trả lời. Hàn lập mỉm cười, sau đó tay áo hắn run lên, một vòng bảo vệ màu xanh lá chợt xuất hiện bao phủ xung quanh. Thân ảnh hai người lúc này lóe lên trong màn hào quang rồi không thấy đâu nữa. Sau một khắc, ở lối vào của chiếc thuyền lớn ánh sáng màu xanh sao động, thân hình hai người mơ hồ một chút rồi lại hiện ra lần nữa không cần hàn lập ra lệnh một đám vệ sĩ khôi lỗi được bố trí trên thuyền lập tức di chuyển bên ngoài chiếc thuyền đen hiện lên một màn sáng màu đen sau đó vang lên một tiếng nổ cả con thuyền đã lao đi vào trong biển rộng vô số lôi điện điên cuồng oanh kích xuống nhưng màn sáng bên ngoài chiếc thuyền lớn màu đen vẫn vững vàng bất động nhìn như nó không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào vậy sau một cái nháy mắt chiếc thuyền đã nhập vào trong màn sương mù dần dần biến mất hơn nửa tháng sau chiếc thuyền lớn màu đen dừng lại không nhúc nhích phía trên bầu trời một hòn đảo lớn xanh biếc. Ở phía trước cách đó không xa, quang trận lớn gần một mẫu cùng chiếc bình lớn lại xuất hiện, lại tiếp tục chấp động chợt sáng cho tối cùng màn hào quang. Hàn Lập đứng ở phía trước chiếc thuyền lớn, một tay hắn bấm niệm pháp quyết đang thúc giục bí thuật nào đó. Hào quang lóe lên trên miệng chiếc bình lớn, một cột sáng thô to từ đó chợt bắn ra. Đúng thời điểm đó, ở chỗ sâu trong hòn đảo lớn đột nhiên truyền ra một âm thanh quát hỏi lạnh lùng, là ai cũng dám xông vào khổ linh đảo sao vừa dứt lời ở vị trí trung tâm hòn đảo truyền ra một tiếng giống to một con dao long ba đầu thân dài trăm trượng màu đen từ đó lao ra ở cái đầu chính giữa của con hát dao ba đầu có một gã hai mắt màu tím nhạt đang đứng đó là một gã thanh niên áo đen trên mặt đằng đằng sát khí hàn lập là ngươi ngươi tiến vào thánh giới từ khi nào thanh niên vừa nhìn rõ khuôn mặt hàn lập lúc này trong nội tâm gã đang cảm thấy dùng mình hỏi một câu